Xác thật là không nghĩ tới Dương Nghị Vân bên người tùy tiện một cái nữ yêu tiên đều như thế cường đại. Nhìn đến Tuyết Hương liều mạng lúc sau, Hình Nguyên Minh đám người cũng cảm thấy trên mặt nóng lên, này những lão đông tây đại nam nhân tổng không thể làm ngươi một nữ tử đi liều mạng đi. Trong nháy mắt mọi người đều bắt đầu điên cuồng chém giết, thi triển ra từng người thủ đoạn, hoàn toàn đem hai đầu ma khuyển áp chế đi xuống. Bất quá hai đầu ma khuyển đích xác cường đại, đối mặt bảy cái cao thủ liên thủ công kích thế nhưng cũng ngạnh kháng xuống dưới. Nhưng dựa theo bực này công kích đi xuống, mọi người chiến thắng hai đầu ma khuyển cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở đại gia cảm thụ chung, kỳ thật hai đầu ma khuyển hơi thở đích xác cường đại có thể so với thượng phẩm thậm chí là đại viên mãn hỗn nguyên nói tiên, nhưng mà cũng không phải không có khuyết tật, hai đầu ma khuyển thân thể còn lại là điêu khắc. Chỉ cần đưa bọn họ thân thể đánh nát, tiếp theo lại đối phó thuần túy ma hồn có mông điểm kiềm chế là có thể hoàn toàn chiến thắng hai đầu ma khuyển. Bất quá mọi người vẫn là cảm thấy không đủ, bởi vì đều ở lo lắng Dương Nghị Vân. Trong đó đặc biệt lo lắng Dương Nghị Vân đương thuộc Tuyết Hương. Tuyết Hương tuy rằng lời nói thiếu nhưng lại nhất lo lắng Dương Nghị Vân an ủi, hai người chi gian cũng đã trải qua vài lần sinh tử, hơn nữa tiến vào ma tộc chi thành thời điểm kia một lần tình cảm thượng đột phá, cũng đủ Tuyết Hương cái này nội tâm đối nhân tộc tình yêu sinh ra tốt đẹp ảo tưởng yêu tiên lo lắng Dương Nghị Vân. Nếu không phải Dương Nghị Vân không cho qua đi, nàng cũng sẽ không lập tức liền biến ra bản thể tới chiến đấu, đúng là bởi vì nghĩ chạy nhanh xử lý hai đầu ma khuyển, ở đi trợ giúp Dương Nghị Vân. Nàng cùng hắn chi gian liền kém một tầng giấy cửa sổ. Mặt khác lo lắng còn có Bảo Thuận Quang, Mông Điềm, Đinh Hòa Bình đám người. Đại gia kỳ thật đều rõ ràng này trong đó đạo lý, Dương Nghị Vân không có làm cho bọn họ qua đi, tự nhiên là đại cục xuất phát. Ai có thể biết Dương Nghị Vân ở Phương Tĩnh Thiên trên tay có thể kiên trì bao lâu? Ở mọi người xem ra, Dương Nghị Vân là ở cho đại gia kéo dài thời gian. So sánh với hai cái ma khuyển, kỳ thật chính thật nguy hiểm lớn nhất chính là Phương Tĩnh Thiên. Bởi vì Phương Tĩnh Thiên cái này lão bất tử tu vi đột phá tới rồi thượng phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, còn có chính là khống chế ma đạo bí điển tu luyện, hơn nữa hắn phía trước lời nói, còn có thể khống chế hai đầu ma khuyển, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phương Tĩnh Thiên tài là chân chính nguy hiểm. Có tâm kế có lòng dạ, phía trước vẫn luôn đều ở ẩn nhẫn, lão bất tử rốt cuộc ở phía trước bạo phát, hơn nữa nhất cử thành công cắn nuốt hai cái ma hồn. Có tu vi đột phá, càng là biết nơi này một ít bí văn. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng có thể nghĩ vậy chút, lúc này hắn biết phải dùng chính mình át chủ bài. Đối mặt như cũ huyền phù ở giữa không trung coi rẻ hắn Phương Tĩnh Thiên, Dương Nghị Vân ho ra máu từ hố to trung ra tới. Trong tay một phen xuất hiện một lọ đan dược. Nơi này tự nhiên trang chính là Mỹ Kim Đại La Đan. Hắn tổng cộng luyện chế 9 viên Mỹ Kim Đại La Đan, nhưng cho Yến Xích Hà, Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Bảo Thuận Quang, Diêu không nói mỗi người các một viên sau, chính hắn cũng liền dư lại 3 viên Mỹ Kim Đại La Đan. Bất quá 3 viên Mỹ Kim Đại La Đan, dựa theo dùng tiên đan quy luật tới nói, 3 viên tiên đan công hiệu vừa vặn. Vốn dĩ hắn không tính toán sớm như vậy sử dụng Mỹ Kim Đại La Đan, trong lòng nghĩ chính mình tu vi đã là Đại La Đại Viên mãn đỉnh, kém một đường là có thể đột phá đến hỗn nguyên chi cảnh, dựa vào tự thân tu luyện cũng có thể bước vào hỗn nguyên chi cảnh. Nhưng hiện tại là không có cách nào, hắn thật sự là đánh không lại Phương Tĩnh Thiên cái này lão bất tử. Rốt cuộc tu luyện kém quá lớn. Lúc này lấy ra Mỹ Kim Đại La Tiên Đan Dương Nghị Vân chính là muốn bước vào hỗn nguyên chi cảnh, cũng chỉ có như thế hắn mới có thể xử lý Phương Tĩnh Thiên. Đến nỗi có thể hay không dùng Mỹ Kim Đại La Tiên Đan sau đột phá đến hỗn nguyên chi cảnh, Dương Nghị Vân hoàn toàn không suy xét, đương nhiên cái này không suy xét là hắn biết nhất định có thể. Bởi vì đây là kỳ quân đan dược chi đạo nghiên cứu mà ra đan dược, huống chi Mỹ Kim Đại La Tiên Đan công hiệu đã hoàn mỹ ở Đinh Hòa Bình bọn họ thân thể thể hiện ra tới. Nhưng phàm là dùng Mỹ Kim Đại La Đan người tất cả đều đột phá tu vi. Cho nên Dương Nghị Vân tin tưởng rất lớn, trong tay hắn còn có 3 viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan tồn tại, hơn nữa tu vi cũng chỉ là một đường chi kém. Bước vào hỗn nguyên đó là tất nhiên, bất đồng chính là 3 viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan dùng lúc sau. Hắn tu vi có thể đạt tới hỗn nguyên chi cảnh cái kia trình tự. Lấy ra đan dược bình sau Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm huyền phù ở giữa không trung Phương Tĩnh Thiên trầm giọng mở miệng nói, lão đông tây đừng đắc ý, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ở tiểu gia trong mắt cũng liền như vậy hồi sự, đừng đem chính mình đương cộng hành, ngươi nhiều nhất chỉ là một cọng rơm. Thượng phẩm hỗn nguyên mà thôi, lại không phải tiên quân tiên vương tồn tại, đắc ý cái gì? Là, đích xác tiểu gia ta là đại la chi cảnh.
nhưng thì tính sao, tiểu gia cái này đại la làm theo sát hỗn nguyên. Không phải hỗn nguyên chi cảnh sao? Xem trọng, tiểu gia ta hiện tại cho ngươi đột phá nhìn xem, rồi sau đó đánh bạo ngươi cái lão đông tây. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói chuyện trung tướng một viên Mỹ Kim đại la đan nuốt ăn vào bụng. Phương Tĩnh Thiên vốn dĩ không cảm giác có cái gì, nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, coi như là linh trước khi chết cậy mạnh mà thôi. Nhưng ở Dương Nghị Vân mở ra đan dược bình lấy ra đan dược nuốt phục một viên, Phương Tĩnh Thiên sắc mặt liền thay đổi. Hắn cảm nhận được đan dược không giống bình thường, tuyệt đối không phải tầm thường tiên đan. Thuần tịnh đan dược chi lực cùng đan hương cách thật xa đã nghe đến cảm nhận được, hắn cũng là lão tiên nhân, sống năm tháng lâu dài, lại là tiên đan thành lịch sử đã lâu mây lửa các chủ, càng là một vị luyện đan sư, hơn nữa là đại sư cấp bậc luyện đan sư. Tự nhiên biết Dương Nghị Vân lúc này dùng tiên đan không đơn giản. Trên thực tế tiên đan thành mấy thế lực lớn đều là luyện đan tiên môn truyền thừa, mọi người đều có thể luyện đan, đều đi chính là đan đạo, chuyện gì thượng thừa đan dược, liếc mắt một cái là có thể phân rõ ra tới. Càng là biết có chút tiên đan thật là có thể nói nghịch thiên tiên đan. Ở đan đạo giới, vẫn luôn đều có một đan phàm hóa tiên, tiên thành đế cách nói, chính là nói thượng thừa tiên đan thật là có nghịch thiên chi công hiệu. Phương Tĩnh Thiên nghĩ vạn nhất Dương Nghị Vân dùng tiên đan là thượng thừa đan dược đâu. Ngăn cản Dương Nghị Vân lão không kịp, bởi vì Dương Nghị Vân đã nuốt phục đan dược. Nhưng nhìn Dương Nghị Vân trong tay còn có đan dược bình, nghĩ đến bên trong còn có đan dược tồn tại, Phương Tĩnh Thiên nghĩ ở Dương Nghị Vân đan dược hóa khai phía trước xử lý Dương Nghị Vân chính là, không cho hắn đột phá cơ hội, đem nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong liền hảo. Nghĩ đến đây Phương Tĩnh Thiên hừ lạnh một tiếng. Hiện tại liền tính tiểu tử ngươi dùng tiên đan cũng vô dụng, lão phu sẽ ở phía trước đem ngươi mạt sát, làm ngươi đột phá chết non. Ha ha ha, Phương Tĩnh Thiên lão bất tử ngươi thật đúng là để mắt chính mình, có bản lĩnh trước bắt lấy tiểu gia lại nói mạnh miệng, hơn nữa. Tiểu gia tưởng đột phá, chỉ ở nhất niệm chi gian, ngươi cho rằng ngươi là ai. Còn có thể đuổi ở tiểu gia ta đột phá phía trước, chê cười. Oanh! Dương Nghị Vân dứt lời trong cơ thể chính là một tiếng nổ vang vang lên. Đột phá. Phương Tĩnh Thiên đại kinh thất sắc, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là nói đột phá đã đột phá. Hắn vừa mới cũng đã trải qua đột phá, tự nhiên quen thuộc Dương Nghị Vân trong cơ thể vừa mới phát ra thanh âm. Phương Tĩnh Thiên đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó nghĩ tới hắn ở đột phá là lúc hấp thu ma khí, ngược lại cười. Nơi này là cùng bên ngoài không giống nhau, là một tòa ma tộc chi thành, trong thiên địa tồn tại tất cả đều là ma sát chi lực. Chỉ cần không phải ma tộc người tu tiên cũng không dám không kiêng nể gì đi hấp thu nơi này ma khí đi. Dương Nghị Vân lúc này đột phá, ở Phương Tĩnh Thiên nhìn đến đúng là tìm chết. Bởi vì tu vi cảnh giới đột phá, cần thiết muốn hấp thu trong thiên địa tồn tại lực lượng, đây là thiên đạo dưới quy tắc, ai cũng vô pháp thay đổi. Vốn dĩ này hạng nhất kỳ thật là đối người tu tiên phúc lợi, nhưng đặt ở nơi này là có thể muốn mệnh. Nơi này là ma tộc chi thành, là âm dương nghịch chuyển một phương không gian. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nơi này thoát ly thiên đạo quy tắc. Cho nên ở Phương Tĩnh Thiên xem ra, lúc này Dương Nghị Vân lựa chọn đột phá, chính là tìm chết, đại lượng hấp thu ma khí người tu tiên, không phải tử lộ một cái sao. Hắn Phương Tĩnh Thiên là có ma công bí điển, tương đương là tu luyện ma đạo, hoặc là nói là rơi vào ma đạo, có thể không kiêng nể gì ở cảnh giới sau khi đột phá hấp thu nơi này nồng hậu thiên địa ma khí. Nhưng Dương Nghị Vân tiểu tử này có ma công sao? Dám đi không kiêng nể gì hấp thu thiên địa ma khí nhập thể sao? Phương Tĩnh Thiên tâm trung Dương Nghị Vân cái này chết chắc rồi, đều không cần hắn ra tay. Nghĩ đến đây sau, vốn dĩ muốn ra tay giết Dương Nghị Vân Phương Tĩnh Thiên dừng lại, ngây người lúc sau nhìn Dương Nghị Vân cuồng tiếu lên. Oa ha ha, Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi cái này không cần lão phu động thủ, âm dương nghịch chuyển không gian chỉ có ma khí, ngươi giờ phút này đột phá đại lượng ma khí không phải do ngươi khống chế. Đến lúc đó tiên nguyên lực cùng ma khí tương hướng, chờ khóc đi, ha ha, lão phu nhìn ngươi chết. Phương Tĩnh Thiên điên cuồng cười to nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói chuyện. Mà Dương Nghị Vân ở thời điểm này cũng là sắc mặt đại biến, nhìn qua tựa hồ thật đúng là bị Phương Tĩnh Thiên cấp truyền thuyết bộ dáng. Đích xác hắn cảnh giới đột phá tới rồi sơ phẩm hỗn nguyên chi cảnh, lúc sau đó là bốn phương tám hướng hội tụ mà đến thiên địa ma khí nhập thể, căn bản là không phải do hắn khống chế. Điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Giờ phút này Dương Nghị Vân biểu tình thống khổ lên, bộ mặt dữ tợn, như là ở xác minh Phương Tĩnh Thiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Phương Tĩnh Thiên nhìn Dương Nghị Vân bộ mặt dữ tợn miễn bàn trong lòng có bao nhiêu sảng. Tiểu tử này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết không thể sống. Dương Nghị Vân dùng đan dược lúc sau đích xác đột phá cảnh giới, nhưng đồng thời ma khí chui vào trong cơ thể. Đích xác Phương Tĩnh Thiên nói chính là lời nói thật, bực này chỉ có ma khí, không có tiên khí tồn tại, nghịch chuyển âm dương dưới tình huống, hoàn toàn không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể bị động hấp thu ma khí đi. Bình thường dưới tình huống hoặc là nói người bình thường, chỉ biết xong đời. Phương Tĩnh Thiên không động thủ, nhìn Dương Nghị Vân chính mình tìm đường chết liền thành. Đáng tiếc chính là, Dương Nghị Vân trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy. Hơn nữa Phương Tĩnh Thiên lần này đã đoán sai. Đến nỗi là cái gì kết quả, Dương Nghị Vân chính mình trong lòng rõ ràng vô cùng. Đương nhiên Phương Tĩnh Thiên sở giảng này đó, nghe vào những người khác trong tai liền không giống nhau, tỉ như Đinh Hòa Bình mấy người. Vốn dĩ đi tu vi đột phá là sự tình tốt, nhưng lựa chọn thời gian cái địa điểm sai rồi. Dương Nghị Vân giờ phút này đột phá hấp thu đại lượng ma khí tiến vào trong cơ thể, tương đương là tử lộ một cái. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng vô cùng. Nhưng là đã không có cách nào. Bởi vì Dương Nghị Vân đã hấp thu ma khí tiến vào trong cơ thể. Thiên địa đại đạo khen thưởng là không ai có thể ngăn cản được. Cảnh giới đột phá bản thân liền có thiên địa chi gian lực lượng tiến vào trong cơ thể. Giờ khắc này Đinh Hòa Bình đám người lo lắng lên, cũng bắt đầu phân tâm. Dương Nghị Vân hiện tại là bọn họ những người này trung tâm nhân vật, nếu là Dương Nghị Vân hấp thu ma khí lúc sau, ra vấn đề, đại gia liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Có ý tưởng liền sẽ yên tâm. Thời điểm chiến đấu phân tâm chính là có hại. Đinh Hòa Bình đám người cùng hai đầu ma khuyển chiến đấu ở phân tâm lúc sau, lập tức bị hai đầu ma khuyển cấp chiếm cứ thượng phong. Vốn dĩ đều đã lực đè ép hai đầu ma khuyển, kết quả lại là không nghĩ tới ở ngay lúc này phân tâm, bị hai đầu ma khuyển một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Cục diện nhìn qua đối Dương Nghị Vân những người này vô cùng nguy hiểm. Dương Nghị Vân bên này muốn xong đời, hấp thu ma khí tiến vào trong cơ thể hậu quả rất nghiêm trọng, hơn phân nửa chính là ma khí cùng tiên khí ở trong cơ thể đánh nhau hoàn toàn phá hư tu vi cân bằng. Nhưng thời điểm chính là đều nói nguyên bị hao tổn, kết quả cuối cùng Dương Nghị Vân hơn phân nửa cũng sẽ tiến vào điên cuồng. Mà Đinh Hòa Bình bọn họ bên này bị bởi vì phân tâm bị hai đầu ma khuyển cũng lực đè ép lại đây. Ở như vậy đi xuống, đại gia cuối cùng khả năng đều sẽ bị Phương Tĩnh Thiên cấp luyện chế thành tế phẩm. Phi thường nguy hiểm. Tế đàn phía trên Dương Nghị Vân quanh thân bốn phương tám hướng đều bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào đại lượng ma khí chi lực. Trên người hắn hơi thở đang không ngừng đề cao. Tu vi cảnh giới trung quy đột phá tới rồi sơ phẩm hỗn nguyên đạo cảnh. Này nếu là đặt ở bên ngoài tu vi đột phá đây là rất tốt sự, nhưng vào giờ này khắc này chính là chuyện xấu. Phương Tĩnh Thiên cười ha ha nhìn Dương Nghị Vân không ngừng đi hấp thu thiên địa tứ phương hội tụ mà đến ma khí, hắn hy vọng Dương Nghị Vân hấp thu ma khí càng nhiều càng tốt. Bởi vì ma khí càng nhiều đối hắn trong cơ thể thương tổn lại càng lớn. Ở như vậy đi xuống Dương Nghị Vân thân thể liền sẽ xong đời. Càng là như thế Phương Tĩnh Thiên liền càng cao hứng. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, có một chút là Phương Tĩnh Thiên không biết cũng không có nhìn đến. Đó chính là Dương Nghị Vân tu luyện công pháp chính là đơn giản công pháp. Là trong thiên địa nhất đẳng nhất công pháp, là càn khôn tạo hóa công. Tạo hóa chi danh đủ để thuyết minh hết thảy. Hơn nữa Dương mẫu nhân căn cơ phi thường cường đại. Khi đó lúc trước thập toàn thập mỹ kim đan căn cơ, lý luận thượng có thể hấp thu trong thiên địa bất luận cái gì lực lượng. Ma khí. Ha ha. Lúc trước hắn lại không phải không có hấp thu quá. Lại còn có thể chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Tuy rằng hiện tại thành tiên lúc sau, hoặc là nói theo tu luyện tăng cao, thập toàn thập mỹ kim đan không thấy, nhưng là. Hắn giờ phút này lại là càng vì cao giai nói nguyên tồn tại. Trước kia có thể hấp thu lực lượng hiện tại làm theo vẫn là có thể hấp thu. Mặt khác Dương Nghị Vân nói nguyên trong vòng nhưng không đơn giản. Hỗn độn chung cùng u đều chi môn thiên phú như cũ tồn tại, bản mạng chi thần cũng đều giấu ở nói nguyên trong vòng. Đây là lúc trước dung hợp càn khôn trong điện hắc bạch âm dương hình cầu lúc sau biến mất, nhưng là không phải chính thật sự biến mất, mà là giấu ở hắn càn khôn nói nguyên trong vòng. Này đó kỳ thật đều là Dương Nghị Vân sau lại phát hiện. Chỉ là hắn đến bây giờ mới thôi còn không có phát hiện như thế nào đi vận dụng này đó thiên phú thần thông tồn tại. Nhưng không đại biểu mấy thứ này liền biến mất. Tu vi tăng lên, tương ứng thần thông thiên phú chỉ biết càng thêm cường đại mà không phải biến mất.
Kỳ thật ngay từ đầu Dương Nghị Vân cũng không nghĩ tới ở cái này âm dương nghịch chuyển không gian đột phá sẽ hấp thu ma khí nhập thể vấn đề. Nếu không phải Phương Tĩnh Thiên nhắc nhở, hắn đều không có bất luận cái gì ấn tượng. Đương hắn nghe được Phương Tĩnh Thiên cất tiếng cười to thời điểm, trong lòng chính là vui vẻ lên. Thậm chí Dương Nghị Vân ở vụng trộm mừng rỡ, lão bất tử tiểu gia ta chính là cái ngoại lệ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi dám đi không kiêng nể gì hấp thu ma khí, tiểu gia ta có thể làm sao ngươi càng tốt. Nếu Phương Tĩnh Thiên muốn xem chính mình chê cười, Dương Nghị Vân liền theo tâm tư của hắn thỏa mãn một chút hắn, trên mặt giả bộ thống khổ chi sắc. Nhìn qua chính là ma khí nhập thể thống khổ bộ dáng. Quả nhiên Phương Tĩnh Thiên càng thêm đắc ý phá lên cười. Chính là, Dương Nghị Vân cũng ở trong lòng cười to. Hấp thu ma khí mà thôi, hắn giờ phút này theo đại lượng ma khí tiến vào trong cơ thể, càn khôn tạo hóa công thôi đông lúc sau, càn khôn nói nguyên nhanh chóng vận chuyển lên. Tiến vào trong cơ thể ma khí bị một chút hấp thu tiến vào càn khôn nói nguyên trong vòng, hóa thành nói nguyên chi lực lượng. Một chút đều không có xung đột. Lại nói tiếp hắn tu luyện chính là thần đạo công pháp, cho nên hắn nói nguyên trong vòng sinh ra lực lượng cũng không phải tiên nguyên lực. Mà là so với tiên nguyên lực càng thêm cao giai một loại lực lượng, đương nhiên cũng không thể xưng là thần lực, nhưng Dương Nghị Vân biết so tiên nguyên lực cao một bậc, hắn xưng là càn khôn nói nguyên lực lượng. Sở hữu hấp thu ma khí hoàn toàn bị chuyển hóa thành nói nguyên lực lượng. Tu vi đang không ngừng tăng lên chung, từ xuất nhập sơ phẩm hỗn nguyên chi cảnh ổn định xuống dưới. Hơn nữa hắn lúc này còn phát hiện một cái làm hắn trong lòng đại hỷ sự tình, đó chính là hắn càn khôn nói nguyên chuyển hóa lực lượng tốc độ phi thường mau, so với trước kia nhanh ít nhất gấp 10 lần có thừa. Một viên Mỹ Kim Đại La Tiên Đan lực lượng trong nháy mắt hấp thu luyện hóa, tu vi đột phá. Khổng lồ ma khí tiến vào trong cơ thể cũng xa xa không ngừng chuyển hóa thành càn khôn nói nguyên lực lượng. Tu vi cảnh giới liên tục tăng trưởng, một đường đạt tới sơ phẩm hỗn nguyên đỉnh. Tới rồi lúc này mới thong thả xuống dưới, đây là đạt tới tu luyện trạm kiểm soát. Dương Nghị Vân biết ở tu luyện đi xuống đã không có ý nghĩa, bởi vì tu vi cảnh giới quan khẩu, không phải nói cường hành tu luyện là có thể đột phá. Cho nên hắn đình chỉ xuống dưới. Lần này dùng Mỹ Kim Đại La Tiên Đan công hiệu đã hoàn toàn phát huy ra tới, đạt tới hắn mong muốn. Hơn nữa ma thành bên trong, khổng lồ vô cùng ma khí với hắn mà nói hoàn toàn không hề ảnh hưởng. Xa xa không ngừng tiến vào càn khôn nói nguyên trong vòng sau, ma khí trung lệ khí cùng sát khí đều bị càn khôn nói nguyên âm dương vận chuyển dưới hóa giải. Hơn nữa u đều chi môn ở tu luyện chung vô hình xuất hiện ở nói nguyên nội đem lệ khí cùng sát khí tất cả đều hấp thu đi vào, lưu lại chỉ là tinh thuần vô cùng lực lượng. Nói nguyên trong vòng Dương Nghị Vân nội coi cảm nhận được không ngừng là u đều chi môn, chuông đông hoàng cùng bản mạng thần tượng đều là tồn tại. Đây là trước kia hắn không có phát hiện, nhưng là hiện tại hắn phát hiện. Có lẽ là trước đây không lưu ý, cũng hoặc là nói tu vi không đủ không phát hiện. Nhưng ở vừa mới đột phá tới rồi sơ phẩm hỗn nguyên lúc sau, Dương Nghị Vân lại là rành mạch cảm nhận được. Cái này phát hiện làm hắn trong lòng đại hỉ. Hắn rõ ràng chính mình trong cơ thể này ba loại thiên phú thần thông có như thế nào đại tiềm lực. Theo tu vi trưởng thành này đó đều là có thể tăng lên cùng không ngừng khai quật. Tất cả đều ở nói nguyên bên trong. Đây là chuyện tốt. Cẩn thận đi cảm thụ một chút, Dương Nghị Vân phát hiện chỉ có tâm thần chìm vào tiến càn khôn nói nguyên trong vòng, chuông đông hoàng cùng u đều chi môn cùng với bản mạng thần tượng đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể xuất hiện. Cái này phát hiện cũng làm Dương Nghị Vân minh bạch, chính mình càn khôn nói nguyên kỳ thật là càng thêm thần bí hoặc là nói càng vì có tiềm lực đồ vật. Rốt cuộc càn khôn nói nguyên trong vòng lúc trước chính là dung hợp càn khôn chi linh chủ đạo hắc bạch hình cầu, dùng càn khôn chi linh nói, khi đó càn khôn nhị khí. Viễn siêu hắn tưởng tượng cùng lý giải, theo hắn tu vi không ngừng đề cao, mới có thể thể hiện ra tới. Hiện tại hỗn nguyên chi cảnh, chính là tiên giới lực lượng trình tự một cái phong thủy lĩnh. Cho nên Dương Nghị Vân phát hiện càn khôn nói nguyên trong vòng ba loại thiên phú thần thông tồn tại. Trong lòng nghĩ về sau muốn đi ở khai quật một chút càn khôn nói nguyên. Từ bên ngoài đi xem, Phương Tĩnh Thiên nhãn chung Dương Nghị Vân giờ phút này quanh thân bị đại lượng ma khí vây quanh, nhìn qua tùy thời sẽ xong đời giống nhau. Nhưng không nghĩ tới Dương Nghị Vân sớm đã có mặt khác biến hóa, chẳng qua Phương Tĩnh Thiên không biết mà thôi. Lão gia hỏa này giờ phút này còn ở đắc chí chung. Chờ xem Dương Nghị Vân thảm thiết kết cục. Bị ma khí xâm nhập lúc sau, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Nhưng là theo là thời gian chuyển rời, Phương Tĩnh Thiên cũng cảm giác không thích hợp. Lâu như vậy Dương Nghị Vân trong cơ thể hấp thu đại lượng ma khí,
một chút phản ứng đều không có, này không nên. Trong lòng như thế nghĩ, Phương Tĩnh Thiên chậm rãi đến gần rồi Dương Nghị Vân, hắn không đợi, chuẩn bị cấp Dương Nghị Vân một kích. Dù sao giờ phút này Dương Nghị Vân trong mắt hắn bị ma khí cấp trói buộc, chính là một cái sống bia ngắm. Tiểu tử căng lâu như vậy cư nhiên còn không có sự, nhưng thật ra có điểm năng lực, bất quá lão phu nhưng không có thời gian bồi ngươi háo đi xuống, đi tìm chết đi. Dứt lời lúc sau Phương Tĩnh Thiên bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân một chưởng đánh qua đi. Giờ phút này hai người gặp nhau bất quá 3 mét mà thôi. Cái này khoảng cách đối với hỗn nguyên cấp bậc cao thủ tới nói phi thường gần. Chỉ cần một chưởng đánh chúng, Phương Tĩnh Thiên có nắm chắc một kích phế bỏ Dương Nghị Vân. Nhưng mà đương hắn một chưởng đánh ra đi sau, lại là không nghĩ tới một màn phát sinh tới. Oanh! Phương Tĩnh Thiên một chưởng thật là đánh vào Dương Nghị Vân trên người, nhưng lại cảm nhận được không thích hợp, bởi vì hắn một chưởng chỉ là đánh tan ma khí mà thôi. Lại là ma khí tiêu tán, mà không thấy Dương Nghị Vân người. Này! Phương Tĩnh Thiên cảm thấy không đúng. Vội vàng lui về phía sau. Nhưng chính là hắn ngây người công phu, sau lưng vang lên một cái diễn ngược tiếng động nói, lão Đông Tây diễn xem đủ rồi, tiểu gia ta bồi ngươi diễn xong rồi, hiện tại đưa ngươi lên đường. A, sao có thể? Phương Tĩnh Thiên tâm trung đại chấn. Nhưng giờ phút này sau lưng ngực thượng lại là cảm thụ tê dần. Phốc, vũ khí sắc bén đâm thủng đậu hủ giống nhau thanh âm vang lên. Ngay sau đó Phương Tĩnh Thiên thấy được một thanh kiếm từ ngực hắn xuyên thấu. Là bị người từ giữa lưng một kích đâm thủng. Ngươi, ngươi. Giờ phút này Phương Tĩnh Thiên gian nan quay đầu thấy được mang theo xấu xa ý cười Dương Nghị Vân xuất hiện ở hắn phía sau. Có phải hay không tưởng nói tiểu gia sao có thể hấp thu ma khí không có việc gì. Ha ha, làm ngươi chết minh bạch, tiểu gia ta đồng dạng có thể không kiêng nể gì hấp thu ma khí, lại còn có thể hóa thành mình dùng, hiện tại lên đường đi. Oanh! Dương Nghị Vân nói chuyện chung bỗng nhiên dùng sức. Đồ long kiếm kiếm khí nổ mạnh, thanh liên tiên hỏa thiêu đốt, một kích đem Phương Tĩnh Thiên diệt sát, đảo mắt Phương Tĩnh Thiên thân thể tạc nứt, bị thanh liên tiên lửa đốt thành cho tàn. Dương Nghị Vân một kích diệt sát Phương Tĩnh Thiên. Đây là tu vi thực lực tăng lên mang đến chỗ tốt, hơn nữa khắc văn đạo phù không gian xuyên qua chi lực, còn có cách tính thiên đại ý, ở Phương Tĩnh Thiên công kích hắn thời điểm hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở Phương Tĩnh Thiên phía sau, trực tiếp nhất kiếm đâm xuyên qua hắn giữa lưng. Dương Nghị Vân phát hiện tu vi đạt tới hỗn nguyên chi cảnh sau đích xác các phương diện đều có bất đồng. Ngay cả hắn đi thúc giục khắc văn đạo phù không gian chi lực tốc độ đều tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Đương nhiên có thể một kích đánh chết Phương Tĩnh Thiên vẫn là Phương Tĩnh Thiên tê mỏi đại ý. Từ hắn dùng Mỹ Kim Thật nói đan thời điểm đột phá cảnh giới bắt đầu, Phương Tĩnh Thiên liền lâm vào tự mình ý thức chung, cho rằng Dương Nghị Vân đột phá sau không ngừng hấp thu ma khí, không cần hắn động thủ liền sẽ xong đời. Nhưng đánh chết Phương Tĩnh Thiên cũng không thể tưởng được ở đây trừ bỏ hắn Phương Tĩnh Thiên có thể hấp thu ma khí ở ngoài, Dương Nghị Vân cũng hấp thu ma khí vì mình dùng, lại còn có muốn càng tốt. Liền tính là hắn cảm nhận được Dương Nghị Vân không thích hợp, nhịn không được ra tay công kích Dương Nghị Vân thời điểm, cũng như cũ ở vào đại ý tê mỏi chung. Như thế mới có thể làm Dương Nghị Vân có cơ hội một kích phải giết hắn. Đương nhiên ai cũng không thể tưởng được Dương Nghị Vân là cái ngoại lệ. Phương Tĩnh Thiên trước khi chết đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Tuy rằng Dương Nghị Vân nói cho hắn có thể hấp thu ma khí, bất quá Phương Tĩnh Thiên cũng không sống được. Bị Dương Nghị Vân nhất kiếm dưới hồn phi phách tán, ngay cả thi thể đều bị thanh liên tiên hỏa đốt cháy thành cho tàn. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn biến mất ở trước mặt hắn Phương Tĩnh Thiên, cũng tặng một hơi, cuối cùng là xử lý cái này nguy hiểm lão bất tử. Cũng cho chính mình trong lòng báo cho, đối địch nhất định không thể đại ý. Phương Tĩnh Thiên chính là vẽ hình người. Vung tay lên đem Phương Tĩnh Thiên chứa đựng nhẫn thu hồi, xem như đạt được một cái chiến lợi phẩm. Phương Tĩnh Thiên là mây lửa các chủ, trong tay chứa đựng tiên khí tự nhiên có thứ tốt. Dương Nghị Vân không có đi kiểm tra, Phương Tĩnh Thiên chứa đựng nhẫn nội có thứ gì tồn tại. Bởi vì lúc này hắn cũng thấy được Đinh Hòa Bình bọn họ đều ở vào hạ phong. Muốn đi trước trợ giúp Đinh Hòa Bình đối bọn họ. Đương nhiên tế đàn thượng còn nằm một cái cảnh sán. Sinh tử không biết. Dương Nghị Vân yêu cầu đi xem, đối với cảnh sán Dương Nghị Vân là có chút phức tạp, rốt cuộc nàng là Phương Tĩnh Thiên đồ đệ, là mây lửa các người. Mà tình huống hiện tại là hắn giết cảnh sán sư phụ Phương Tĩnh Thiên, trời biết cứu cảnh sán lúc sau về sau có thể hay không có phiền toái. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không ở đi nghĩ nhiều.
chung quy cảnh sán là bị nàng sư phụ Phương Tĩnh Thiên cấp trọng thương. Bực này sư phụ quan hệ dưới, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì phiền toái. Còn có cái trọng điểm là, phía trước cảnh sán giúp hắn chắn Phương Tĩnh Thiên một kích, xem như thiếu vị tiên tử này một ân tình. Chỉ bằng điểm này Dương Nghị Vân đều sẽ nghĩ cách cứu cảnh sán. Thậm chí còn nội tâm chung Dương Nghị Vân còn nghĩ cảnh sán ở trước mặt hắn xích quả quả một màn. Trong lòng Lộ Tư loạn nghĩ, Dương Nghị Vân đi tới cảnh sán trước mặt. Lại là phát hiện còn sống, chẳng qua nàng sinh cơ phi thường mỏng manh. Chỉ cần còn sống Dương Nghị Vân là có thể nghĩ cách đem nàng từ tử thần trong tay kéo trở về. Ở hắn kiểm thi A chung cảnh sán kỳ thật thương thế nghiêm trọng vẫn là ngạnh thương. Trong cơ thể nói nguyên tuy rằng phi thường khô héo, nhưng không có tan vỡ, còn có thể cứu chữa. Dương mẫu nhân có sinh mệnh chi thủy tồn tại, chính là cứu người thần thủy, chỉ cần còn có khẩu khí, hắn là có thể cứu sống cảnh sán. Phất tay chi gian tam tích sinh mệnh chi thủy tất cả đều xuất hiện ở lòng bàn tay, toàn bộ Dương Nghị Vân cấp cảnh sán phục đi xuống. Có này tam tích sinh mệnh chi thủy tồn tại, cảnh sán là có thể sống lại, đương nhiên hao tổn tinh huyết đó là bản mạng nguyên khí, không phải một sớm một chiều có thể khôi phục lại, ngày sau xem nàng chính mình tạo hóa. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đem cảnh sán buộc chặt càn khôn hồ không gian, làm nàng đi tự mình khôi phục. Kế tiếp Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn về phía bên kia Đinh Hòa Bình bọn họ nơi chiến trường. Giờ khắc này nhìn lại bên kia chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Có lẽ là hắn giải quyết Phương Tĩnh Thiên, làm Đinh Hòa Bình bọn họ thời kỳ đại tác phẩm, chung quy từ dưới phong xoay chuyển đi lên, nhưng giờ phút này hai đầu ma khuyển cũng ma hóa tới rồi điên cuồng trạng thái, đánh nhau trường hợp đều có loại trời sụp đất nứt. Liếc mắt một cái nhìn lại Tuyết Hương đều là bản thể ở chiến đấu, trên người lân giáp ngân quang lập lòe, khá vậy có chút địa phương xuất hiện máu, hiển nhiên là nàng bị thương. Nhìn qua Tuyết Hương so bất luận kẻ nào đều liều mạng. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng có chút hiểu ra, hắn tựa hồ có thể tượng hình ra tới, Tuyết Hương là vì cái gì như vậy liều mạng. Tất nhiên là nghĩ mau chóng kết thúc chiến đấu xử lý hai đầu ma khuyển, sau đó tới giúp hắn chiến đấu Phương Tĩnh Thiên. Tuy rằng Tuyết Hương ngoài miệng không nói, nhưng Dương Nghị Vân cùng nàng tiếp xúc ngàn năm lúc sau, tự nhiên là đối cái này đơn thuần nha đầu có hiểu biết. Cho nên nội tâm có dòng nước ấm ở kích động. Mà nhìn về phía hai đầu ma khuyển hết sức, Dương Nghị Vân hai tròng mắt cũng nheo lại tràn ngập sát khí. Hắn xem qua đi, tự nhiên có thể nhìn ra được tới, hai đầu ma khuyển khó chơi, trong khoảng thời gian ngắn Đinh Hòa Bình cùng Tuyết Hương bọn họ muốn xử lý hai đầu ma khuyển vẫn là không dễ dàng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cầm trong tay đồ long kiếm thúc dục khắc văn đạo phù biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện đã nhảy dựng lên xuất hiện ở một đầu ma khuyển trên đỉnh đầu. Chết! Rất đơn giản thô bạo, Dương Nghị Vân ở ma khuyển đỉnh đầu đôi tay rút kiếm, một kích đối với ma đầu đầu đâm đi xuống. Oanh! Dương Nghị Vân này nhất kiếm hiện tại cũng không gian, rốt cuộc tiến giai hỗn nguyên, các phương diện lực lượng cường đại rồi rất nhiều rất nhiều. Ở một tiếng nổ vang chung, Dương Nghị Vân nhất kiếm ở ma khuyển trên đầu tạc nứt. Giống giống! Ma khuyển giống giận, đầu vào lúc này sẽ chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là không nghĩ tới ma khuyển đầu, hoặc là nói thân thể thật đúng là điêu khắc thạch tài. Hắn trực tiếp bạo rớt ma khuyển điêu khắc chi thân. Ngay sau đó ma khuyển toàn thân đều tạc nứt. Cường đại ma khí bỗng nhiên dâng lên. Dương Nghị Vân giờ phút này giống như là thứ bạo một cái chứa đầy thủy khí cầu giống nhau, bạo. Hắn cảm nhận được cường đại ma sát chi lực làm hắn cả người đều rét run. Không thích hợp. Thứ này còn chưa có chết. Đây là Dương Nghị Vân phản ứng đầu tiên. Hắn tưởng lui, nhưng lại toàn thân đã bị ma khí cấp bao vây lên. Ma khuyển điêu khắc thân thể bị hắn hủy diệt lúc sau, phát ra ma khí ngược lại càng vì đáng sợ. Đây là Dương Nghị Vân không nghĩ tới. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân liền cảm giác chính mình lâm vào cường đại ma sát con sông hoặc là nói như là rơi vào một cái nước sâu vũng bùn chung. Hơn nữa có cực cường dày nặng cảm, giống như là toàn thân bị bao vây thượng một tầng keo nước cái loại cảm giác này, tránh thoát không xong. Hơn nữa đến xương hàn ý cũng tiến vào trong thân thể, thậm chí mang theo cường đại lực phá hoại hàn khí ma sát thẳng đến ý thức hải mà đi. Dương Nghị Vân hừ lạnh. Ma chướng làm càn. Mắng chung Dương Nghị Vân câu thông ý thức hải hoa sen đen, ý thức hải chung đài sen không ánh sáng đại tác phẩm dưới, đem vọt vào tới ma khí toàn bộ chắn ý thức hải ở ngoài. Giờ phút này trong cơ thể ma sát tùy ý, Dương Nghị Vân cảm giác chính mình toàn thân đều như là bị đông cứng giống nhau. Bất quá hắn không có sốt ruột,
bởi vì hắn có là biện pháp ứng đối. Trong lòng vừa động lẩm bẩm, U Đều Chi Môn. Ngay sau đó U Đều Chi Môn từ nói nguyên trong vòng xuất hiện, hiện lên với nói nguyên phía trên, U Đều Chi Môn mở ra, xoay tròn chung trong cơ thể ma sát toàn bộ tất cả đều bị hấp thu tiến vào U Đều Chi Môn biến mất không còn một mảnh. Chuông Đông Hoàng. Dương Nghị Vân lại lần nữa mặc niệm. Lần này hắn trong lòng vừa động, chuông Đông Hoàng trực tiếp hiện lên với bên ngoài cơ thể, kim sắc phù văn lưu chuyển, một cái cổ xưa đại chung hoàn toàn đem Dương Nghị Vân thân thể bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó chuông Đông Hoàng thượng kim sắc phù văn ở lưu động chung bộc phát ra lộng lẫy vạn đạo kim quang. Từ từ từ, ma sát chi khí bị chuông Đông Hoàng kim quang chiếu rọi dưới, phát ra từ 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 thanh âm ở nhanh chóng bốc hơi. Bao phủ Dương Nghị Vân trong bóng đêm, chuông Đông Hoàng kim quang nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, giống giống giống. Lại là ma khuyển tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó hắc ám ma sát chi khí bị chuông Đông Hoàng kim quang chiếu rọi dưới biến mất hầu như không còn. Dương Nghị Vân lại lần nữa thấy được bên ngoài. Hắn thấy được trước mắt hiện lên một cái một đoàn co rút lại đến nửa thước chi cảnh ma khí ở quay cuồng, nhưng ở chuông Đông Hoàng bao phủ dưới. Đang không ngừng thu nhỏ lại, nội loại Dương Nghị Vân thấy được một con ma khuyển ở dãy ruộng. Dương Nghị Vân mừng rỡ, hắn không nghĩ tới chuông Đông Hoàng cùng U Đều Chi Môn ở tiến vào càn khôn nói nguyên lúc sau, tái xuất hiện sẽ như thế cường đại. Vốn dĩ hắn nghĩ chính là chuông Đông Hoàng chí dương, lưu chuyển phù văn chính là vô cùng lực lượng cường đại, có thể đối âm sát ma khí, có thể hóa giải một ít đều thành, hắn là có thể đằng ra thời gian hoàn toàn thoát khỏi bực này ma khuyển hóa hình mà ra ma khí. Ai biết vận dụng lúc sau, hiệu quả vượt qua tưởng tượng hảo, so năm đó cường đại cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Còn có chính là U Đều Chi Môn, cơ hồ ở trong nháy mắt liền đem trong cơ thể ma sát hấp thu không còn một mảnh. Này đầu ma khuyển xem như xong đời. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, tăng lớn chuông Đông Hoàng vận chuyển. Vài phút sau một cái ma hồn châu xuất hiện ở trong tay hắn, nội loại có ma khuyển bóng dáng. Nhưng đối Dương Nghị Vân đã không có bất luận cái gì uy hát iota. Sớm hay muộn đều sẽ bị hắn luyện hóa, trở thành thu luyện thần hồn lực lượng. Ngẩng đầu nhìn lại giờ phút này Đinh Hòa Bình cùng Tuyết Hương bọn họ chiến đấu một khắc đầu ma khuyển cũng đã bị hoàn toàn áp chế xuống dưới. Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe như pháp chế pháo phá rất ma khuyển điêu khắc người, chuông Đông Hoàng lực lượng bao phủ ở mặt trên, chấn áp cuối cùng một đầu ma khuyển hóa thành ma hồn châu. Đến tận đây trận này chiến đấu kết thúc. Nguy cơ cũng giải trừ. Nhưng là chỉ chớp mắt tất cả mọi người dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Như là đang xem quái vật giống nhau. Đích xác đối với Đinh Hòa Bình đám người tới nói, Dương Nghị Vân cùng quái vật không có gì khác nhau. Phía trước Dương Nghị Vân đánh chết Phương Tĩnh Thiên thời điểm mọi người đều muốn biết Dương Nghị Vân trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn biết Dương Nghị Vân hấp thu như vậy nhiều ma khí như thế nào không có việc gì. Lúc này càng là thấy được hắn vừa ra tay. Hai đầu ma khuyển đã bị hắn ở kim quang sán sán chung nhẹ nhàng thu phục hai đầu ma khuyển, phải biết rằng bọn họ 6-7 người liên thủ thiếu chút nữa đều bị hai đầu ma khuyển cấp phản áp chế. Nhưng Dương Nghị Vân vừa ra tay sao có thể như thế nhẹ nhàng? Trọng điểm là Dương Nghị Vân hiện tại trạng thái rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hấp thu như vậy nhiều ma khí đối hắn có hay không di chứng? Hoặc là nói giờ phút này Dương Nghị Vân có hay không bị ma hóa? Đại gia trong lòng có quá nhiều vấn đề muốn biết. Các ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, quái quái. Dương Nghị Vân vẫn là mọi người. Bảo Thuận Quang thật cẩn thận mở miệng hỏi, chủ nhân ngài. Ngài không có việc gì đi. Dương Nghị Vân cười cười, ta có thể có chuyện gì. Ngươi ngóng trông ta xảy ra chuyện a? Đối với Bảo Thuận Quang trêu ghẹo. Bảo Thuận Quang liên tục dừng tay nói, không không không. Ta ý tứ là ngài hấp thu như vậy nhiều ma khí. Giờ phút này ngươi là tiên là ma. Dương Nghị Vân cười mắng, ngươi chủ nhân ta nhìn giống ma sao? Không không không, nga nga, ta ý tứ là không giống ma, giống tiên nhân. Bảo Thuận Quang liên tục dừng tay. Những người khác giờ phút này cũng đã nhìn ra, Dương Nghị Vân không có chút nào bị ma khí ảnh hưởng, ngược lại thực lực tăng nhiều. Chỉ cần không phải nhập ma liền hảo. Tuyết Hương khôi phục hình người đi tới, Dương Nghị Vân vội vàng tiến lên hỏi. Tuyết Hương ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là một ít bị thương ngoài ra, ngươi. Ngươi thế nào? Tuyết Hương hỏi Dương Nghị Vân thời điểm tràn ngập quan tâm. Dương Nghị Vân cười cười nói, yên tâm đi, ta hấp thu ma khí đều luyện hóa, sẽ không đối ta có ảnh hưởng. Hắn biết Tuyết Hương lo lắng cái gì.
Bất quá giống nhau khinh phiêu phiêu một câu, nghe vào những người khác trong tai liền bất đồng, thực chấn động có mễ có. Nghe Dương Nghị Vân dụng tâm tư, hắn có thể hấp thu ma khí vì mình dùng a. Lại còn có sẽ không đã chịu ma khí ảnh hưởng. Đây là cái gì năng lực? Trong thiên hạ có thể hấp thu ma khí vì mình dùng, còn có thể không vào ma đạo giả có mấy người. Tựa hồ chưa từng nghe qua. Phương Tĩnh Thiên hấp thu ma khí cũng là tu luyện ma điển mới có thể. Hơn nữa thực rõ ràng Phương Tĩnh Thiên hấp thu tu luyện lúc sau, hắn lực lượng chuyển hóa thành ma khí. Nhưng là Dương Nghị Vân vừa mới ra tay, đại gia không có ở trên người hắn cảm nhận được chút nào ma khí, là thực thuần tịnh tiên nguyên chi lực. Cho nên nói mọi người đều thực chấn động. Dương Nghị Vân trên người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật tồn tại. Được rồi, đều đừng sững sờ, tế đàn trung ương chính là tiến vào tiếp theo cung truyền tống nhập khẩu, chúng ta đi trước tiếp theo cung lại nói, đại gia yên tâm bất luận kẻ nào nhập ma ta cũng sẽ không nhập ma, ha ha. Dương Nghị Vân cười to phi thân hướng về tế đàn trung ương truyền tống trận mà đi. Tất cả mọi người thông qua tế đàn trung ương truyền tống nhập khẩu tiến vào tiếp theo cung. Lúc này mọi người đều cẩn thận rất nhiều, cái thứ nhất cung liền như thế khó chơi, tiếp theo cung lại sẽ có cái gì chờ đợi bọn họ đâu. Đại gia ai cũng không biết, nhưng lại đều biết, hiện tại ở chỗ này vẫn là đừng nghĩ cái gì thiên tài địa bảo, nhiều suy nghĩ như thế nào có thể sống sót đi. Một đường mà đến, mây lửa các trừ bỏ một cái trọng thương cảnh sán, những người khác đều treo. Ma đan điện cũng chỉ dư lại Hình Nguyên Minh cùng một hai cái điện lão. Luyện tạo tiên minh đại la cũng chỉ dư lại Kim Quy tiên nhân cùng một người bình thường thị vệ. Có thể nói đều là tổn thất thảm trọng. Cũng thuyết minh này tòa ma thành tà ác, hoặc là nói ma thành tồn tại ma hồn khó chơi tà ác. Bất quá đội ngũ nhân số lại là phiên hơn 1000 lần, bởi vì nửa đường xuất hiện mông điểm dẫn dắt hơn 1000 quỷ tiên gia nhập. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, lại là thu hoạch phong phú, chỉ cần ma châu phải tới rồi 5 viên. Đương nhiên trọng điểm là tu vi đột phá bước vào tới rồi sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên đỉnh. Thực lực xưa nay chưa từng có tăng nhiều. Càng là một lần nữa phát hiện càn khôn nói nguyên trong vòng chuông đông hoàng từ từ thiên phú thần thông nơi. Theo tu vi đề cao, đối với khắc văn đạo phù sử dụng cũng đại đại đề cao. Lúc này Dương Nghị Vân mới phát hiện, khắc văn đạo phù không gian xuyên qua năng lực, thật sự là cái đại sát khí, không chỉ có thể chạy trốn, còn có thể âm nhân. Đương người hắn cũng minh bạch khắc văn đạo phù không gian xuyên qua năng lực, là muốn thể hiện ở đối địch giả không có phòng bị dưới tình huống mới hiệu quả. Cùng cấp bậc người trong gia có phòng bị liền sẽ mất đi đánh lén công hiệu. Nhưng dùng để chạy trốn bảo mệnh tuyệt đối là không thành vấn đề. Hiện tại hắn sử dụng khắc văn đạo phù không gian xuyên qua phạm vi đạt tới cây số phạm vi, này đã đề cao một mảng lớn. Này đã thực như bức. Dương Nghị Vân biết ở cùng cảnh giới chung hắn có khắc văn đạo phù trong người cũng đã muốn so rất nhiều tiên nhân chiếm cứ tiên cơ rất nhiều, đây là phi thường xông ra. Đoàn người đi tới đệ nhị cung. Nơi này như thế nào cùng đệ nhất cung hoàn toàn không giống nhau a. Bảo Thuận Quang nhìn xuất hiện ở trước mắt cung điện nhìn không được mở miệng. Đích xác bọn họ giờ phút này xuất hiện ở cung điện trên quảng trường, nhưng cùng phía trước đệ nhất cung quảng trường hoàn toàn bất đồng. Nơi đây quảng trường trụi lùi mặt đất tất cả đều là bùn đất, hòn đá đều không có. Cung điện nhưng thật ra cùng đệ nhất cung nhìn qua không có gì biến hóa, đương nhiên vẻ ngoài thượng là nhìn không ra tới bất đồng, chân chính có vấn đề thường thường ở bên trong. Đệ nhất cung đại gia đã trải qua hai đầu ma khuyển cùng cao giai ma hồn, lại là không biết này đệ nhị cung sẽ có cái gì tồn tại. Đối này mọi người kỳ thật nội tâm là vô cùng khẩn trương. Rốt cuộc phía trước chính là vô cùng hung hiểm. Đệ nhất cung đều như thế, đệ nhị cung tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Bất quá cho dù nguy hiểm hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi, bởi vì không có đường lui thối lui. Chỉ có thể đi trước. Cùng đệ nhất cung giống nhau, không có đệ nhị cung đại môn cũng không có cái gì trận pháp tồn tại, thực thuận lợi đẩy ra đại môn đại gia đi vào. Nhưng là cùng trong tưởng tượng không giống nhau, Dương Nghị Vân mang theo mọi người tất cả đều tiến vào cung điện, kết quả tự nhiên cũng phát hiện tế đàn tồn tại. Hơn nữa đệ nhị cung đều không phải là đệ nhất cung như vậy hắc ám. Cung điện trong vòng ánh sáng tương đối rõ ràng, cũng không cần đi bậc lửa tiên hỏa chiếu sáng. Nơm nớp lo sợ cư nhiên một đường bước lên tế đàn, chuyện gì đều không có, cái này làm cho Dương Nghị Vân cùng tất cả mọi người tặng một hơi. Lúc này mọi người đều minh bạch, đều không phải là mọi người cung điện đều tồn tại nguy hiểm, rốt cuộc nơi này là thượng cổ thời đại di tích, hơn nữa là bị người mai táng nơi.
Đi qua một cái thời đại, nơi này không có biến mất đã xem như kỳ tích, hơn nữa Mông Điểm phía trước nói qua, nơi này mỗi cách 900 năm một lần ma bên trong thành ma hồn đều sẽ hướng về Trung ương cung điện hội tụ một lần, rồi sau đó biến mất rất nhiều, này cũng là có thể lý giải. Ở vô số năm tháng chung liền tính là nơi này có cái gì cường đại ma hồn tồn tại, cũng nên đang không ngừng tiêu hao biến mất chung, ở đệ nhị cung không có phát hiện bất luận cái gì ma hồn tồn tại, này thuyết minh nơi này ma hồn đều biến mất không thấy. Này đối đại gia tới nói là sự tình tốt. Mục tiêu là Trung ương cung điện, đại gia ước gì kế tiếp cung điện đều không có bất luận cái gì ma hồn tồn tại mới hảo. Có lẽ là vận khí tốt, kế tiếp một đường mà đi, bọn họ vẫn luôn đi tới thứ 9 cung. Trừ bỏ đệ nhất cung gặp được nguy hiểm ở ngoài, mãi cho đến thứ 9 cung cung điện quảng trường, một đường xuôi gió xuôi nước đi tới. Đường đại gia đi vào thứ 8 cung sau, đẩy cửa cung điện chi môn, đi vào đi lúc sau, nội loại cùng phía trước sở hữu cung điện đều không giống nhau. Đẩy ra đại môn trong nháy mắt, nội loại ngũ quang thập sắc. Không có trong tưởng tượng hắc ám, ngược lại cho người ta cảm giác là kim bích huy hoàng cảnh tượng. Đập vào mắt nơi chính là hơn 1.000 bình phương đại điện không gian, phía trước có ánh vàng rực rỡ thật lớn vương tọa, mặt trên điêu long họa phượng hảo không khí phái. Tả hữu hai sườn tổng cộng 18 cái ghế dựa, nhìn qua đều là hoàng kim chế tạo, đại điện bốn phía tồn tại 1 mét nhiều thô đường kính điện trụ. Giờ khắc này đại gia có ảo giác tựa hồ tiến vào nào đó hoàng cung mà không phải ma tộc ma điện. Hết thảy nhìn qua cũng không phải ảo giác. Mông Điểm mọi nơi xem xét nhưng có dị thường. Dương Nghị Vân đối Mông Điểm nói chuyện. Là, sư tôn, Mông Điểm theo tiếng mang theo một đôi quỷ tiên đi xuống xem xét. Một lát sau trở về hồi bẩm nói, sư tôn nơi này hết thảy đều là thật sự, không phải ảo giác, nhưng không có phát hiện tế đàn tồn tại, cũng không có phát hiện cái gì ma hồn. Dương Nghị Vân nghe xong nhíu mày, lẽ ra đây là đi trước Trung ương cung điện cuối cùng một cung điện, không nên như thế an tĩnh mới đúng. Càng là không có vấn đề liền nói quá càng là có vấn đề. Bởi vì đây là cuối cùng một cung, hơn nữa trước 8 cung đều có tế đàn tồn tại, nhưng nơi này cũng không có phát hiện tế đàn. Đây là có vấn đề. Tế đàn là đường đi ra ngoài. Không có tế đàn đi ra ngoài đều là cái vấn đề. Mọi người đều tiểu tâm đi. Chúng ta đừng ở cuối cùng một cung lật thuyền, đều mọi nơi tìm xem có hay không tế đàn hoặc là đi ra ngoài nhập khẩu linh tinh. Dương Nghị Vân dặn dò mọi người. Ngay sau đó tất cả mọi người tản ra mọi nơi xem xét. Mỗi người đều thật cẩn thận, đều là tu luyện mấy ngàn năm thậm chí vạn năm năm tháng người, liền tính Dương Nghị Vân không nhắc nhở đều biết càng là ở ngay lúc này, càng sẽ ra vấn đề. Dương Nghị Vân bên người đi theo Tuyết Hương, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm vào vuông cao lớn vương tọa. Cùng Tuyết Hương cùng nhau đi đến. Biên đi hắn hỏi Tuyết Hương nói, người có hay không cảm giác được cái gì? Tuyết Hương lắc đầu nói, không thể nói tới, tuy rằng tâm hồn cảm ứng không có gì, nhưng luôn có loại quỷ dị, ta. Ta tựa hồ cảm giác cái kia vương tọa ở nhìn chằm chằm chúng ta đang xem. Tuyết Hương nói làm Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, hắn tâm hồn cảm ứng cũng không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm, nhưng lại biết Tuyết Hương nói là có mức độ đáng tin. Bởi vì tại tâm khiếu cảm ứng phương diện, hắn biết yêu tộc muốn so nhân tộc cường. Tuyết Hương nói vương tọa tựa hồ ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem, này đích xác nghe tới thực cổ quái. Nhưng là thường thường một chút sự tình chính là như vậy tà môn cổ quái. Đi, chúng ta qua đi nhìn kỹ hãng nói. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ cùng Tuyết Hương đi bước một hướng về thật lớn vương tọa đi đến. Hai người chậm rãi bước lên thông hướng vương tọa bậc thang. Rốt cuộc đứng ở hoàng kim vương tọa trước. Giờ phút này Dương Nghị Vân trên vai ngồi xổm ngủ gật thần ma điểu đột nhiên mở miệng nói, oa nhược kê a, đừng dựa thân cận quá, cái này hoàng kim vương tọa tựa hồ có vấn đề. Nghe được thần ma điểu khoa trương nói chuyện, Dương Nghị Vân đều dọa nhảy dựng, vốn dĩ liền trong lòng có chút khẩn trương, cảm giác nơi này có vấn đề, hiện tại bị này chỉ tạp mao điểu như vậy một dọa, trái tim đều kinh hoàng vài cái. Tình huống như thế nào nói rõ ràng. Dương Nghị Vân vội vàng hỏi thần ma điểu. Kết quả thần ma điểu một câu thiếu chút nữa không đem hắn sặc chết. Không biết, thần ma điểu thuận miệng nói. Không biết ngươi lúc kinh lúc giống thần kinh a. Dương Nghị Vân tức giận đến mắng. Thần ma điểu đối Dương Nghị Vân là chút nào kính sợ đều không tồn tại, lão tử chỉ là có cảm giác không thích hợp, một hai phải biết làm gì. Ách hảo hảo nói ngươi nhìn ra cái gì? Dương Nghị Vân nói. Hắn cùng Tuyết Hương hai cái đều cảm giác là có vấn đề, nhưng là chỉ là cảm giác, hiện tại thần ma điểu đều nói không đúng, đó chính là thật sự có vấn đề.
thoạt nhìn thực khí phái hoàng kim vương tọa, giờ phút này ở Dương Nghị Vân trong mắt thoạt nhìn là có dụ hoặc lực. Đích xác hắn ngẫm lại sau, liền tổng kết ra dụ hoặc lực ba chữ. Từ lúc bắt đầu chính là bất chi bất giác đi lên bậc thang trực tiếp tới rồi vương tọa phía trước, đây là một loại theo bản năng hành vi. Tính lên có thể dùng dụ hoặc tới hình dung. Lúc này thần ma điểu mở miệng, hắn muốn nghe xem thần ma điểu ý kiến, rốt cuộc này chỉ tạp mao điểu được xưng là tam giới đệ nhất thần ma điểu, mỗi một lần chỉ cần nó đưa ra vấn đề, thường thường đều có thể nhất châm kiến huyết. Lần này tuy rằng còn không có nhìn ra cái gì vấn đề tới, nhưng là có thể một ngụm nói cái này hoàng kim vương tọa là có vấn đề, kia có 19-8 là không sai được. Quả nhiên thần ma điểu trầm ngâm nói, cảm giác là sẽ không gạt người, tuy rằng lão tử một chốc một lát không thể nói tới, nhưng là thân là tu vi các ngươi sợ là cũng cảm giác nơi này không đúng đi. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đích xác như thế. Thần ma điểu mở miệng, vậy đúng rồi, càng là thoạt nhìn lóa mắt đồ vật, liền càng là có thể thuyết minh vấn đề, nơi này là ma tộc chi thành, là ma cung chi điện, ngẫm lại trước 8 cung, các ngươi đều thấy được tế đàn tồn tại, có thể đi vào tế đàn tìm được nhập khẩu, nhưng là tới rồi nơi này lại là không thấy tế đàn tung tích, ngược lại xuất hiện nhiều như vậy ghế dựa, chính là lớn nhất không hợp lý. Ngươi có thể nói hay không trọng điểm? Dương Nghị Vân trợn trắng mắt đánh gãy thần ma điểu, nó nói này đó đã sớm biết. Ngươi cái nhược kê có thể hay không cấp lão tử một chút mặt mũi, không cần tùy tiện đánh gãy lão tử nói chuyện a. Thần ma điểu mắng lên, bị Dương Nghị Vân thô bạo đánh gãy nói chuyện cảm giác thật mất mặt. Bất quá đối Dương Nghị Vân như thế cũng đã sớm thói quen, mắng lúc sau tiếp tục nói, nơi này vương tỏa cùng 18 cái đại điện ghế, lão tử trong ấn tượng tựa hồ xuất hiện quá, nhưng một chốc một lát nghĩ tới lên, bất quá nguy hiểm là khẳng định có, ngươi làm lão tử ngẫm lại nói. Nói xong thần ma điểu trầm mặc đi xuống, nhìn qua là ở tự hỏi. Dương Nghị Vân cũng không có đi thúc giục nó, chờ thần ma điểu trả lời. Ước chừng qua vài phút, Dương Nghị Vân vẫn là đại điện bốn phía những người khác, lại là phát hiện có người thử ngồi ở đại điện chung những cái đó ghế dựa thượng. Cũng đúng lúc này, thần ma điểu đột nhiên mở miệng nói, a, lão tử nghĩ tới, này đó ghế dựa chính là ma tộc nhiếp hồn trận ghế, ngàn vạn đừng ngồi trên đi, ngồi xuống đi lên thần hồn sẽ vây ở ma huyễn chi cảnh, rất khó ra tới. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn thấy được đại điện chung rất nhiều người đều ngồi ở ghế trên. Này lúc này vội vàng hô to, đều cảm giác lên đừng ngồi này đó ghế dựa. Đã muộn, đây là ma tộc nhiếp hồn đại trận tạo thành ghế dựa, ngồi trên đi lúc sau thần hồn ở nháy mắt liền lâm vào ma huyễn thế giới, căn bản tỉnh không tới. Thần ma điểu mở miệng. Người cái tạp mao điểu như thế nào không nói sớm a, hiện tại hảo, bọn họ đều ngồi trên đi. Dương Nghị Vân mắng. Lão tử này không phải vừa định lên sao, này có thể quái lão tử a. Thần ma điểu mắng. Sư tôn như thế nào sẽ là, Mông Điềm mang theo một đội quỷ tiên từ nơi xa tuần ti a mà đến, thật xa liền nghe được Dương Nghị Vân hô to thanh. Dương Nghị Vân cười khổ lặp lại thần ma điểu nói. Ngay sau đó nói, Mông Điềm thử xem đánh thức bọn họ. Đích xác lúc này ngồi ở ma ghế người đều như là ngủ rồi giống nhau. Hẳn là chính là thần ma điểu lời nói thần hồn ý thức đã lâm vào ma huyễn thế giới. Mông Điềm nghe vậy vội vàng đi kêu to mọi người. Dương Nghị Vân cũng đi theo đi xuống bậc thang đi kêu to. Kết quả thật đúng là như thần ma điểu lời nói giống nhau, mặc kệ hắn cùng Mông Điềm dùng biện pháp gì kêu to, thậm chí là dùng tới pháp lực đi kích thích, tất cả mọi người không có bất luận cái gì phản ứng. Một đám đều quen biết ngủ rồi giống nhau không động tĩnh. 18 cái đại điện ma ghế, mặt trên cơ hồ ngồi đầy người. Luyện tạo tiên minh một phương Đinh Hòa Bình, Biên Long, Bảo Thuận Quang, Diêu không nói, Kim Quy Tiên Nhân cùng một người đại la thị vệ, tổng cộng 6 người. Dư giả là Hình Nguyên Minh cùng một người điện lão 2 người. Trừ bỏ Mông Điềm cùng Quỷ Tiên Đại Quân, cũng liền Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương không có ngồi trên đi. Giờ phút này tất cả đều xong đời. Dương Nghị Vân cau mày hỏi thần ma điểu nói, bọn họ chỉ là lâm vào ma huyễn ý thức thế giới đi. Thần ma điểu gật đầu nói là. Dương Nghị Vân hỏi lại, có thể hay không có nguy hiểm. Thần ma điểu khinh bỉ nói, ngươi nói đi, theo sau nói, bị xưng là nhiếp hồn ma tòa, ma tộc đồ vật ngươi cho rằng có thứ tốt không thành. Nói thật cho ngươi biết đi, bọn họ thần hồn ý thức lâm vào ma huyễn ý thức thế giới lúc sau, sẽ có tương ứng tâm ma ra tới, đến lúc đó tâm ma sẽ để ý thức thế giới giết bọn họ. Đương nhiên bọn họ đương sự là sẽ không phát hiện chính mình lâm vào chính là ma huyễn ý thức thế giới, chỉ biết cho rằng là thật là thế giới, cho nên vĩnh viễn tưởng không tới,
mãi cho đến ma huyễn ý thức thế giới tâm ma chém giết mà chết. Dương Nghị Vân nghe xong nhìn không được nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp phá giải. Thần ma điểu lắc đầu, rồi sau đó có điểm gật đầu. Ngươi có ý tứ gì lại là gật đầu lại là lắc đầu? Dương Nghị Vân hỏi. Cái này nói như thế nào đâu, mọi việc đương nhiên cũng không có tuyệt đối, vẫn là có biện pháp, phá giải trận pháp liền có thể từ ý thức thế giới đi ra, nhưng tưởng phá giải trận pháp, cần thiết có người đi ngồi trên vương tọa, rồi sau đó đưa vào nhiếp hồn trận pháp thế giới, đi chủ đạo chiến đấu. Bất quá có một chút lão tử nhắc nhở ngươi, vương tọa ngồi đi đến lúc đó sinh ra tâm ma đối thủ phi thường cường đại, chưa chừng chính mình cũng sẽ đi vào trước, đến lúc đó chính là tử lộ một cái Nga. Thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong nói, người ý tứ hiện tại tưởng cứu người, nhất định phải có cái đi ngồi trên vương tọa. Thần ma điểu mở miệng nói, tự nhiên như thế, đúng rồi, như thế tuy rằng nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là có chỗ lợi, chờ các ngươi ở ma huyễn ý thức thế giới giết chết các ngươi đối thủ, thần hồn lực sẽ được đến tăng trưởng, kỳ thật chính là rèn thần hồn lực lượng một loại trận pháp, chẳng qua phi thường biến thái mà thôi. Xem ra ta là không có lựa chọn, Dương Nghị Vân trầm ngâm nói. Thần ma điểu mở miệng nói, tiểu tử ngươi chính mình suy xét đi. Lúc này Mông Điềm ra tiếng nói, sư tôn làm ta đi thôi. Ngươi là quỷ tiên ngươi không được, nhằm vào huyết nhục chi thân người sống, hơn nữa ngươi tu vi không đủ, liền tính là Dương Nghị Vân tiểu tử này tu vi cũng không nhất định hành. Thần ma điểu không chút khách khí đối Mông Điềm nói chuyện. Ta và ngươi cùng nhau, Tuyết Hương không có nói nàng đi làm vương tọa, lại là hòa giải Dương Nghị Vân cùng nhau. Dương Nghị Vân đâu? Nhiều người như vậy hắn tự nhiên không thể mặc kệ, hơn nữa ở hắn từ điển không có vứt bỏ đồng bạn này một cái. Từ lúc bắt đầu hắn chính là đại gia đầu lĩnh, hiện tại cái này nguy hiểm vương tỏa cũng cần thiết hắn đi ngồi. Nhìn Tuyết Hương liếc mắt một cái nói, ngươi cùng Mông Điềm cho chúng ta hộ pháp, nơi này hiện tại còn không biết có tình huống như thế nào xuất hiện, chúng ta ngồi trên này đó nhiếp hồn ma ghế, thân thể không có người bảo hộ đều là rất nguy hiểm. Hắn kỳ thật biết sẽ rất nguy hiểm. Không nghĩ làm Tuyết Hương đi mạo hiểm. Mông Điềm là quỷ tiên thể, không thích hợp. Hai người lưu tại đại điện bảo hộ hộ pháp, nhất thích hợp bất quá. Lại nói đi một cái ma huyễn ý thức thế giới, đại gia đua chính là thần hồn ý thức, hắn thần hồn có một cái cường đại hoa sen đen bảo hộ, hơn nữa tự thân cũng so với người bình thường cường đại, hắn có tin tưởng đi. Không nhất định làm bất quá một cái ma huyễn ý thức thế giới tâm ma. Tuyết Hương cùng Mông Điềm nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện. Cũng ngẫm lại có đạo lý, đích xác bọn họ ngồi trên vương tọa lúc sau, thân thể liền không có người hộ pháp, nơi này quỷ dị vạn nhất ở xuất hiện cái gì ma hồn, đến lúc đó phi thường nguy hiểm. Hai người gật đầu đồng ý. Theo sau Dương Nghị Vân đi hướng phía trên vương tọa. Muốn ngồi xuống đi thời điểm, thần ma điểu từ hắn bả vai bay vọt lên nói, nhược kê ngươi có thể không đi mạo hiểm. Dương Nghị Vân biết thần ma điểu ý tứ, đơn giản là muốn cho Dương Nghị Vân từ bỏ Đinh Hòa Bình bọn họ. Nhưng là như vậy sự, hắn Dương Nghị Vân làm không được. Ha ha, ta sẽ không ném xuống đồng bạn mặc kệ, kia không phải ta Dương Nghị Vân phong cách. Dương Nghị Vân cười cười nói. Ngươi muốn rõ ràng, chưa chừng ngươi lần này làm đi xuống liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, vì thế đáp thượng tánh mạng đáng giá sao? Vấn đạo chi lộ cũng đem chung kết, thần ma điểu chẳng lẽ đứng đắn nói. Dương Nghị Vân mở miệng nói, vì cái gì không đáng? Ở ta tu hành chuẩn tắc chung. Tình thân tình bạn tài tình nghĩa mới là đệ nhất vị, chậm rãi hỏi lộ, có này đó tồn tại mới tràn ngập xuất sắc, như thế chỉ vì cầu đạo hỏi mà vứt bỏ hết thảy, ta cho rằng kia không phải tu hành, đó là tu hành người máy, không phải người. Ở quê quán của ta có một câu nói là vô tình cũng có tình, ta cảm giác thực thích hợp ta tu hành tiêu chuẩn, nhân sinh trên đời có cái nên làm có việc không nên làm, ta hiện tại muốn đi làm sự tình, chính là có cái nên làm việc, cho nên này không phải có đáng giá hay không vấn đề. Mà là ta cần thiết muốn đi làm sự. Bọn họ một đường đi theo ta đi tới thứ 9 cung, liền kém một bước sắp đến trung ương ma điện, chẳng sợ chết, làm cho bọn họ chết ở trọng điểm, cũng không uổng công bọn họ tín nhiệm ta một lần. Nghe xong Dương Nghị Vân nói chuyện, thần ma điểu lần này không mắng Dương Nghị Vân nhược kê, ngược lại phá lệ dùng thưởng thức ngữ khí nói, xem ra lão tử không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi nói lão tử tán đồng, cho dù là thần ma cũng là có tình cảm, buông tay đi làm ngươi muốn làm sự đi. Kiên trì chính mình bản tâm mới là đại đạo. Bên ngoài lão tử cho ngươi xem sẽ không ra vấn đề, nhớ kỹ một chút, cái gọi là ma huyễn ý thức thế giới tâm ma, không nhất định là chính mình nội tâm sinh ra tâm ma,
cũng có khả năng là ma huyễn ý thức thế giới bản thân căn cứ các ngươi nội tâm tâm tính xuất hiện tâm ma, nhưng mặc kệ nào một loại, nào đều là các ngươi địch nhân, nhớ kỹ bất luận cái gì dưới tình huống, phải tin tưởng chính mình bản tâm, ở ma huyễn ý thức thế giới ngươi ý chí lực thắng qua hết thảy. Nói cách khác, ngươi trong lòng tưởng tượng sự vật có bao nhiêu đại, vậy đi gấp 10 lần gấp 100 lần đi mở rộng, ngươi coi rẻ hết thảy toàn tiểu, phản chi ngươi sợ hãi hết thảy giai đại. Dương Nghị Vân nghiêm túc nghe thần ma điểu những lời này, lặp lại dư vị một phen, rất có con đường, đặc biệt là cuối cùng một đoạn lời nói, ngươi coi rẻ hết thảy toàn tiểu. Sợ hãi hết thảy giai đại, một đoạn này lời nói tràn ngập chân lý. Rất khó, Dương Nghị Vân đối thần ma điểu nghiêm túc gật đầu nói, thụ giáo, bên ngoài liền giao cho ngươi, nếu chúng ta không có tỉnh lại, phiền toái ngươi nghĩ cách mang theo Tuyết Hương cùng Mông Nghị bọn họ rời đi. Cuối cùng Dương Nghị Vân cũng có chút sinh ly tử biệt dặn dò hậu sự ý tứ. Nhưng lại bị vừa mới đứng đắn không đến 10 phút thần ma điểu chửi ầm lên nói, lăn lăn lăn, có chuyện gì tiểu tử ngươi chính mình xử lý, lão tử không cái kia thời gian rỗi, yên tâm đi chính là, ngươi cái nhược kê không có như vậy đoản mệnh. Mắng bên trong thần ma điểu chớp động cánh bay đi, dừng ở Tuyết Hương trên vai. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn Hoàng Kim Vương tọa, hít sâu một hơi một mông ngồi xuống. Giờ khắc này có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy toàn bộ đại điện ở trong tầm mắt mơ hồ lên. Ngay sau đó là vặn vẹo. Hắn cảm giác chính mình mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần ý thức lâm vào vô biên hắc ám, như là buồn ngủ tới rồi cực hạn giống nhau, đã ngủ. Mỗi một khắc một tiếng kinh thiên động địa sấm sét vang lên. Răng rác, oanh. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt. Lại là phát hiện chính mình như cũng ngồi ở Hoàng Kim Vương tọa phía trên. Vương tọa dưới, hai bên trái phải 18 vương tọa thượng, một đám người quen xuất hiện. Tuyết Hương, Mông Điềm, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu không nói, Hình Uyên Minh cùng hắn bên người điện lão, còn có Kim Quy Tiên Nhân cùng với hộ vệ đều ở, mỗi một cái đều ngồi ở thật lớn hoàng kim ghế trên, ngay cả thần hồn điểu cũng ngồi xổm trên vai hắn. Đằng một chút Dương Nghị Vân từ Hoàng Kim Vương tọa thượng đứng dậy, có chút phẫn nộ nhìn Tuyết Hương cùng Mông Điềm nói, không phải cho các ngươi hộ pháp sao? Các ngươi như thế nào cũng ngồi xuống. Hắn dặn dò hảo hảo làm Tuyết Hương cùng Mông Điềm hộ pháp, kỳ thật chính là không nghĩ làm cho bọn họ hai cái mạo hiểm, nhưng là hiện tại vừa thấy, ngủ gật thời gian này hai người cư nhiên cũng ngồi ở đại điện hoàng kim ghế trên. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thực phẫn nộ, đối với hai người giống lên. Cái này hảo, bọn họ tất cả mọi người ngồi xuống, chẳng phải là tất cả mọi người muốn vây ở ma huyễn ý thức hải thế giới. Nhưng mà hắn tổng cảm giác có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng một chốc một lát nghĩ không ra. Giờ phút này bị hắn giống giận hai người còn lại là trên mặt có chút không biết làm sao, vội vàng từ ghế dựa thượng đứng dậy, Tuyết Hương nhàn nhạt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, không nói chuyện. Mà Mông Điềm còn lại là vâng vâng dạ dạ nói, sư tôn chúng ta. Chúng ta. Một câu chung quy không có nói tiếp. Đúng lúc này Dương Nghị Vân mắng thần ma điểu nói. Tạp mau điều ngươi không phải nói có ngươi xem sao? Hiện tại sao lại thế này? Hắc hắc, không thể trách ta cũng quản không được bọn họ. Thần ma điều hắc hắc cười. Dương Nghị Vân càng thêm cảm giác quái dị, nhưng là trong lúc nhất thời thật nghĩ không ra tới, địa phương nào quái dị. Bất quá liền vào giờ phút này, Dương Nghị Vân lại là cảm giác trong óc ong một tiếng. Ngay sau đó hắn cảm thụ là ý thức hải hoa sen đen tản mát ra ô quang. Một trận hoảng hốt lúc sau, Dương Nghị Vân đầu cảm giác thanh minh lên. Theo sau, Dương Nghị Vân ngây người, hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước sự. Cũng minh bạch chính mình trúng chiêu, nhưng đáng để ý thức hải chung có hoa sen đen tồn tại, ở không ánh sáng chiếu rọi lúc sau thần hồn rõ ràng lên, cuối cùng là đã biết này trong đó không thích hợp xuất hiện ở nơi nào. Lúc này hắn biết chính mình đã tiến vào ma huyễn ý thức thế giới. Mà trước mắt Tuyết Hương. Mông Nghị cùng thần ma điểu đều là có vấn đề, hoặc là nói căn bản chính là không phải bọn họ. Trước nói Mông Điềm, hiện tại Mông Điềm là hắn đệ tử, tôn sư trọng đạo đi lên nói, hắn dặn dò chính là sư mệnh, hắn làm Mông Điềm hộ pháp bọn họ thân thể, Mông Điềm là không dám vi phạm. Lại nói Tuyết Hương lấy hắn đối nha đầu này hiểu biết, nếu dặn dò làm nàng hộ pháp, như vậy nàng nhất định sẽ hảo hảo hộ pháp. Mà thần ma điểu càng là đáp ứng khán hộ hảo Mông Điềm cùng Tuyết Hương. Kết quả cũng phản như vậy cấp thấp sai lầm, có điểm không phù hợp logic, còn có một chút là, thần ma điểu rất ít cùng hắn đối thoại nói, ta, đều là mở miệng xưng hô lão tử, lúc này cư nhiên xưng ta.
Lúc này Dương Nghị Vân phản ứng lại đây, trước mắt hết thảy đều không phải chân thật, mà là. Hắn đã tiến vào ma huyễn ý thức thế giới. Nhưng nói thật hiện tại hắn chỗ đã thấy hết thảy đều vô cùng chân thật, ngay cả chính mình thân thể đều cảm giác là có máu có thịt. Trừ bỏ Tuyết Hương cùng Mông Điểm hơn nữa thần ma điểu không hợp lý tồn tại ở ngoài, còn có một chút không hợp lý chính là, những người khác tất cả đều xuất hiện ở nơi này, trọng điểm là có thể từ ma ghế lên. Hắn nhớ rất rõ ràng thần ma điểu nói qua, một khi ngồi trên ma ghế liền khởi không tới, bởi vì ý thức đều lâm vào ma huyễn ý thức thế giới. Không có người đánh thức hoặc là giết chết ma huyễn ý thức thế giới tâm ma là vẫn chưa tỉnh lại. Có thể cứu đại gia người, hiện tại chỉ có ngồi ở ma ghế hắn mà thôi, nhưng hắn căn bản liền còn không có bắt đầu thi cứu, những người này sao có thể rời đi ghế dựa đâu. Cho nên này đã là ma huyễn ý thức thế giới. Ma huyễn ý thức thế giới có tâm ma tồn tại, hoặc là sẽ có địch nhân ra tới, đây là khẳng định. Hiện tại địch nhân đều không có thực nhìn thấy. Nói cách khác mọi người đều còn ở ma huyễn ý thức thế giới. Đương nhiên muốn nói địch nhân, thật là không thấy được. Bất quá đại điện chung lại là nhiều ra tới ba cái không nên xuất hiện người cùng điểu. Đó chính là Tuyết Hương, Mông Điểm cùng thần ma điểu. Không đúng, còn có Mông Điểm hơn 1000 quỷ tiên tướng sĩ đều rơi rụng ở đại điện bốn phía. Quỷ tiên là không có khả năng trúng chiêu, lại nói chỉ có ngồi trên ma ghế mới có thể lâm vào ma huyễn ý thức chung. Giờ phút này đại điện chung hơn 1000 quỷ tiên tướng là đều ở, hiện tại là giả. Dương Nghị Vân nghĩ thông suốt này đó sau, khóe miệng hơi hơi dơ lên mà cười. Hắn tuy rằng không biết như thế nào phá giải cái này nhiếp hồn ma huyễn trận, làm mọi người đều từ ý thức thế giới thức tỉnh, nhưng cũng hiểu được một chút, giết sạch ma huyễn ý thức thế giới xuất hiện dư thừa sinh linh, cái này trận pháp tự nhiên sẽ phá. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân tia chớp ra tay đầu tiên bắt được thần ma điểu. Đem thần ma điểu nhéo vào trong tay. Không có chút nào do dự trong tay bỗng nhiên phát lực đem thần ma điểu nhất bạo. Chạm vào. Một tiếng nặng nề lúc sau thần ma điểu hóa thành một đạo bụi đất biến mất không còn một mảnh. Quả nhiên là giả mạo mặt hàng. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Người khác không rõ ràng lắm thần ma điểu, hắn là nhất rõ ràng, thứ này huyết mạch có thể nói bất tử bất diệt, sao có thể bị chính mình một chút nhất bạo. Hơn nữa một giọt máu đều không tồn tại. Chính là cái hàng giả. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Tuyết Hương cùng Mông Điểm đều là sắc mặt biến đổi. Dương Nghị Vân nhìn hai người cười lạnh nói, hiện hình đi, biết các ngươi không phải bọn họ, đừng cho ở tiểu gia trước mặt chơi thủ đoạn. Ha ha ha, tiểu tử tiến vào nhiếp hồn trong trận, còn như thế cuồng vọng, ngươi nhưng thật ra có nắm chắc. Lúc này một tiếng cuồng tiếu vang vọng toàn bộ đại điện chung. Hơn nữa theo tiếng cười to lạc bế, toàn bộ đại điện đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Dương Nghị Vân bỗng nhiên đối với Tuyết Hương cùng Mông Điểm ra tay, lại là phát hiện hai người biến mất không thấy. Lão tử mặc kệ ngươi là thứ gì, thả ta những cái đó bằng hữu ra tới một trận chiến, đừng đương rùa đen rút đầu. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ, bốn phía lâm vào vô biên hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Cũng là lúc này Dương Nghị Vân cảm giác được nguy hiểm. Mặc kệ đúng vậy quỷ dị Mông Điểm vẫn là Tuyết Hương, cùng với đại điện chung xuất hiện những người khác tất cả đều biến mất không thấy. Có lẽ là bị hắn xuyên qua, hết thảy đều tại đây một khắc biến mất. Đại điện biến thành hắc ám thế giới. Ha ha ha, tiểu tử chờ chết đi, chờ ngươi từ trong bóng đêm ra tới rồi nói sau, cho hay bắt đầu rồi, hiện tại chậm rãi hưởng thụ nhiếp hồn đại trận uy lực đi, bổn tọa liền ở chỗ này có bản lĩnh tìm được bản tôn. Chính ngươi có thể nhìn đến ngươi các đồng bạn, bất quá bổn tọa là sẽ không cho ngươi cơ hội. Thanh âm này nghe tới rất quen thuộc. Dương Nghị Vân nghe vào trong tai có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cẩn thận tưởng tượng, thanh âm này như thế nào cảm giác cùng chính mình thanh âm giống nhau. Nhớ rõ phía trước thần ma điểu nói qua, mà huyễn ý thức thế giới phải đối phó chính là tâm ma có khả năng là chính mình tâm ma biến thành, cũng có khả năng là nhiếp hồn trong trận sinh ra sinh linh. Dương Nghị Vân lúc này lại là cho rằng hai người là kết hợp thể. Bởi vì nghe tới thanh âm quen thuộc, lời nói có chút cường thế, cũng tràn ngập tự hành, còn có một ít mặt khác nhân tố ở bên trong. Mặc kệ nào một loại Dương Nghị Vân nhớ rõ một cái, đó chính là xử lý nó. Hắn nếm thử quá dùng càn khôn chi ngôn đi xem bốn phía hắc ám, nhưng đáng tiếc càn khôn chi mắt ở chỗ này tựa hồ không hề tác dụng. Cho nên dứt khoát nhắm lại hai mắt, Dương Nghị Vân trầm giọng mở miệng nói. Chờ tiểu gia phá ngươi hắc ám, chém giết ngươi. Vốn dĩ tưởng chọc giận đối phương, nghe thanh âm đi tìm, nhưng là không nghĩ tới,
lúc sau trong bóng đêm tâm ma không bao giờ đã xảy ra. Toàn bộ thế giới đều là yên tĩnh. Nhìn không tới bất cứ thứ gì, cũng nghe không thấy bất cứ thứ gì. Dương Nghị Vân minh bạch phía trước xuất hiện những người đó đều là ảo giác mà thôi. Chỉ cần hắn tìm ra trong bóng đêm che giấu tâm ma diệt nó, cái này nhiếp hồn trận tự nhiên sẽ biến mất bài trừ. Trừ bỏ hắn, những người khác hẳn là đều lâm vào ở tự mình ý thức thế giới, có lẽ còn không biết tự thân đã lâm vào ma huyễn ý thức thế giới. Cho nên những người khác ra không được, cũng tìm không thấy phá giải chi đạo. Chỉ có hắn là thanh tỉnh ý thức. Bởi vì có hoa sen đen tồn tại bảo hộ hắn thần hồn, ma huyễn tâm ma căn bản mê hoặc không được hắn tâm trí, nhiều nhất đem hắn vây ở ma huyễn thế giới. Cũng bởi vì là nguyên nhân này hắn có thể trực tiếp đối thượng ma huyễn tâm ma, đương nhiên cũng cùng hắn ngồi xuống chính là tối cao vương tọa có rất lớn quan hệ. Lúc này Dương Nghị Vân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhắm lại hai mắt, buông ra tâm hồn thiên phú, cẩn thận đi cảm thụ bốn phía biến hóa. Hắn biết tâm ma nhất định sẽ đối ra tay. Cho nên đề cao hoàn toàn cảnh giác. Trong đầu cũng nhớ rõ thần ma điều câu kia coi rẻ hết thảy toàn tiểu nhân lời nói. Chính là nói càng là lúc này liền càng là không thể nội tâm sinh ra sợ hãi, nếu không sẽ thua thực thảm. Tương phản hắn nội tâm không sợ sợ hết thảy, đem chi trở thành không khí, là có thể có khắc chế tâm ma. Cũng đúng là như thế, Dương Nghị Vân tuy rằng lâm vào vô biên hắc ám, nhưng tâm linh kỳ thật thực bình tĩnh. Hắn biết không có thể loạn, tâm loạn. Hết thảy liền đều xong rồi. Vừa mới buông ra tâm thần đi cảm thụ bốn phía biến hóa hết sức, lại là sau lưng bỗng nhiên chấn động. Phốc, xuyên tim đau đớn truyền đến. Lại là ngực hắn bị cái gì vũ khí sắc bén cấp từ giữa lưng đâm xuyên qua. Bỗng nhiên một chưởng trở tay đánh qua đi. Nhưng lại một chưởng đánh vào trong không khí, cái gì đều không tồn tại. Cứ việc trong lòng biết này hết thảy là ma huyễn ý thức ảo giác, ngực bị đâm thủng không phải thật sự. Nhưng đau đớn lại là vô cùng chân thật. Đau cũng chỉ có thể trở thành không khí mới được. Đây là Dương Nghị Vân yêu cầu nhớ kỹ, nếu là hắn thật muốn ngực bị đâm thủng, kia mới là sẽ xong đời. Người đánh lén, lại một lần biến mất. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, làm chính mình trong lòng bình tĩnh trở lại, coi như là ngực đánh lén căn bản tồn tại. Căn bản liền không cần đi để ý miệng vết thương, như thế mới là ứng đối ảo giác biện pháp. Quả nhiên không có lại có thể tưởng cái này ngực đau đớn liền biến mất. Nhưng là Dương Nghị Vân biết kỳ thật chính mình cũng là bị thương, tuy rằng không phải thân thể nhưng lại có thể thương đến thần hồn. Đây là khẳng định. Chính mình có thể cảm giác được rõ ràng. Biết cũng không có cách nào, hắn đều tìm không thấy tránh ở trong bóng đêm tâm ma ở địa phương nào. Thực rõ ràng cái này tâm ma là muốn đánh lén, trong bóng đêm chậm rãi đùa chết chính mình. Không được, không thể như vậy bị nắm cái mũi đi. Nếu không sớm hay muộn thần hồn sẽ bị háo chết không thể. Dương Nghị Vân trong đầu bay nhanh nghĩ ứng đối phương pháp. Hiện tại trạng thái là ý thức thế giới, là nhiếp hồn trận. Là tâm ma sân nhà. Nhưng hắn nghĩ đến, chính mình ý thức nếu là rõ ràng, có phải hay không mặt khác một ít đồ vật cũng có thể dùng. Tỷ như thần hồn thiên phú thần thông, chuông đông hoàng, u đều chi môn, lại tỷ như bản mạng thần tượng. Dù sao không thể như vậy háo đi xuống. Oanh! Lại là một kích mà đến. Dương Nghị Vân sau lưng như là bị người bỗng nhiên một chưởng, hắn lộn nhào bay đi ra ngoài. Lập tức cảm giác thân thể đều phải vỡ vụn cảm giác. Ta phát thảo đại gia. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhịn không được mắng ra tới. Trong bóng đêm đánh lén vô thanh vô tức căn bản là trốn không xong. Cũng không có biện pháp phòng bị. Lại lần nữa hít sâu một hơi, làm chính mình quên này đó đau đớn. Quả nhiên lại một lần khôi phục. Tư mã trở thành ngựa sống y đi. Dương Nghị Vân chuẩn bị thử xem chuông đông hoàng. Trong lòng vừa động nếm thử làm chuông đông hoàng xuất hiện. Đông. Quen thuộc tiếng chuông vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ. Quả nhiên chính là sử dụng. Chuông đông hoàng tiếng chuông vang vọng ở vô biên hắc ám. Nhưng lại cho Dương Nghị Vân một phần tin tưởng. Ôm thử xem thái độ, hắn triệu hoán chuông đông hoàng. Muốn nhìn xem ở ma huyễn ý thức thế giới có thể hay không sử dụng này đó thiên phú thần thông, không nghĩ tới thật đúng là có thể. Nếu chuông đông hoàng có thể xuất hiện, vậy thuyết minh u đều chi môn cùng hắn bản mạng thần tượng đồng dạng là có thể. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân tinh thần đại chấn. Bị âm thầm ma vật tập kích hai lần hắn ăn không nhỏ mệt, trong lòng mạo rất lớn hỏa. Nhưng lại cũng không có cách nào, bởi vì căn bản là khó lòng phòng bị,
không biết đối phương sẽ từ địa phương nào xuất hiện. Cái gì thời gian công kích hắn, nhìn không thấy sờ không tới cũng cảm thụ không đến, hắn trong bóng đêm hoàn toàn chính là cái người mù. Dương Nghị Vân rõ ràng nếu không giải quyết trước mắt hai mắt một bôi đen khốn cảnh, hắn sớm hay muộn sẽ bị âm thầm ma vật cấp đùa chết. Cũng may giờ khắc này hắn triệu hồi ra tới chuông Đông Hoàng, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đông một tiếng tiếng chuông vang lên, Dương Nghị Vân có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ sóng âm lực lượng lấy hắn vì trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Liền ở chuông Đông Hoàng sóng âm khuếch tán đi ra ngoài thời điểm, Dương Nghị Vân cũng cảm thụ hắc chung bất đồng, tựa hồ có thứ gì bị hắn cảm giác tới rồi. Cái này phát hiện làm hắn trong lòng đại hỉ. Ngay sau đó đó là chuông Đông Hoàng hiện ra hiện tới sau, bao phủ ở trên người hắn, hình thành 9 mét rất cao hình thái. Mặt trên kim sắc phù văn ở lưu chuyển chi gian bộc phát ra lóa mắt vô cùng kim quang chiếu sáng phạm vi cây số nơi. Lần này Dương Nghị Vân chính là đem hắc ám hoàn cảnh cấp thấy. Nhưng có chút ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước chính là, tuy rằng chuông Đông Hoàng chiếu sáng phạm vi cây số nơi, nhưng ánh mắt có thể đạt được nơi không phải đại điện, ngược lại giống như đang ở một mảnh hỗn độn nơi. Bốn phía cái gì đều không có, cũng không có gì ma tòa từ, chính là hỗn độn sương mù. Một mảnh sương khói lượn lờ hoàn cảnh. Dương Nghị Vân biết chính mình vẫn như cũ vẫn là ở ma huyễn trận pháp trong vòng, hoặc là nói là ở nhiếp hồn trận hình thành ý thức thế giới. Nhìn không tới có bất cứ thứ gì sinh linh. Cái này làm cho hắn có chút nhíu mày. Bất quá theo sau ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì, ít nhất hiện tại không phải có mắt như mù hoặc là nói hai mắt một bôi đen trạng thái. Tiếp được có cái gì nguy hiểm ít nhất có thể có cái ứng đối, hơn nữa căn bản liền không cần lo lắng đánh lén. Bởi vì hiện tại có chuông Đông Hoàng phòng ngự. Đây chính là thần hồn thiên phú thần thông, dùng vào giờ phút này ý thức thế giới nhất thích hợp bất quá. Vừa rồi chuông Đông Hoàng vang lên, có sóng âm khuếch tán mở ra, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được nơi xa có thứ gì bị hắn cảm nhận được. Nếu không có đoán sai nói, Dương Nghị Vân nghĩ đến hẳn là chính là tránh ở trong bóng đêm tâm ma đại địch, hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp là, nhiếp hồn ma trận trong vòng ảnh tàng ma hồn. Hiện tại nếu có thể có biện pháp cảm giác đến đối phương tồn tại, Dương Nghị Vân liền không thể ngồi chờ chết, cần thiết muốn đem âm thầm tâm ma cấp bắt lấy, như thế mới có thể tìm hắn Đinh Hòa Bình bọn họ thần hồn ý thức, nếu không thời gian dài, còn biết sẽ ra cái gì biến cố. Rốt cuộc cho tới bây giờ, Dương Nghị Vân cũng không biết Đinh Hòa Bình bọn họ là cái tình huống như thế nào. Tuy rằng dựa theo phía trước tâm ma lời nói, chỉ có diệt nó mới có thể cứu Đinh Hòa Bình đám người đi ra ngoài. Nhưng tiền đề là Dương Nghị Vân muốn trước tìm được âm thầm tâm ma mới được. Lúc này hắn cảm thấy chính mình tìm được rồi ứng đối chi sách. Chuông Đông Hoàng tiếng chuông vang lên, truyền ra đi sóng âm, là có thể tìm được âm thầm tâm ma. Cứ việc giờ phút này đã chiếu sáng toàn bộ hắc ám thế giới, nhưng lại là hỗn độn một mảnh, chỉ bằng mắt thường đi xem kỳ thật là nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nghĩ vậy chút sau Dương Nghị Vân trong lòng vừa động bắt đầu vận chuyển chuông Đông Hoàng. Chuẩn bị làm chuông Đông Hoàng vang vọng toàn bộ thế giới. Thịch thịch thịch, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng chuông không không ngừng vang lên. Dương Nghị Vân cẩn thận đi cảm thụ. Quả nhiên ở sau người vài trăm thước ở ngoài cảm nhận được có cái gì tồn tại, hơn nữa tốc độ thực ở di động chung. Dương Nghị Vân khóe miệng giơ lên, ngay sau đó thân hình sơn động trực tiếp bôn chuông Đông Hoàng tiếng chuông cảm nhận được nơi mà đi. Đôi tay phía trên hội tụ cường đại thần hồn lực lượng, huyễn hóa ra một thanh phi tiên, chuẩn bị qua đi hướng chết chém. Đánh lén hắn hai lần, hiện tại cảm nhận được đối phương, Dương Mỗ Nhân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bá! Cách mười mấy mét khoảng cách, Dương Nghị Vân trong tay thần hồn biến ảo mà thành phi tiên trực tiếp chém qua đi. Tuy rằng là sương mù một mảnh hỗn độn, nhưng hắn tin tưởng hắn núp ở phía sau mặt tuyệt đối là tâm ma không thể nghi ngờ. Ầm vang! Sương mù bị hắn phi kiếm chảm khai. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là đồng tử đột nhiên co rút lại. Đường phi kiếm chảm khai sương mù nháy mắt hắn cũng thấy được dấu ở sương mù hoặc là nói hỗn độn chung tồn tại. Một người. Phi thường quen thuộc người. Mang theo tà tà ý cười, thế nhưng phất tay chi gian đem hắn thần hồn ngưng tụ mà thành phi kiếm duỗi tay vung lên, nhẹ nhàng bâng quơ đánh dập nát. Ở ma huyễn ý thức trong thế giới, đại gia kỳ thật đều là ở đua thần hồn ý chí lực, đều là thần hồn trạng thái. Đối phương nhẹ nhàng vung tay lên liền hóa giải hắn một kích, điểm này làm Dương Nghị Vân thực chấn động. Nhưng này không phải trọng điểm là Dương Nghị Vân thấy được đối thủ này hoặc là nói tâm ma, cư nhiên là chính hắn. Tâm ma biến thành,
xưng là bộ dáng của hắn. Hoặc là nói đây là hắn tâm ma. Cũng có thể nói không phải. Lại nói tiếp có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không khó lý giải. Bởi vì cái này trận pháp chính là nhiếp hồn trận, ở hắn ngồi trên Hoàng Kim Vương tọa một khắc, bản thân hắn thần hồn ý thức đã bị động tiến vào ma huyễn ý thức thế giới. Vốn chính là ma trận, cái này ma trận trong vòng tất nhiên có cao cấp ma hồn tồn tại, ma hồn thao tác trận pháp có thể hiểu biết hắn nội tâm âm u một mặt. Tự nhiên có thể tả hữu hắn, có thể giải độc hắn nội tâm âm u một mặt, do đó trở thành hắn tâm ma, hoặc là nói dung hợp tâm ma. Biến hóa thành bộ dáng của hắn tồn tại cũng là có thể lý giải. Chẳng qua làm Dương Nghị Vân tổng cảm giác quái quái, rốt cuộc xuất hiện một cái giống nhau như đúc chính mình. Đồng dạng đầy đầu đầu bạc, đồng dạng 1m8 nhiều cái đầu, mạnh mẽ tu thành dáng người, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, xoái khí đến bạo dung mạo. Ách! Giống như có chút không thích hợp. Dương Nghị Vân nhìn đứng ở trước mắt một cái khác hắn, đích xác rất tuấn tú. Nhưng là trong lòng nghĩ như vậy, đều có điểm ngượng ngùng. Bất quá đây là hắn bề ngoài. Một quả soái khí soái ca. Đương nhiên chỉ có thể là bề ngoài mà thôi, đối phương ánh mắt tràn đầy tà ác. Một tay hóa giải hắn công kích lúc sau, hai người cũng không có sốt ruột ra tay chém giết. Một cái khác hắn, hoặc là nói là tâm ma ngược lại mang theo diễn ngược chi ý nhìn hắn. Theo sau âm chắc chắc cười nói, làm ta giật mình a. Không nghĩ tới người cái này phế vật thế nhưng còn có hậu tay, ha ha. Tâm ma ha ha mà cười, tràn ngập trào phúng, ngay sau đó nói tiếp, bất quá. Như vậy mới hảo, mới càng tốt chơi, nếu là một hai hạ đem ngươi cấp lộng chết, chẳng phải là quá nhàm chán, ngươi nói đúng không? Mang theo miêu diễn chuột hương vị, tâm ma nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói chuyện. Dương mẫu nhân nghe cái này sơn trại bản chính mình như thế cản rỡ ngôn ngữ, trong lòng là phi thường không thoải mái. Cười lạnh một tiếng nói, nghe tiểu gia mặc kệ ngươi là cái quỷ gì đồ vật, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thay một bộ dung mạo, nếu không tiểu gia sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, tâm ma điên cuồng lớn nhỏ lên, tựa hồ nghe tới rồi trên đời này tốt nhất cười chê cười giống nhau. Rồi sau đó nhỏ giọng đình chỉ, nhìn Dương Nghị Vân âm chắc chắc nói, chỉ bằng ngươi như vậy phế vật còn tưởng uy hát iota bổn tỏa. Ha ha, bản tôn nãi đường đường ma tộc huyễn ma một mạch. Tuy rằng hiện tại là lầu một hồn ma, nhưng cũng không phải ngươi bực này con kiến phế vật có thể lây dính. Tiến vào bổn tọa ma huyễn nhiếp hồn thế giới, ha ha. Bổn tọa sẽ chậm rãi bồi ngươi chơi, chơi thượng ngươi 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm. Ha ha ha, ngẫm lại đều kích động a, yên tâm bổn tọa sẽ không làm ngươi dễ dàng đi tìm chết, ở chỗ này chết mới có thể chết một kiện xa xỉ sự, tồn tại chính là địa ngục. Tại tâm ma dứt lời lúc sau. Lại là nháy mắt biến mất ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Mà Dương Nghị Vân lúc này lại là nghe được một cái tin tức, cái này tâm ma tự xưng là ma tộc huyễn ma một mạch. Ngắn ngủn nói mấy câu lại là để lộ ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên có thể xác định chính là, cái này tâm ma đích xác không phải hắn nội tâm chân chính tâm ma, mà là ma tộc huyễn ma. Cái này làm cho Dương Nghị Vân biết ma tộc cũng là phân rất nhiều nhánh núi. Tiếp theo huyễn ma lời nói chung tràn ngập tự tin, hắn sẽ không tùy tiện giết hắn, mà là sẽ chậm rãi tấn hắn. Một câu tồn tại chính là thấp hơn, sau lưng hàn ý phi thường trọng, càng nghĩ càng thấy ớn. Đương nhiên hắn cũng không phải dọa đại, một cái huyễn ma mà thôi, ở ngưu bức không phải cũng là thần hồn trạng thái mà thôi sao? Có thể thế nào? Nếu là thật như vậy cường đại, sợ là đã sớm từ nơi này đi ra ngoài tai họa người, mà không phải bị nhốt tại nơi đây. Nhìn huyễn ma từ trước mắt biến mất, Dương Nghị Vân trước tiên vận chuyển chuông Đông Hoàng. Đông! Chuông Đông Hoàng vang lên hắn là có thể bắt giữ đến huyễn ma tung tích. Vừa rồi còn hiệu quả chuông Đông Hoàng tiếng chuông, lúc này cư nhiên không nhạy. Dương Nghị Vân căn bản từ sóng âm trung tìm không thấy huyễn ma vị trí, hoàn toàn cảm ứng không đến. Cái này hắn trong lòng có chút bực bội lên. Âm thầm nói thầm, khả năng chính mình thật sự coi thường huyễn ma thủ đoạn. Thân là thượng cổ tồn lưu lại ma hồn, hơn nữa vẫn là am hiểu ảo giác huyễn ma, xem ra thực sự có độc đáo chỗ. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không có quá mức khẩn trương, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đối phương nếu là thật không chê vào đâu được, đối mặt chính mình cái này ở nó trong mắt chỉ là cái con kiến kẻ yếu, căn bản là không cần ảnh tàng đánh lén, trực tiếp chính diện diễn ngược chính mình chẳng phải là càng sàng. Cho nên Dương Nghị Vân nghĩ đến huyễn ma tất nhiên cũng là có điều cố kỵ. Hoặc là nói cũng là có nhược điểm,
nếu không càng vốn là không cần phải lại lần nữa ẩn giấu đi, một hai phải dựa âm nhân thủ đoạn tới đối phó chính mình. Này không phù hợp một cường giả logic cùng thủ đoạn. Chỉ có thể thuyết minh huyễn ma cũng là có điều cố kỵ, đến nỗi là cái gì hiện tại còn không biết, Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn cũng không tin cái này huyễn ma thật đúng là mánh khóe thông thiên không thành. Nói nữa, chẳng lẽ hắn liền không áp đáy hòm thủ đoạn sao? Trong đầu như thế nghĩ, về phương diện khác vận chuyển chuông Đông Hoàng lưu chuyển, dù sao chuông Đông Hoàng là có thể phòng ngự cũng có thể công kích thiên phú thần thông, hắn cũng không sợ cái gì. Dương Nghị Vân biết giờ phút này huyễn ma có khả năng liền ở chính mình bốn phía nơi nào đó, nhưng lại tránh thoát chuông Đông Hoàng tiếng chuông truy tung. Nếu chuông Đông Hoàng tạm thời vô dụng, Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể tính xem này thay đổi. Không phải hắn không có mặt khác thủ đoạn, mà là không nghĩ đem chính mình át chủ bài một chút lượng ra tới, nói vậy đã bị động, hắn yêu cầu làm chính là chờ đợi thời cơ. Chờ huyễn ma chính mình nhảy ra, chờ đợi chính hắn ra tay, lật qua đi tìm huyễn ma nhược điểm, đây mới là hắn yêu cầu làm. Có chuông Đông Hoàng kim sắc phù văn chiếu rọi, ít nhất Dương Nghị Vân sẽ không cảm thấy yên tĩnh đáng sợ. Toàn bộ hỗn độn nơi đều bao phủ ở hắn chuông Đông Hoàng kim sắc phù văn ánh sáng dưới, Dương Nghị Vân nhiều ít là chiếm cứ một ít ưu thế. Đương nhiên hắn mặt ngoài nhìn lại gợn sóng bất kinh, đứng ở tại chỗ không có động một chút, kỳ thật nội tâm hoàn toàn tương phản, như cũng nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể đem huyễn ma tìm ra xử lý? Chuông Đông Hoàng tiếng chuông trước sau không có dừng lại, thịch 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 minh vang, kim sắc phù văn lưu chuyển ở toàn thân, Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. 5 phút qua đi, 10 phút qua đi, 1 canh giờ qua đi, không có chút nào động tĩnh. Giờ phút này Dương Nghị Vân biết huyễn ma cùng hắn ở so kiên nhẫn. Đối này Dương mẫu nhân tuy rằng biết, nhưng lại như cũng nhịn không được nội tâm có chút bực bội. Bởi vì hắn không có như vậy nhiều thời gian háo đi xuống. Ở huyễn ma ma huyễn ý thức thế giới, thời gian dài có hại trước sau là hắn. Lại nói Đinh Hòa Bình đám người hiện tại còn không biết ở địa phương nào, hoặc là nói bị huyễn ma vây ở một cái dạng gì ý thức thế giới. Thời gian dài đi xuống. Hắn cùng Đinh Hòa Bình bọn người sẽ có nguy hiểm. Mà đối với huyễn ma tới nói chỉ cần chính mình xuất hiện táo bạo cảm xúc chính là sơ hở, cũng là thời khắc nguy hiểm. Đúng là trong lòng rõ ràng này đó, Dương Nghị Vân mới tận lực áp chế chính mình, không thể có lo âu xuất hiện, không thể bị huyễn ma nhìn ra sơ hở tới. Thực hiển nhiên huyễn ma đối chính mình chuông Đông Hoàng là có kiêng kỵ, nếu không đã sớm ra tay, mà không phải giống như giờ phút này yêu cầu đi so đấu kiên nhẫn. Dương Nghị Vân liền đứng ở tại chỗ không có động một chút, đường cái thứ ba canh giờ sau khi đi qua, Dương Nghị Vân biết không có thể đang đợi đi xuống, hắn không có thời gian háo. Trong lòng mắng huyễn ma xảo trá, chuẩn bị nghĩ cách muốn đem huyễn ma bước ra tới. Bất quá liền ở hắn vừa muốn chuẩn bị động thủ thời điểm, phía sau mấy chục mét ra lại là vang lên một thanh âm. Chủ nhân, lão bảo. Dương Nghị Vân nghe được thanh âm đúng là Bảo Thuận Quang, vội vàng xoay người đi đến. Thanh âm ở mấy chục mét ở ngoài, tựa hồ đang ở hướng về hắn tới rồi. Nhưng là Dương Nghị Vân mới vừa đi vài bước lúc sau liền chậm lại bước chân. Bởi vì hắn cảm thấy có chút không đúng. Trong nháy mắt Bảo Thuận Quang thân ảnh từ hỗn độn sương mù đi ra. Dương Nghị Vân thấy được hắn, đúng là Bảo Thuận Quang. Chủ nhân ta nhưng tính tìm được ngài. Giờ phút này Bảo Thuận Quang mang theo ủy khuất, phi đầu tán phát, toàn thân nơi nơi là thương, rất là chật vật. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói, lão bảo các ngươi đụng phải cái gì? Lão Đinh cùng những người khác đâu? Không biết Bảo Thuận Quang liên tục lắc đầu thở hồng hộc nói, chúng ta vốn dĩ ở đại điện tìm kiếm xuất khẩu, ai biết chỉ chớp mắt ta liền đến như vậy một cái địa phương quỷ quái, còn bị không thể hiểu được sinh linh công kích, căn bản là nhìn không tới có thứ gì công kích ta, lão Đinh bọn họ căn bản là không biết ở địa phương nào. Dương Nghị Vân nhìn Bảo Thuận Quang giờ phút này hắn trong lòng cười lạnh, nhưng là trên mặt bất động thanh sắc nói, phải không, nơi này hỗn độn một mảnh ngươi nhưng thật ra có chút bản lĩnh, cách mấy chục mét liền phát hiện ta. Dương Nghị Vân lời này vừa nói ra Bảo Thuận Quang sắc mặt cứng đờ ngay sau đó nói, chủ nhân a, ta lão bảo hảo đến là trung phẩm hỗn nguyên nói tiên đâu, đừng nói mấy chục mét phát hiện ngươi, kỳ thật mấy trăm mễ ở ngoài liền phát hiện ngươi, vội vàng đuổi lại đây, ta là lo lắng chủ nhân ngài đã chịu công kích, nơi này thật sự quá tà môn. Âm thầm có nhìn không thấy tồn tại phi thường đáng sợ. Bảo Thuận Quang lại nhảy nói chuyện, lại là phi thường để ý Dương Nghị Vân cái này chủ nhân biểu tình.
Dương Nghị Vân nghe Bảo Thuận chỉ nói lời nói, cười tủm tỉm đột nhiên hỏi, lão Bảo A, chủ nhân ta đột nhiên muốn cho ngươi quỳ xuống. Cái gì? Bảo Thuận quang một bộ nghe lầm biểu tình. Lão tử nói làm ngươi quỳ xuống. Dương Nghị Vân tăng lớn ngữ khí, nhìn chằm chằm Bảo Thuận cắt quang, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi thân là tôi tớ chẳng lẽ không nên nhìn thấy chủ nhân ta quỳ xuống sao? A, à, Nga, thật là A, hảo ta quỳ. Bảo Thuận quang sắc mặt cứng đờ nói chuyện, ngay sau đó liền phải thăm viếng Dương Nghị Vân. Dương mẫu nhân hai mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào Bảo Thuận quang, cái này tôi tớ trên người không rời đi. Ngay sau đó lại thấy Bảo Thuận quang chậm rãi cong lưng đi. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ đã đoán sai? Đương nhiên cái này ý niệm ở nháy mắt đã bị hắn bóp tắt, hắn tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán không có sai. Trước mắt Bảo Thuận áp suất ánh sáng căn liền không phải là chính mình tôi tớ Bảo Thuận quang. Tất nhiên là huyễn ma huyễn hóa không thể nghi ngờ. Bởi vì Dương Nghị Vân rõ ràng, tại đây chờ hỗn độn trong sương mù đừng nói là Bảo Thuận quang, chính là hắn đều nhìn không tới 10 mét ở ngoài, liền hắn càn khôn chi mắt đều không nhạy, Bảo Thuận quang sao có thể ở mấy chục mét ở ngoài là có thể nhìn đến hắn tồn tại. Thậm chí cư nhiên còn nói vài trăm thước liền phát hiện hắn, do đó đuổi lại đây. Đây là chê cười. Còn có một chút là, những người khác đều không có xuất hiện, cố tình háo ba cái nhiều canh giờ, Bảo Thuận quang liền xuất hiện. Hết thảy đều quá quỷ dị, cho nên Dương Nghị Vân nghĩ đến trước mắt Bảo Thuận quang chính là cái hàng giả, là huyễn ma biến thành. Nhưng là cũng có Dương Nghị Vân xác định không được một chút, đó chính là trước mắt Bảo Thuận phốt dần tức chính là Bảo Thuận quang. Một người ngoại mô thực dễ dàng bắt trước, nhưng là hơi thở lại là lão tử thần hồn căn nguyên, không có biện pháp bắt trước. Đương nhiên mọi việc đều không có tuyệt đối, liền tỷ như trước kia lão nhân cho hắn nói chuyện trăm biến chí tôn, không những có thể biến ảo người khác bề ngoài, càng là có thể bắt trước người khác thần hồn hơi thở. Cho nên hắn muốn thăm dò một chút Bảo Thuận quang. Làm Bảo Thuận quang quỳ xuống. Nếu trước mắt Bảo Thuận quang thật là hắn người hầu Bảo Thuận quang, vậy sẽ cam tâm tình nguyện quỳ lại hắn. Phản chi, nếu cái này Bảo Thuận chỉ là huyễn ma huyễn hóa người, Dương Nghị Vân tin tưởng lấy huyễn ma tự đại ngạo khí, tất nhiên sẽ không quỳ lại chính mình. Cái này thử đơn giản thô bạo, nhất hữu hiệu. Giờ phút này nhìn Bảo Thuận quang chậm rãi khom lưng. Dương Nghị Vân có chút hoảng hốt, chẳng lẽ thật là Bảo Thuận quang? Đương nhiên thẳng đến giờ phút này hắn như cũ không có thả lỏng cảnh giác, đôi tay phía trên thần hồn che kín, tùy thời chờ ra tay. Ngay sau đó, hắn cảnh giác hoặc là nói suy đoán ứng nghiệm. Liền ở Bảo Thuận quang sắp quỳ xuống đi thời điểm, bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân ra tay. Đi tìm chết. Một tiếng trầm thấp giống giận, song trưởng phía trên ma khí ngập trời mà đến, đối với Dương Nghị Vân đan điền oanh kích mà đến. Hừ, tiểu gia liền biết là như thế này. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, đồng dạng che kín thần hồn chi lực đôi tay nắm chặt thành quyền, đối với Bảo Thuận quang song trưởng oanh sát mà xuống. Ầm vang. A, à, may mắn sớm có chuẩn bị, chiếm trước tiên cơ. Dương Nghị Vân song quyền oanh kích ở Bảo Thuận quang đôi tay, bộc phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó Bảo Thuận quang lại là kêu thảm thiết một tiếng. Bị Dương Nghị Vân song quyền oanh chặt đứt đôi tay. Ngay sau đó ma khí ngập trời dựng lên. Hoặc là nói là cường đại vô cùng ma hồn chi lực, oanh một chút bùng nổ. Một chút biến mất tại chỗ. Dương Nghị Vân giờ phút này như thế nào sẽ cho hắn cơ hội? Thật vất vả chờ đợi huyễn ma xuất hiện, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm hắn trốn đi. Toàn lực thúc giục chuông Đông Hoàng. Thịch thịch thịch, đinh tai nhức óc tiếng chuông kinh sợ tâm thần, chuông Đông Hoàng thượng kim sắc phủ văn nhanh chóng lưu chuyển kim quang đại tác, chí dương chí cương ngay lập tức chi gian đối với này một đoàn ma khí bao phủ qua đi. A, à, giống giống giống. Ma khí trong vòng truyền đến kêu thảm thiết, Dương Nghị Vân lại là trực tiếp đem chuông Đông Hoàng gắn vào này một đoàn ma khí phía trên. Lần này hắn liền tính làm bất tử huyễn ma, cũng muốn bái hạ huyễn ma một tầng ra không thể. Ở Bảo Thuận quang đối hắn bạo khởi thời điểm, Dương Nghị Vân liền ra tay, chuông Đông Hoàng chuẩn bị lâu ngày, lúc này xem như dùng tới. Chuông Đông Hoàng tuy rằng là thần hồn thiên phú xuất hiện một loại thần thông, nhưng lại là chí dương chí cương cực hạn lực lượng, vừa lúc là hết thảy âm u thuộc tính lực lượng khắc tinh. Huyễn ma lực lượng không hề nghi ngờ là chí âm, giống nhau dương thuộc tính lực lượng tự nhiên đối hắn không có tác dụng. Nhưng đụng phải Dương Nghị Vân chuông Đông Hoàng tính nó xui xẻo. Dương Nghị Vân thần hồn thiên phú thần thông chuông Đông Hoàng, u đều chi môn, nói đúng ra kỳ thật đều xem như tu luyện thần thông, là bản mạng nguyên thần sở mang đến thiên phú thần thông,
là thuộc về hắn độc nhất vô nhị thần thông thiên phú. Có độc đáo chỗ. Lúc này bao phủ ở huyễn ma hóa ra ma khí lúc sau, Dương Nghị Vân liều mạng bắt đầu thúc giục chuông Đông Hoàng, muốn đem huyễn ma cấp luyện chết ở bên trong. Thịch thịch thịch, ong ong ong. Chuông Đông Hoàng tiếng chuông cùng kim sắc phủ văn lưu chuyển chi gian thanh âm không ngừng. Trong suốt chuông Đông Hoàng từ bên ngoài nhìn lại, bên trong đen nhánh một mảnh, tất cả đều là ma khí, nhưng lại ở biến thiếu. Đây là ở luyện hóa chung. Ngắn ngủn 10 phút không đến ma khí liền biến mất. Nhưng Dương Nghị Vân lại là ngây ngẩn cả người. Bị chuông Đông Hoàng bao phủ lúc sau ma khí cư nhiên nhìn không tới bên trong có bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Trừ bỏ đem ma khí luyện hóa ở ngoài, bên trong cũng không có huyễn ma bộ dáng tồn tại. Lúc này Dương Nghị Vân nghĩ đến, vẫn là khinh thường huyễn ma. Ma đầu tất nhiên là dùng cái gì thủ đoạn, chạy thoát đi ra ngoài. Nếu không giờ phút này hẳn là lưu tại chuông Đông Hoàng trong vòng. Nhưng hiện tại chuông Đông Hoàng trong vòng cái gì đều không có. Hắn chỉ là đem ma khí bốc hơi rớt. Bảo thuận chỉ là giả, là huyễn ma biến thành. Hắn đoán đúng rồi. Mà huyễn ma cũng đều không phải là không thể chiến thắng. Ít nhất trước mắt xem hắn chiếm cứ thượng phong. Huyễn ma là sợ hãi hắn chuông Đông Hoàng lực lượng. Dương Nghị Vân ở trong chiến đấu tìm được rồi huyễn ma sợ hãi lực lượng, cũng đến xác minh chính mình chuông Đông Hoàng ở đối phó thần hồn chỗ tốt cùng cường đại. Ít nhất trước mắt đối huyễn ma là hữu dụng. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra huyễn ma xảo trá, cư nhiên lợi dụng hắn nội tâm chế tạo hỗn loạn. Thực rõ ràng huyễn ma hóa thành chính mình quen thuộc người, chính là tưởng nhiễu loạn hắn đạo tâm, đi chính là chu tâm chi đạo. Lần này là Bảo Thuận Quang, lần sau còn không biết là ai. Dương Nghị Vân cái gì đều không sợ, sợ nhất chính là này một cái, tình cảm là nhược điểm của hắn. Nhưng hắn hiện tại có phòng bị, liền sẽ không mắc mưu. Giữa sân hết thảy lại bình tĩnh. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động chuông Đông Hoàng lại một lần bao phủ sớm chính hắn trên người. Cẩn thận lại cảm thụ, mọi nơi cũng không có bất luận cái gì dị động. Hắn biết huyễn ma nhất định còn đang âm thầm giám thị hắn nhất cử nhất động. Nếu tìm không thấy huyễn ma tồn tại, hắn đơn giản liền chờ. Lần này huyễn ma xem như ở trên tay hắn ăn một mệt, tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Vừa rồi tuy rằng không có luyện chết huyễn ma, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng lúc này đây cũng làm huyễn ma có hại, tất nhiên sẽ làm ra trả thù hành vi. Liền vào giờ phút này, nơi xa có tiếng bước chân nhớ tới. Ngay sau đó có thanh âm truyền đến. Cứu mạng a, cứu mạng. Từng tiếng tiếng kêu cứu mạng, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không ngừng là một người thanh âm. Tựa hồ là có người bị thứ gì đuổi theo, một bên chạy một bên hô to cứu mạng. Hừ, đồng dạng xiết tiểu ra sẽ không mắc mưu lần thứ hai. Dương Nghị Vân cười lạnh tự nói. Hắn không có nhích người, liền đứng ở tại chỗ chờ, nhưng thật ra muốn nhìn, lần này huyễn ma còn có thể làm ra cái gì xiết tới. Ngay sau đó quả nhiên hấp dẫn. Lại là đầu tiên nhìn đến, Đinh Hòa Bình từ phía trước hỗn độn sương mù chạy ra tới. Thấy được liếc mắt một cái Đinh Hòa Bình kêu to, đại tông sư cứu mạng, có đáng sợ ma hồn đuổi giết ta, ta đã bị trọng thương. Ngay sau đó phía sau vang lên đồng dạng thanh âm, đại tông sư cứu ta. Là Biên Long xuất hiện. Đại tông sư, tả hữu hai sườn lần thứ hai vang lên cầu cứu. Bên trái là Hình Uyên Minh mang theo hắn bên người điện lão mà đến, bên phải là Diêu Không Nói phía sau đi theo Kim Quy Tiên Nhân cùng một người hộ vệ mà đến. Dương Nghị Vân thấy như vậy một màn, cười lạnh nói, nhưng thật ra đến đông đủ. Hắn không có động, cũng không có mở miệng, lạnh mắt chờ những người này hướng hắn mà đến. Ngay sau đó hắn bị vây quanh. Đều là người quen. Đều là ngồi trên ma ghế người, tất cả đều xuất hiện. Dương Nghị Vân cảm thụ chung, mỗi người hơi thở đều là chính bọn họ. Nhưng hắn lại biết những người này đều hẳn là huyễn ma làm ra tới xiếc. Chủ nhân ta nhưng tính nhìn thấy ngươi. Liền vào giờ phút này, Bảo Thuận Quang lại một lần xuất hiện ở Đinh Hòa Bình bên người. Gì các ngươi đều ở a? Chúng ta tựa hồ lâm vào nào đó trận pháp chung, nơi đây quỷ dị, trận pháp không phá, ta cảm thấy chúng ta sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong đó. Bảo Thuận chỉ nói lời nói, trực tiếp nghĩ Dương Nghị Vân đi tới. Còn dám tới Dương Nghị Vân trầm giọng, không chút do dự đối với Bảo Thuận Quang chính là một trường. Chạm vào, thần hồn chi lực bùng nổ một trường đánh vào Bảo Thuận Quang ngực. A, à, Bảo Thuận Quang theo tiếng bay ngược đi ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất. Phốc một mồm to máu phun ra.
Rồi sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Dương Nghị Vân hỏi, chủ nhân ngươi vì cái gì đánh ta? Dương Nghị Vân cười lạnh nói, huyễn ma đồng dạng thủ đoạn dùng hai lần ngươi là không thủ đoạn, vẫn là không chỉ số thông minh. Chủ nhân cái gì huyễn ma? Ngươi đang nói cái gì? Ta là lão bảo A Bảo Thuận Quang ta này ngực, trong miệng còn ở mạo huyết, trừng mắt nhìn Dương Nghị Vân nói chuyện. Dương Nghị Vân ngươi quá cản rỡ đi, như thế nào đánh lão bảo? Biên Long lại là hơn 1000 đem Bảo Thuận Quang nâng dậy, trừng mắt căm tức nhìn Dương Nghị Vân. Đại tông sư ngươi làm sao vậy? Ninh Hòa Bình lại là có chút nghi hoặc nhìn Dương Nghị Vân. Còn có thể như thế nào? Hắn không phải đại tông sư Dương Nghị Vân, chúng ta cùng nhau giết hắn, tuy rằng ta không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, chúng ta ở đại điện trung tìm kiếm xuất khẩu, chỉ chớp mắt liền đến như vậy một cái hỗn độn một mảnh thế giới. Nhưng ta lại bị vô hình trung tồn tại đồ vật công kích, nơi này có thể công kích chúng ta chỉ có ma hồn, thực hiển nhiên hắn không phải đại tông sư Dương Nghị Vân, là ma hồn biến thành, chúng ta liên thủ xử lý hắn, nói không chừng là có thể phá cái này ảo cảnh thế giới. Lúc này còn lại là Hình Uyên Minh mở miệng nói chuyện. Từ từ, ta cảm giác có chút không đúng, đích xác chúng ta mấy cái khả năng đều đụng phải đồng dạng vấn đề, nhưng liền ở phía trước hỗn độn sương mù chung đột nhiên xuất hiện một cái lộ, chỉ dẫn chúng ta tới rồi nơi này, hiển nhiên không phải không duyên cớ xuất hiện, có vấn đề, đại tông sư xin hỏi ngài là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này nói chuyện còn lại là Diêu không nói. Còn có cái gì nhưng nói, hắn căn bản không phải Dương Nghị Vân. Chúng ta liên thủ sát chi. Biên Long phẫn nộ nói. Lão Đinh ngươi thấy thế nào? Diêu không nói hỏi Đinh Hòa Bình. Đinh Hòa Bình nhìn Dương Nghị Vân mở miệng nói, xin hỏi đại tông sư, người đụng phải cái gì? Dương Nghị Vân không có xem khẩu, chỉ là nhìn những người này vây quanh hắn, mồm năm miệng mười nói chuyện, ngay từ đầu hắn căn bản liền không tin những người này là bọn họ chung bất luận cái gì một người, cho rằng tất cả đều là huyễn ma dở trò quỷ. Nhưng là hiện tại nhìn xem nghe bọn họ nói chuyện, chính hắn cũng có chút lưỡng lự. Không biết những người này rốt cuộc có phải hay không bọn họ bản nhân. Hoặc là nói có mấy người là thật sự, có mấy người là giả. Thật sự là có chút khó xử. Bất quá có một chút Dương Nghị Vân khẳng định, trước mắt cái này cục diện tất nhiên là huyễn ma cho hắn chuẩn bị thủ đoạn. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân đem nhiếp hồn trận việc toàn bộ nói ra. Đương Dương Nghị Vân nói xong lúc sau. Trong nháy mắt mọi người đều lâm vào trầm mặc chung. Bởi vì dựa theo Dương Nghị Vân nói, như vậy đại gia bên trong nhất định có huyễn ma tồn tại, hoặc là nói có rất nhiều cá nhân. Ai cũng không biết ai là thật ai là giả. Dương Nghị Vân không phải không nghĩ tới dùng một ít đại gia lẫn nhau chi gian quen thuộc sự đi thăm dò, nhưng hắn biết vô dụng, nhiếp hồn trận nội tất cả mọi người bị huyễn ma thấy được nội tâm ý thức, này nhất chiêu không linh. Hiện tại thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá Hình Uyên Minh lại là âm ngoan nói, đại gia không cần nghe hắn nói hưu nói vượt, ta xem hắn chính là huyễn ma, các ngươi ngẫm lại, chúng ta phía trước đều từng người bị nhốt ở một mảnh hỗn động thế giới. Nhưng vừa mới lại xuất hiện một cái lộ, tất cả đều xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở cái này Dương Nghị Vân trước người, có trùng hợp như vậy sự. Thực hiển nhiên hắn không phải Dương Nghị Vân, mà là huyễn ma, cố ý đem chúng ta hấp dẫn lại đây, chính là tưởng khơi mào chúng ta chi gian lẫn nhau chém giết. Đại gia hết thảy thượng, giết hắn. Hình Uyên nói rõ lời nói lập tức đối với Dương Nghị Vân nhào tới. Theo sát ma đan điện điện lão cùng Biên Long cũng động thủ. Ninh Hòa Bình còn lại là đối với Bảo Thuận Quang cùng Diêu không nói gật gật đầu nói, giết hắn, hắn không phải đại tông sư, là huyễn ma, ta cho rằng hình điện chủ nói không sai. Dứt lời Ninh Hòa Bình cũng nhào lên tới, Diêu không nói một trận do dự, nhưng cũng đến gần rồi Dương Nghị Vân. Đến nỗi Bảo Thuận Quang. Đứng ở tại chỗ không có động. Dương Nghị Vân đem những người này biểu tình từ từ tất cả đều xem ở trong mắt, hắn có chút phân không rõ là thật là giả, người cảm xúc có đôi khi thực chân thật. Những người này biểu hiện ra ngoài cảm xúc ánh mắt từ từ đều phi thường đúng chỗ, rất khó làm hắn phán đoán. Dương Nghị Vân sờ không chuẩn nơi này rốt cuộc có hay không chân thật bọn họ. Thật giả mọi người xuất hiện ở trước mặt hắn, rất khó lựa chọn, nhưng giờ phút này bọn họ đã phát đi lên. Ngược lại đem hắn nói thành là huyễn ma. Khôi hài. Nói thật này nhất chiêu thật đúng là cao minh, Dương Nghị Vân tại nội tâm cấp huyễn ma điểm tán, thực hiển nhiên huyễn ma mục đích chính là chu tâm, nhiễu loạn hắn đạo tâm. Nhưng cố tình này nhất chiêu hắn còn vô pháp hóa giải, là Dương Mưu. Chỉ có thể căng ra đầu thượng. Bất quá thiệt tình sờ không chuẩn nơi này rốt cuộc có hay không chính thật sự bọn họ tồn tại,
hắn mạo hiểm tiến vào nơi này chính là vì cứu người, nhưng không nghĩ giết người. Nếu là vạn nhất này mấy người bên trong có người là thật sự, một chút cấp giết, kia đã có thể vi phạm hắn ước nguyện ban đầu. Không có biện pháp, này mấy người tranh luận thời điểm biểu hiện quá mức chân thật, hắn không dám mạo hiểm. Tuy rằng bốn phương tám hướng công kích hắn mà đến, nhưng Dương Nghị Vân một chút cũng chưa để ý. Nếu là bọn họ tất cả đều là chính thật sự huyết nhục chi thân, tại ngoại giới, không phải ở ma huyễn ý thức thế giới, Dương Nghị Vân có lẽ thật đúng là muốn tránh đi mũi nhọn. Nhưng là ở chỗ này, hắn thật đúng là không sợ. Đệ nhất hắn thần hồn cường đại, càng là có hoa sen đen thần hồn lực lượng thêm vào. Đệ nhị hắn có thiên phú thần thông tồn tại, chuông Đông Hoàng đã ở chỗ này bày ra xuất hiện cường đại ưu thế, u đều chi môn còn không có sử dụng. Cho nên Dương Nghị Vân đối mặt bọn họ công kích, ở không có hoàn toàn xác định xuống dưới, những người này rốt cuộc là thật là giả phía trước, hắn sẽ không động thủ. Còn muốn tiếp tục quan sát một phen, rốt cuộc trong đó cái nào hoặc là nói kia mấy cái là huyễn ma hóa thân, hắn yêu cầu làm rõ ràng lúc sau mới có thể động thủ. Trong lòng vừa động tăng lớn chuông Đông Hoàng vận chuyển. Cổ xưa chuông Đông Hoàng gắn vào trên người hắn phủ văn lưu chuyển, chính là tốt nhất phòng ngự. Dương Nghị Vân liền đứng ở tại chỗ bọn họ cũng không nhất định nề hà được hắn. Đông, ong ong. Chuông Đông Hoàng vận chuyển cho Dương Nghị Vân cường đại bảo hộ. Tuy rằng ở ma huyễn ý thức thế giới hết thảy đều vô cùng chân thật, đả thương người sẽ có đổ máu từ từ, nhưng Dương Nghị Vân biết nơi này chính là một cái ý thức ma huyễn thế giới, chân chính căn bản như cũ vẫn là thần hồn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, ở chỗ này bị thương đến thân thể, kỳ thật chính là thương tới rồi thần hồn, so với thương đến thân thể càng thêm nghiêm trọng. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Không Nói, Hình Uyên Minh cùng hắn bên người Điện Lão cùng với Kim Quy Tiên Nhân, bảy người công kích tất cả đều tới rồi chuông Đông Hoàng thượng. Nhưng lại chỉ là làm chuông Đông Hoàng hình thái một trận vặn vẹo, cũng không có thương đến Dương Nghị Vân bản thân. Giờ phút này Dương Nghị Vân phát hiện chỉ có Bảo Thuận Quang khóe miệng lưu trữ vết máu đứng ở nơi xa, ngốc ngốc nhìn. Bỗng nhiên chi gian, Dương Nghị Vân có chút minh bạch cái gì. Lần này ngược lại là Bảo Thuận Quang không có động. Lẽ ra hắn đánh Bảo Thuận Quang, Bảo Thuận Quang sẽ ở trước tiên liên hợp những người khác công kích chính mình mới đúng, nhưng cũng không có. Này chỉ có thể thuyết minh, xuất hiện hai lần Bảo Thuận Quang có vấn đề. Đương nhiên vào giờ phút này Dương Nghị Vân nghĩ đến, cũng không phải hư vấn đề. Đúng như hắn phía trước một trường đánh vào Bảo Thuận Quang trên người thời điểm mắng giống nhau, đồng dạng đương hắn không có khả năng thượng hai lần. Phản chi tới nói, đồng dạng sai lầm huyễn ma cũng không có khả năng phạm hai lần. Như vậy hiện tại Dương Nghị Vân nghĩ đến, Bảo Thuận Quang vô cùng có khả năng là thật sự. Nếu không hắn nếu là huyễn ma biến thành, tất nhiên cũng sẽ liên hợp những người khác công kích chính mình. Mà Bảo Thuận Quang còn lại là vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hơn nữa Dương Nghị Vân nhìn lại, chỉ cần Bảo Thuận Quang trong ánh mắt tràn đầy dáng vẻ lo lắng. Này liền có chút không hợp với lẽ thường. Ầm ầm ầm. Ninh Hòa Bình đám người công kích như cũ ở tiếp tục. Dương Nghị Vân lại là nhìn nơi xa Bảo Thuận Quang hỏi, huyễn ma ngươi không thủ đoạn sao? Vẫn là ngươi cho rằng chỉ bằng bọn họ 5 cái có thể bắt lấy ta. Nơi xa Bảo Thuận nghe thấy Dương Nghị Vân đối hắn nói chuyện, ngây ra một lúc nói, tuy rằng ta không biết ngươi có phải hay không ta chủ nhân, nhưng ta chính là Bảo Thuận Quang, ở tình huống không rõ thời điểm, ta sẽ không đối chủ nhân ra tay công kích. Nhìn Bảo Thuận Quang nói chuyện thời khắc ánh mắt, Dương Nghị Vân có trong nháy mắt ngây người, ngay sau đó hắn xác định, cái này Bảo Thuận chỉ là thật sự. Bởi vì người ánh mắt là sẽ không gạt người, hơn nữa hắn tâm hồn cảm ứng không hề dao động. Thậm chí còn Dương Nghị Vân thấy được mặt khác 5 người hai trong mắt, bước đầu phán đoán ra một ít miêu nị. Ninh Hòa Bình, Biên Long, Hình Uyên Minh cùng với Hình Uyên Minh bên người Điện Lão còn có Kim Quy Tiên Nhân cùng một người hộ vệ trong ánh mắt có phức tạp chi sắc, cứ việc là chợt lóe rồi biến mất, lại như cũng bị hắn cấp bắt giữ tới rồi. Này mấy người có vấn đề, đây là Dương Nghị Vân bước đầu phán đoán. Chỉ có Diêu Không Nói ở hắn cùng Bảo Thuận Quang đối thoại hết sức, toát ra đi phán đoán thanh sắc, hơn nữa trong ánh mắt không có bất luận cái gì cảm xúc biểu lộ, ngược lại có tự hỏi bộ dáng. Cái này làm cho Dương Nghị Vân phán đoán, có lẽ 7 người chung chỉ có Diêu Không Nói là thật sự. Đương nhiên nơi xa Bảo Thuận Quang cũng là. Đến nỗi Đinh Hòa Bình đám người còn lại là huyễn ma thủ đoạn. Cứ việc giữa sân Đinh Hòa Bình mấy người ánh mắt biến hóa chỉ có khoảnh khắc thời gian, nhưng Dương Nghị Vân như cũng nhận định bọn họ là huyễn ma thủ đoạn biến ảo. Mặc kệ,
động thủ thử xem liền biết là chuyện như thế nào. Tổng không thể vẫn luôn bị động bị đánh. Tuy rằng 5 người công kích hắn có thể thừa nhận, nhưng thời gian dài hao phí chính là hắn thần hồn chi lực. Chung quy không phải chuyện tốt. Trong lòng vừa động bỗng nhiên chi gian, Dương Nghị Vân thổ lộ, u đều chi môn, hiện. Ngay sau đó ở hắn sau lưng một thân đen nhánh mà cổ xưa đại môn xuất hiện. Này phiến đại môn xuất hiện, một chút khiến cho Đinh Hòa Bình 4 người hoảng loạn. Khai. Một chữ phun ra, u đều chi cửa mở ra. Ngay lập tức chi gian nhắm ngay người đầu tiên, đó chính là Ma Đan Điện Điện Lão. U đều chi môn một phiến liền Dương Nghị Vân chính mình đến nay cũng chưa biện pháp làm rõ ràng thần ma đại môn. Đây là năm đó trong thân thể hắn xuất hiện âm dương mệnh tinh lúc sau, âm tinh thiên phú thần thông. Sau lại tiến vào càn khôn điện dung hợp càn khôn trong điện hắc bạch nhị khí lúc sau, âm dương mệnh tinh biến mất, hoặc là nói dung hợp trở thành càng thêm cao giai càn khôn nói nguyên, từ nay về sau liền giấu ở nói nguyên chung. Lúc này đây Dương Nghị Vân phát hiện hắn này đó thần thông vẫn như cũ tự ở. Vừa lúc dùng khắp nơi nơi này có thể phát huy ra đại tác dụng. U đều chi môn xuất hiện, làm Ninh Hòa Bình 6 người thần sắc có chút hoảng loạn, càng thêm làm Dương Nghị Vân xác định bọn họ 4 cái có vấn đề, chính mình không quan sát sai. Cái này có thể yên tâm xuống tay, trước từ hình uyên minh bên người điện lão bắt đầu, U đều chi môn mở ra Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, muốn nhận ai liền thu ai. Tuy rằng hắn đến nay không biết u đều chi môn đại môn trong vòng là cái gì. Nhưng lại có thể thao tác u đều chi môn hấp thu đồ vật đi vào, này liền vậy là đủ rồi. Vĩnh viễn đều là đen nhánh một mảnh u đều chi môn, mở cửa hộ thời điểm cho người ta cảm giác giống như là một đầu dấu ở trong bóng đêm thần bí hung thú, tùy thời chờ đợi cắn nuốt hết thảy. Dương Nghị Vân đem cái thứ nhất mục tiêu nhắm ngay hình uyên minh bên người điện lão, cũng là có chút tư tâm. Dù sao lại không phải người của hắn. Càng không quen thuộc, bị u đều chi môn đốn cắn nuốt cũng không đáng tiếc. Khoảnh khắc chi gian u đều chi bên trong cánh cửa bộc phát ra xám xịt ánh sáng, thực trước kia giống nhau màu xám vầng sáng mở họp khi xoay tròn mà ra, một chút liền đem hình uyên minh bên người điện lão cuốn tịch đi vào. A, à, tên này điện lão kêu thảm thiết dựng lên, ở bị u đều chi môn cuốn tịch mà vào đi thời điểm, lại là có cường đại ma sát hơi thở bùng nổ, bại lộ hắn chính là huyễn ma biến thành mà thành. Đối mặt u đều chi môn bá đạo, cùng sở phát ra mà ra cường đại cực âm lực lượng hơi thở, giờ khắc này tản ở Dương Nghị Vân 4 phía Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu không nói, hình uyên minh một kích kim quy tiên nhân cùng hộ vệ tất cả đều hoảng loạn. Rất có ăn ý về phía sau mà lui. Hiển nhiên muốn đào tẩu. Nhưng Dương Nghị Vân đã có xác định, liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, huyễn ma ảo giác đích xác cường đại, nhưng là trên thực lực tựa hồ giống nhau. Đương nhiên đây cũng là hắn thần thông thiên phú cường đại. Đông. Chuông Đông Hoàng vang vọng, một chút biến đại mấy chục lần, sắp sửa bay khỏi Đinh Hòa Bình, Biên Long Diêu không nói 3 người bao phủ đi vào. Ngay sau đó trong lòng ở động dư lại hình uyên minh, kim quy tiên nhân cùng hộ vệ bị u đều chi môn hút xả đi vào. Trong nháy mắt đưa bọn họ một lưới bắt hết. Cũng chính là lúc này, Đinh Hòa Bình, Biên Long, hình uyên minh, kim quy tiên nhân cùng hộ vệ toàn thân bộc phát ra ma khí. Bị Chuông Đông Hoàng bao phủ ở bên trong Diêu không nói còn lại là trên người không có biến hóa, cái này làm cho Dương Nghị Vân biết Diêu không nói là thật sự. Trong lòng vừa động Chuông Đông Hoàng xoay tròn một chút, đem Diêu không nói phóng ra. Mà những người khác hiển nhiên là huyễn ma thủ đoạn biến thành, hóa thành từng đạo ma khí. Bị Chuông Đông Hoàng cùng U đều chi môn chấn áp. Một hồi nguy cơ giải trừ. Giữa sân Diêu không nói cùng Bảo Thuận Quang trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này hai người tự nhiên biết Dương Nghị Vân chính là Dương Nghị Vân, ngược lại là Đinh Hòa Bình bọn họ là hàng giả. Chủ nhân, Đại Tông Sư, người trước Bảo Thuận Quang thần sắc kích động, người sau Diêu không nói mặt mang hổ thẹn. Dương Nghị Vân thu hồi u đều chi môn, đem Chuông Đông Hoàng thu trở về, bao phủ ở bọn họ 3 người đỉnh đầu, hình thành phòng ngự. Tự nhiên biết hai người trong lòng tưởng cái gì. Phun ra một ngụm chọc khí nói, ta phía trước sở giảng đều là thật sự. Hiện tại chúng ta muốn tìm được huyễn ma diệt nó mới có thể từ cái này ma huyễn ý thức thế giới thức tỉnh, nếu không liền thật sự vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, đúng rồi, những người khác các ngươi có thể thấy được quá. Hỏi ra những lời này, Bảo Thuận Quang cùng Diêu không nói đều là đồng thời lắc đầu. Bảo Thuận Quang mở miệng nói, chủ nhân ta phía trước nói đều là thật sự, ta vốn dĩ bị lạc ở hỗn độn chung, bị thứ gì không ngừng ở đánh lén, hảo không chật vật, ai biết ngay sau đó hỗn độn sương mù hướng về hai nửa tách ra.
ta liền theo đi ra, nhìn đến ngươi cùng bọn họ. Siêu không nói muốn nói, ta cùng lão bảo tình huống đều không sai biệt lắm, hiện tại xem ra chúng ta những người này đều là từng người bị huyễn ma vây ở một phương nơi, một cái đều nhìn không tới một cái tình huống. Dương Nghị Vân đối hai người nói chuyện, cũng coi như là ở trong dữ liệu. Ngẫm lại sau nói, các người cũng thấy được, huyễn ma quỷ dị, kế tiếp tất nhiên còn có lợi hại hơn ảo giác thủ đoạn xuất hiện, cho nên các người phải nhớ kỹ, mặc kệ kế tiếp đụng tới bất luận kẻ nào, đều không cần dễ dàng tin tưởng, nhất định phải xác minh lúc sau mới quyết định. Các ngươi hai cái cũng đừng rời khỏi ta tầm mắt trong vòng, kế tiếp đánh giá tất nhiên sẽ càng ngày càng khó khăn, huyễn ma ma hồn thực lực khả năng cũng không tính quá cường, nhưng lại đi chính là nhiễu loạn đạo tâm chi lộ, đánh lên tinh thần đến đây đi. Là, chủ nhân, tôn đại tông sư chi mệnh, Bảo Thuận Quang cùng Diêu Không Nói trước sau theo tiếng. Theo sau Diêu Không Nói nhịn không được mở miệng hỏi, đại tông sư, vừa rồi kia mấy cái giả mạo giả ta xem đều bị ngươi cấp luyện hóa a, nhưng ta nghe ngươi ý tứ, huyễn ma còn tồn tại, hoặc là nói nơi này sẽ xuất hiện rất nhiều huyễn ma. Đúng vậy chủ nhân, ta cũng nhìn đến bọn họ đều hóa thành ma khí, tất cả đều bị luyện hóa. Bảo Thuận Quang phù hợp. Dương Nghị Vân biết hai người có ý tứ gì, trầm ngâm một chút nói, huyễn ma đến tột cùng là một cái, vẫn là nhiều ít cái, ta không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không chết. Thậm chí, ta có cái phỏng đoán là, các người đều ở đại điện chung ngồi trên ma ghế, do đó ý thức bị nhốt ở ma huyễn ý thức thế giới, đại điện thượng 18 cái ma ghế hơn nữa một cái hoàng kim vương tọa, chính là một cái nhiếp hồn ma trận, nếu lấy này suy đoán nói, nơi này hẳn là tồn tại 19 cái huyễn ma. Trong đó một cái tất nhiên là huyễn ma vương, hiển nhiên bị ta luyện hóa những cái đó, đều không phải cường đại nhất huyễn ma, tính lên bị ta trước sau luyện hóa cũng chính là 8 huyễn ma, nếu thật dựa theo ma ghế số lượng suy đoán, hẳn là còn có 11 cái huyễn ma, trong đó một cái tất nhiên là khống chế vương tọa huyễn ma vương. Chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, hoặc là nói thức tỉnh, cần thiết muốn tìm được huyễn ma vương, xử lý nó mới được, còn có những người khác, hy vọng bọn họ có thể kiên trì, nhưng đừng chết ở huyễn ma trên tay. Dương Nghị Vân đem chính mình trong lòng suy nghĩ đối Bảo Thuận Quang cùng Diêu Không Nói nói ra. Chủ nhân nhà của chúng ta xuống dưới làm sao bây giờ? Bảo Thuận Quang hỏi. Chờ, huyễn ma ở ta trên tay ăn vài lần mệt, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, chúng ta tìm hắn trước mắt tìm không thấy, không động đậy như tĩnh đi. Dương Nghị Vân trầm tư nói. Đại tông sư ta vừa rồi một màn lệnh người ấn tượng khắc sâu, huyễn ma hóa thành lão đinh đẳng người. Mặc kệ là bề ngoài cũng hoặc là thần thái đều là thật giả khó phân biệt, thậm chí còn nắm giữ bọn họ ký ức hiểu biết bọn họ nội tâm, nếu là tái xuất hiện chúng ta quen thuộc người, lại là không biết như thế nào ứng đối. Huyễn ma không chỉ có thể bắt chước, còn có thể lợi dụng chúng ta mọi người nhân tâm tới chọn sự, thật sự là đáng sợ. Siêu Không Nói nói chuyện chung, như cũng mang theo nghĩ mà sợ. Rốt cuộc vừa rồi hắn tin huyễn ma, mà không có tin tưởng Dương Nghị Vân. Phóng nhẹ nhàng cũng không cần quá lo lắng, có ta chuông Đông Hoàng ở, chỉ cần bao lại bọn họ là huyễn ma sẽ có ma khí hiện hình, các ngươi theo sát ta liền hảo. Dương Nghị Vân dặn dò hai người. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Kế tiếp thời gian, ba người không có đi đi lại, lại là tại chỗ chờ đợi, nhưng lại là thời gian ở nhanh chóng sói mòn chung. Ba cái canh giờ sau khi đi qua, Dương Nghị Vân có chút ngốc không được, hắn biết không có thể ở làm chờ đợi. Cần thiết nếu muốn biện pháp. Tìm kiếm huyễn ma. Nếu không những người khác sẽ có nguy hiểm. Chính là như thế nào đi tìm đâu. Ngay từ đầu thời điểm chuông Đông Hoàng tiếng chuông có thể làm hắn cảm nhận được huyễn ma tồn tại, nhưng loại này phương pháp dùng một lần lúc sau, huyễn ma hiển nhiên có phòng bị, căn bản tìm không thấy. Chuông Đông Hoàng không rớt. Như vậy U Đều Chi Môn được chưa đâu. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng cảm thấy không được, U Đều Chi Môn chỉ là có thể hấp thu một ít âm thuộc tính sinh linh đi vào. Nhưng tìm kiếm huyễn ma lại là không dùng được. Dương Nghị Vân trong óc nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ biện pháp. Hắn hiện tại liền tại ý thức thế giới, rất nhiều pháp lực từ từ là không dùng được. Nghĩ tới nghĩ lui còn có hai cái át chủ bài là có thể sử dụng thượng. Đệ nhất là bản mạng thần tượng, nhưng là Dương Nghị Vân đối chính mình bản mạng thần tượng căn bản là không biết như thế nào chơi, có ích lợi gì. Cho nên này một cái tạm thời phủ quyết rớt. Đệ nhị còn lại là hoa sen đen. Hoa sen đen là nguyên thần bảo hộ, là có thể mượn dùng thần hồn lực lượng nơi phát ra. Cũng là có thể câu thông tồn tại, hiện tại nghĩ đến một cái hoặc là nhiều huyễn ma, nhất định phải muốn mượn dùng hoa sen đen lực lượng. Nghĩ đến đây sau Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ nhắm lại hai mắt,
tâm thần trầm tĩnh xuống dưới, bắt đầu câu thông hoa sen đen. Hoa sen đen có thể hay không giúp ta tìm được huyễn ma nơi? Dương Nghị Vân trực tiếp tâm thần câu thông. Hắn trực tiếp xuất hiện ở chính mình ý thức hải. Ý thức giao lưu hoa sen đen cũng không khó khăn. Ta có thể thử xem. Thực mau hoa sen đen đáp lại Dương Nghị Vân. Hảo, người thả thử xem. Dương Nghị Vân mang theo hy vọng. Hắn đối hoa sen đen vẫn là có rất lớn tin tưởng. Rốt cuộc hoa sen đen là hồng hoang đệ nhất liên. Tuy rằng sau lại niết bàn hạt sen trùng tu. Nhưng hoa sen đen vẫn luôn ở hắn ý thức hải hấp thu hắn thần hồn lực lượng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, kỳ thật hẳn là cường đại rồi rất nhiều rất nhiều. Cùng hoa sen đen chi gian xem như lẫn nhau song thắng cục diện, nhưng là Dương Nghị Vân đến nay không biết là tốt là xấu. Dù sao hoa sen đen đích xác trợ giúp hắn rất nhiều lần. Mỗi khi nguy hiểm tiến đến chính là hoa sen đen ra tay thời điểm, lần này cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mở hai mắt, nhưng lại cảm thụ một cổ lực lượng từ ý thức hải phát ra mà ra. Ầm vang. Một tiếng nặng nề rung động chung, ở hắn thân khí lãng tứ tán mà đi. Cùng phía trước chuông Đông Hoàng tiếng chuông cùng loại. Nghĩ đến hoa sen đen cũng là dùng cùng loại phương pháp đi tìm huyễn ma nơi. Quả nhiên ngay sau đó hoa sen đen thanh âm vang lên ở trong óc nói, vươn tay, mang đi ngươi tìm. Dương Nghị Vân một buông tay tay trái, lòng bàn tay trong vòng một nhiều màu đen đài sen xuất hiện. Ngay sau đó tung bay lên, hướng về phía trước bay đi. Đi. Dương Nghị Vân vung tay lên làm bảo Thuận Quang cùng Diêu không nói đuổi kịp hắn. Người sau hai người tự nhiên không biết Dương Nghị Vân ý thức hải có hoa sen đen tồn tại, chỉ là nhìn đến Dương Nghị Vân tại chỗ nhắm mắt trong chốc lát sau, mở ra lòng bàn tay chung liền xuất hiện một đóa hoa sen đen bay đi ra ngoài, phân phó làm cho bọn họ theo sau. Ba người đi theo màu đen đài sen tiến vào sương mù, mười mấy phút sau, nghe được có đánh nhau tiếng động. Lão Đinh người điên rồi. Là Biên Long thanh âm. Dương Nghị Vân cùng ba người nhanh hơn nện bước qua đi, lại là thấy được Đinh Hòa Bình đứng ở cùng Biên Long chém giết. Hoa sen đen trực tiếp dừng ở Đinh Hòa Bình đỉnh đầu. Cái này Dương Nghị Vân tự nhiên biết Đinh Hòa Bình chính là huyễn ma sở lời nói. Đối với Bảo Thuận Quang cùng Diêu không nói nói, bọc đánh Đinh Hòa Bình, hắn là huyễn ma biến thành. Bên kia Long đâu, Diêu không nói hỏi. Biên Long là thật sự, Dương Nghị Vân đã từ hoa sen đen trong miệng biết. Hoa sen đen nói nàng hóa ra đài sen dừng ở ai đỉnh đầu, ai chính là huyễn ma biến thành. Lúc này màu đen đài sen chỉ là ngừng ở Đinh Hòa Bình đỉnh đầu, ở không có dị động, đã nói lên Biên Long là thật sự, Đinh Hòa Bình là giả. Như thế vừa xem hiểu ngay. Bảo Thuận Quang cùng Diêu không nói tự nhiên là tin tưởng Dương Nghị Vân. Chờ Dương Nghị Vân sau khi phân phó hai người nháy mắt vọt đi lên, một tả một hữu đối Đinh Hòa Bình ra tay. Mà Dương Nghị Vân khống chế được chuông Đông Hoàng ngay lập tức đối với Đinh Hòa Bình bao phủ qua đi. Đông! Chuông Đông Hoàng phát ra tiếng, Đinh Hòa Bình trên người có ma khí xuất hiện. Bảo Thuận Quang cùng Diêu không nói giáp công dưới, Dương Nghị Vân ra tay trấn áp. Biên Long ngơ ngác nhìn ba người diệt Đinh Hòa Bình. Nhưng nhìn đến ma khí hắn tựa hồ có chút minh bạch lại đây. Kế tiếp không tránh được một phen giải thích, Biên Long rõ ràng, hắn tao ngộ cơ bản cùng Bảo Thuận Quang tương tự. Mắt thấy huyễn ma phải đối những người khác động thủ, Dương Nghị Vân cũng sốt ruột, vội vàng làm hoa sen đen tìm kiếm những người khác rơi xuống. Kế tiếp có hoa sen đen tương trợ, Dương Nghị Vân trước sau tìm được rồi chính thật sự Đinh Hòa Bình, Hình Uyên Minh cùng với Kim Quy Tiên Nhân ba người, đến nỗi Hình Uyên Minh bên người chân chính điện lão còn có tên kia hộ vệ, tìm kiếm vài lần đều tìm không thấy. Mọi người đều không nói gì, nhưng lại đoán được ra tới, hẳn là đã chết. Mà trước sau tiêu diệt huyễn ma số lần có 15 thứ, thật muốn là dựa theo Dương Nghị Vân suy đoán, 18 cái ma ghế hơn nữa một cái Hoàng Kim Vương tọa chính là 19 huyễn ma nói, bọn họ chém giết 15 cái huyễn ma, liền còn dư lại 4 cái, trong đó một cái nhất định là huyễn ma vương. Dương Nghị Vân làm hoa sen đen tiếp tục tìm kiếm. Luôn là muốn một đám tiêu diệt sở hữu huyễn ma, đại gia mới có thể đi ra ngoài. Một vòng tìm kiếm xuống dưới, ở hỗn độn trong sương mù chạy rất nhiều địa phương không tìm được. Cho nên Dương Nghị Vân triệu tập đại gia nghĩ cách. Có tình huống, ta cảm nhận được cường đại hơi thở hướng các ngươi tới gần. Liền vào giờ phút này hoa sen đen thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, chuông Đông Hoàng biến đại một vòng đem mọi người bao phủ ở trong đó. Hắn biết kế tiếp có lẽ là chân chính huyễn ma xuất hiện. Bốn đạo hơi thở từ tứ phương mà đến hoa sen đen tiếp tục nhắc nhở.
Lúc này Dương Nghị Vân rốt cuộc có thể xác định, cái gọi là huyễn ma đều không phải là một cái, chính là hắn phía trước phỏng đoán 19 cái. Bọn họ chém giết 15 cái, hiện tại Hoa Sen Đen nói là có 4 cái mà đến. Hiển nhiên phỏng đoán là đúng. Mà kế tiếp xuất hiện 4 cái huyễn ma chung, trong đó một cái tất nhiên sẽ có một cái là huyễn ma vương. Ngạnh chiến rốt cuộc muốn tới. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, lại cũng không sợ, hẳn là đến bây giờ mới thôi, hắn đã tìm được rồi Bảo Thuận Quang, Đinh Hòa Bình, Diêu không nói, Biên Long còn có Hình Nguyên Minh. Xem như tạm thời hoàn thành một nửa. Dư lại chính là tiêu diệt huyễn ma, từ làm mọi người đều thức tỉnh, rời đi cái này ma huyễn ý thức thế giới. Chờ chung Dương Nghị Vân nghĩ tới huyễn ma còn sẽ lấy cái gì hình thái xuất hiện. Phía trước nhưng đều biến hóa thành đại gia trong đó mỗi người, hư hư thật thật chi gian bồi hồi. Lần này Dương Nghị Vân nghĩ đến cũng tất nhiên là như thế đi. Trong lòng cũng không có quá mức có gánh nặng. Liền sợ huyễn ma không xuất hiện. Ha ha, ngươi cái phế vật nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, cũng hảo, bổn tọa chơi cũng chơi đủ rồi, kế tiếp khiến cho các ngươi tất cả đều biến mất đi. Quen thuộc thanh âm, vang vọng ở bốn phương tám hướng. Dương Nghị Vân phân biệt ra tới, thanh âm này cư nhiên là Tuyết Hương thanh âm. Ngay sau đó trong sương mù đi ra 4 cái thân ảnh. Tuyết Hương quả nhiên ở trong đó. Đương nhiên Dương Nghị Vân biết đó là huyễn ma hóa thân, đều không phải là chân chính Tuyết Hương. Đến nỗi mặt khác 3 cái ra ngoài dự kiến cư nhiên không phải nhân thân, mà là 4 đạo ma khí hình thái. Nhìn tựa hồ là Tuyết Hương là chủ đạo, hoặc là nói Tuyết Hương là huyễn ma vương, 3 đạo ma khí hình thái chính là thủ hạ bộ dáng. Bất quá Dương Nghị Vân trong mắt này 3 đạo ma khí cùng phía trước tiêu diệt những cái đó bất đồng. Lúc này hắn có chút sợ không chuẩn huyễn ma tiếp được như thế nào ra chiêu. Nhưng là trên người hắn có chuông đông hoàng tồn tại, hơn nữa đem mọi người đều bao phủ ở trong đó, cũng không phải quá lo lắng. Nghe Tuyết Hương hoặc là nói huyễn ma mở miệng nói chuyện, này đã rất nhiều lần kêu hắn phế vật, Dương Nghị Vân trong lòng tức khắc bốc hỏa. Tiểu gia ta sẽ làm ngươi biết biết ai mới là phế vật. Lạnh giọng đáp lại, lại là đổi lấy huyễn ma cười nhạo. Ha ha ha. Bổn tọa lần đầu tiên liền nói quá, ngươi là phế vật, chẳng qua là vô số năm qua quá mức nhàm chán, làm tiểu tử ngươi diệt mà rớt vài đạo huyễn ma khí mà thôi, coi như thật cho rằng chính ngươi vô địch sao. Như vậy kế tiếp bổn tọa làm ngươi nhìn xem, cái gì là huyễn ma chi đạo, một cái nho nhỏ mai rùa đen mà thôi, phất tay chi gian liền cho ngươi phá rớt. Càn rỡ đến nghịch thiên cuồng ngôn từ huyễn ma trong miệng ra tới. Lại thấy huyễn ma vung tay lên 3 đạo ma khí từ tam phương tiến vào nàng trong cơ thể, ngay sau đó đối với Dương Nghị Vân chuông đông hoàng cách không một trưởng chụp được. Ngay sau đó một con thật lớn ma trưởng chụp được. Dương Nghị Vân nhìn huyễn ma hấp thu rất 3 đạo ma khí, nghe Tuyết Hương biến ảo huyễn ma nói chuyện, thế mới biết nguyên lai chính mình luyện hóa rất chỉ là huyễn ma khí mà thôi, đều không phải là chính thật tiểu huyễn ma. Hiển nhiên huyễn ma chỉ có một, chính là trước mắt hóa thành Tuyết Hương bộ dáng huyễn ma. Một trưởng mà ra, Dương Nghị Vân không dám đại ý, toàn lực thúc giục chuông đông hoàng. Đông, ong, chuông đông hoàng tiếng chuông đại tác phẩm, kim sắc phù văn lưu truyền, bộc phát ra vạn đạo kim quang, chiếu sáng hơn 1000 mét nơi. Hoặc là nói hắn là đi phòng ngự này một con ma thủ. 30 mét nhiều thật lớn ma thủ chụp xuống dưới. Cùng hắn chuông đông hoàng kim quang đối cầm giao phong. Tại hạ một giây Dương Nghị Vân sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được huyễn ma này một con ma thủ hơi thở, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ầm vang, răng rắc, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng tứ phương. Chuông đông hoàng răng rắc một tiếng theo tiếng mà phá. Vốn dĩ chính là thần hồn thần thông lực lượng, không chịu nổi ma thủ lực lượng tự nhiên sẽ tiêu tán vô hình. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, triệu hồi ra u đều chi môn đỉnh đi lên. Oanh, có là một tiếng vang lớn. Các ngươi rất xa một ít. Dương Nghị Vân lớn tiếng đối Đinh Hòa Bình đám người nói chuyện. Hắn biết đây là thần hồn ý thức đánh giá, Đinh Hòa Bình đám người không nhất định giúp được với vội. Có thể cùng huyễn ma chém giết chỉ có thần hồn thiên phú thần thông. Chỉ dựa vào thần hồn lực lượng không có biện pháp. Lúc này huyễn ma bày ra tới lực lượng đã xa xa vượt qua hắn đoán trước. Làm Đinh Hòa Bình đám người ra tay, không nhất định hiệu quả, ngược lại sẽ mang đến thương vong. Nhiễu loạn đạo tâm. U đều chi môn tuy rằng cũng bị đánh sơ xác, nhưng huyễn ma thật lớn ma thủ cũng rốt cuộc biến mất. Ha ha, tiểu phế vật có điểm bản lĩnh, cư nhiên có nguyên thần thần thông tồn tại, bất quá.
ở bổn tọa huyễn ma ý thức thế giới, ngươi như cũ là cái phế vật điểm tâm. Bổn tọa làm ngươi kiến thức cái gì là huyễn ma lực lợi hại, bóp chết ngươi giống như bóp chết vẫn luôn con kiến giống nhau đơn giản, ha ha ha. Tuyết Hương hình thái huyễn ma điên cuồng cười to. Rồi sau đó bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân gầm lên giận dữ. Giống. Hung thú giống nhau gầm rú vang lên. Lại thấy huyễn ma trong miệng một đạo ma khí phun ra, ngay lập tức chi gian hóa thành một cái ma long, chiều cao 100 mét, đối với Dương Nghị Vân mà đến. Ngao. Long minh tiếng động vang lên, mang theo vô cùng bén nhọn thanh. Một chút làm Dương Nghị Vân cảm thấy đầu như là châm thứ giống nhau cơn đau. Ong. Một tiếng ong rung động lúc sau, Dương Nghị Vân ý thức hải đài sen ô quang phát ra. Ngay sau đó hoa sen đen hiện lên mà ra, hóa thành một tòa 100 mét thật lớn đài sen. Dương Nghị Vân hiện lên ở đài sen trung ương, lúc này mới cảm giác vừa mới ma long một giống đau đớn biến mất. Sóng âm công kích. Đối mặt ma long há mồm đột kích. Hoa sen đen nở rộ, ô làm vinh dự làm. Ngao. Ma long thét dài, một ngụm cắn xé ở đài sen thượng. Ong ong ong. Đài sen ong ong đại tác phẩm, 36 cánh hoa cánh nổ bắn ra mà ra, hướng về ma long toàn thân mà đi. Ầm 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 oanh. Một tiếng tiếp theo một tiếng ầm vang vang lên, lại là 30 phiến hắc liên hoa cánh chém xuống ở ma long chi thân thanh âm. Ngao ngao ngao. Ma long kêu thảm thiết. Thanh âm yếu đi đi xuống, cuối cùng bị hoa sen đen 36 cánh hoa cánh đổ long. Ma long tiêu tán. Di tiểu phế vật có điểm ý tứ, ngươi nguyên thần chung cư nhiên còn có mặt khác sinh linh tồn tại, ha ha ha. Hảo hảo hảo, xem bổn tọa cắn nuốt ngươi. Ma long bị chém chết. Huyễn ma không chỉ có không có hoảng loạn, cư nhiên còn mang theo hưng phấn chi nhất, mở miệng liền phải cắn nuốt hoa sen đen. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn. Hiện tại mới biết được huyễn ma cường đại vượt quá tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân trong óc nghĩ ứng đối phương pháp. Nhưng huyễn ma công kích thực mau đã đến. Lại thấy huyễn ma biến thành tuyết hương, lục soát một chút trực tiếp huyền phù ở hoa sen đen trên không, bỗng nhiên duỗi tay chộp tới. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đứng ở hoa sen đen thượng ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện huyễn ma biến thành người khổng lồ, mà hắn cùng hoa sen đen còn lại là rút nhỏ rất nhiều lần. Nơi này là huyễn ma ý thức thế giới, huyễn ma có thể tùy tính sử dụng thay đổi quy tắc, làm nàng chính mình biến đại, này cũng không kỳ quái, kỳ thật là huyễn ma biến đại, đều không phải là hắn cùng hoa sen đen thu nhỏ lại. Núi cao ma sát hơi thở bao phủ đè xuống. Hoa sen đen 36 cánh hoa cánh lại lần nữa bạo phát đi ra ngoài thẳng đến huyễn ma. Nhưng lại nghe huyễn ma hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại thấy nàng trắng nõn bàn tay khổng lồ ma khí hiện lên, mạnh mẽ bắt xuống dưới. Trực tiếp làm lơ 36 phiến hắc liên hoa cánh. Ầm ầm ầm. Hắc liên hoa cánh từng mảnh bạo liệt, bị huyễn ma biến thành tuyết hương một bàn tay hết thảy nhiết bạo, trực tiếp đối với đài sen cùng Dương Nghị Vân chộp tới. Lúc này Dương Nghị Vân cả người đại chấn. Có hắn biết ngăn không được huyễn ma. Cuối cùng át chủ bài muốn ra, nếu không chính mình cùng hoa sen đen đều phải xong đời. Cái này huyễn ma quá cường. Bản mạng thần tượng, hiện. Dương Nghị Vân giống giận mà ra. Ngay sau đó hắn toàn thân có 7 màu chi sắc hiện lên. Ong một chút, một tôn nhắm mắt thần tượng, hiện lên ở Dương Nghị Vân phía sau. Đại. Dương Nghị Vân há mồm lại phun một chữ. Bản mạng thần tượng bỗng nhiên đại trướng lên. Ngay lập tức chi gian hóa thành 100 mét thật lớn thân cao. Cũng là tại đây một khắc huyễn ma một chảo đụng chạm tới rồi hắn bản mạng thần tượng phía trên. Ở vào đoán trước một màn xuất hiện. Oanh! A! À, từ từ từ! Đường huyễn ma thủ chộp vào Dương Nghị Vân bản mạng thần tượng thượng thời điểm, đột nhiên liền kêu thảm thiết lên. 7 màu vầng sáng cuốn tịch ở huyễn ma thủ thượng, từ 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 rung động, huyễn ma một tay như là axit tưới giống nhau bốc khói hư thối. Huyễn ma kêu thảm thiết chung vèo một chút lui về phía sau đi ra ngoài. Hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nghị Vân còn có bản mạng thần tượng tồn tại. Hơn nữa Dương Nghị Vân bản mạng thần tượng chính là chính hắn bổn giống, cùng bất luận cái gì tu sĩ bản mạng thần tượng bất đồng, rất nhiều người bản mạng thần tượng đều là vật, mà không phải hình người. Nhưng Dương Nghị Vân bản mạng thần tượng còn lại là chính hắn. Năm đó lão nhân làm hắn không thể ở bất luận kẻ nào trước mặt hiển lộ bản mạng thần tượng. Thế cho nên Dương Nghị Vân chưa bao giờ như thế nào đi triệu hoán bản mạng thần tượng, thậm chí còn Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết chính mình bản mạng thần tượng rốt cuộc có cái gì năng lực. Giờ khắc này lại là kiến thức tới rồi. Thần hồn trạng thái dưới,
bản mạng thần tượng xuất hiện, hắn dung hợp ở bản mạng thần tượng chung. Thần cùng hồn dung hợp. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân trong đầu mạc danh nhiều chỗ một câu. Mệnh tinh vì nói, bổn giống vì thần. Dương Nghị Vân tuy rằng không biết hai câu này lời nói có ý tứ gì, nhưng nghe lên đều thực nhiêu ích. Mệnh tinh vì nói, bổn giống vì thần. Từ mặt chữ ý tứ lý giải, Dương Nghị Vân cho rằng chính là mệnh tinh là nói, nơi này nói là đại đạo, hơn nữa là hắn mệnh tinh. Đến nỗi bổn giống vì thần, càng nhiêu đi. Chẳng lẽ là nói hắn nhưng thành thần. Vốn dĩ Càn Khôn Chi Linh liền nói lời nói, hắn tu chính là thần đạo, cũng không phải là tiên đạo, sở tu so với tiên đạo cao nhiều. Đối Vân chính mình bản mạng thần tượng, năm đó dùng lão nhân nói, chính là một cái tu luyện quái thai, là biến dị tồn tại, ngay cả hắn lão nhân ra cũng không biết là chuyện như thế nào. Làm không rõ, lộng không rõ, chung quy cũng không có nói ra một cái 1, 2, 3 tới. Cho nên Dương Nghị Vân chính mình đều không rõ ràng lắm, hắn bản mạng thần tượng rốt cuộc có ích lợi gì. Hoặc là nói như thế nào mới có thể sử dụng. Dù sao rất ít nghiên cứu quá. Hôm nay xem như bị buộc thượng, đem bản mạng thần tượng triệu hoán ra tới, không nghĩ tới bản mạng thần tượng vừa xuất hiện, trực tiếp liền hủy diệt rồi huyễn ma một bàn tay. Cường đại tới rồi vượt quá hắn đoán trước. Này còn gần là bản mạng thần tượng thượng bày ra ra tới 7 màu ánh sáng. Như là tinh lọc huyễn ma bực này hắc ám chi vật giống nhau, sắc bén cường hãn rối tinh rối mù. Như thế tình huống, cho Dương Nghị Vân một liều cường tâm châm. Vừa rồi vẫn là thiếu chút nữa đã bị muốn mệnh trường hợp, lần này liền nghịch chuyển lại đây. Nghe huyễn ma kêu thảm thiết, Dương mẫu nhân trong lòng vô hạn sảng a. Một ngụm một cái phế vật kêu tiểu gia, hiện tại tiểu gia làm hắn nhìn xem ai mới là phế vật. Bên kia Đinh Hòa Bình đám người thấy được một màn này sau há to miệng. Một khắc trước bọn họ đều ở lo lắng, trong lòng đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, sau một khắc lại không nghĩ rằng sẽ là như thế đại nghịch chuyển. Rốt cuộc vừa rồi huyễn ma bày ra ra tới thực lực thủ đoạn thực sự khủng bố, quả thực là phất tay chi gian định càn khôn khí thế, đem Dương Nghị Vân chuông Đông Hoàng trở tay chi gian liền hủy diệt, theo sát kia một phiến thần bí đại môn cũng không có đứng vững huyễn ma một kích. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy Dương Nghị Vân trên người 7 màu vầng sáng đại tác phẩm, nháy mắt hiện ra một cái 100 mét rất cao hư ảnh, nhìn qua chính là Dương Nghị Vân mở rộng. Chỉ là thoáng hiện một chút, liền biến mất không thấy, hoặc là chuẩn xác mà nói là dung hợp ở Dương Nghị Vân trong cơ thể, giờ phút này Dương Nghị Vân trên người như cũ có 7 màu vầng sáng thoáng hiện. Mà huyễn ma kia một con thật lớn tay, đụng chạm đến Dương Nghị Vân trên người 7 màu vầng sáng lúc sau, ngay lập tức chi gian liền hư thối. Nháy mắt công phu huyễn ma một bàn tay báo hỏng. Thế cục nghịch chuyển. Kêu thảm thiết chung huyễn ma hoảng sợ lui về phía sau, cùng Dương Nghị Vân kéo ra khoảng cách. Nhìn qua huyễn ma không còn có phía trước coi rẻ kiêu ngạo, có chỉ là nhìn về phía Dương Nghị Vân hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Cùng Dương Nghị Vân kéo ra khoảng cách sau, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì tới giống nhau. Đinh Hòa Bình đám người cũng ở thời điểm này an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều tặng một hơi. Bọn họ đều minh bạch phía trước liền tính là bọn họ đi lên liều mạng kỳ thật cũng là đi chịu chết. Ở chỗ này tuy rằng mọi người đều là hóa thân chính là vô cùng thật là thân thể, nhưng bản chất, kỳ thật chính là thần hồn ý thức, tiên nguyên pháp lực phát huy không ra, có thể liều mạng chỉ là thần hồn lực lượng, nhưng bọn hắn thần hồn luyện hóa chính mình đều rõ ràng, xa xa không phải huyễn ma đối thủ. Chỉ có Dương Nghị Vân thần hồn thủ đoạn mới là có thể cùng huyễn ma đánh giá. Lão Đinh thấy rõ ràng không có, nhà ta chủ nhân vừa rồi trên người hiện lên chính là cái gì? Bảo Thuận Quang phục hồi tinh thần lại sau dọc theo nước miếng hỏi bên người Đinh Hòa Bình. Đinh Hòa Bình trầm tư trong chốc lát nói, nhìn qua như là bản mạng thần tượng thiên phú, chính là ta trước nay liền không có nghe nói qua thế gian tu sĩ có ai bản mạng thần tượng chính là hình người, hơn nữa vẫn là chính mình bổn giống, đại tông sư người phi thường A. Ta bản mạng thần tượng chính là một cây kỳ. Nhưng xa xa không có nhà ta chủ nhân lớn như vậy khí tràng, hơn nữa bản mạng thần tượng, giống nhau đều là giá trị con người tánh mạng, thần tượng hủy diệt cùng cấp với nguyên thần ý thức hủy diệt, sẽ chết người, không có cái kia tu sĩ sẽ lấy ra bản mạng thần tượng như thế chiến đấu, đích xác a, nhà ta chủ nhân phi phàm người. Bảo Thuận Quang vô cùng cảm khái, nói lên Dương Nghị Vân thời điểm lúc này người hắn là tràn ngập tự hào. Lúc trước cùng Dương Nghị Vân đánh cuộc thua sau, trở thành Dương Nghị Vân tôi tớ. Nhiều ít trong lòng có chút khúc mắc, nhưng hiện tại Bảo Thuận Quang nhận định triết lý, làm Dương Nghị Vân tôi tớ chỉ có tự hào.
Những người khác tuy rằng không nói chuyện nhưng lại cũng đều nhận đồng Đinh Hòa Bình cùng Bảo Thuận Quang đối thoại, đích xác Dương Nghị Vân ở bọn họ trong mắt càng thêm thần bí. Nhân ra một cái bản mạng thần tượng đều như thế ngưu ích, trên người hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật tồn tại. Phía trước chuông Đông Hoàng, U đều chi môn nào một loại thả ra, không đều là vô cùng cường đại thần hồn thiên phú thần thông. Mỗi người đều tu luyện có bản mạng thiên phú thần thông, nhưng kia tuyệt đối không có Dương Nghị Vân như thế ngưu ích. Cũng không có nhiều như vậy đại A. Đều là hỗn nguyên cấp bậc tồn tại, tu luyện chi đạo thượng một ít việc, đại gia vẫn là hiểu biết. Đối với Dương Nghị Vân bày ra tới thần hồn thiên phú thần thông, mọi người thực sự có chút xem không hiểu. Nhưng lại có quan hệ gì, Dương Nghị Vân giờ phút này là bọn họ dẫn đầu người, không phải địch nhân. Mọi người bị nhốt ở huyễn ma ý thức thế giới, đổi làm bất luận kẻ nào đã sớm đi rồi, mà Dương Nghị Vân còn lại là mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến đến cứu bọn họ. Đây là kiểu gì nghĩa khí? Mọi người trong lòng tự nhiên đều có một cây cân. Giờ phút này nhìn đến Dương Nghị Vân đại phát thần uy, chiếm cứ thượng phong, đại gia trong lòng đều phấn chấn lên. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa sân nhìn lại. Đến nỗi Dương Nghị Vân. Lúc này cũng so bất luận cái gì thời điểm có tin tưởng chiến đấu huyễn ma, bản mạng thần tượng xuất hiện, chỉ cần kia chờ bảy màu vầng sáng đều soát rớt huyễn ma một bàn tay, còn có cái gì mặt khác năng lực, hắn cũng tràn ngập chờ mong. Đối với chính mình bản mạng thần tượng, Dương Nghị Vân lần này là thần hồn dung hợp, tương đương là một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, trước nay không sử dụng quá, có cái gì lợi hại chỗ, hắn cũng ở khai quật. Bất quá có một chút có thể khẳng định, một chút tràn ngập kinh hỉ. Bản mạng thần tượng bày ra tới bảy màu ánh sáng, làm hắn nhớ tới một cái thần thoại chuyện xưa. Phật giáo Khổng Tước Đại Minh Vương có Khổng Tước xòe đuôi ngũ sắc thần quang tinh lọc hết thảy bản lĩnh, cùng hắn bản mạng thần tượng bảy màu ánh sáng có chút cùng loại. Hơn nữa so với Khổng Tước Đại Minh Vương ngũ sắc ánh sáng nhiều hai quang, bảy màu. Cho nên Dương Nghị Vân trong lòng cấp bản mạng thần tượng bảy màu ánh sáng nổi lên cái tên, gọi là tinh lọc vạn vật, cũng coi như là hợp với tình hình thần thông tên. Kế tiếp bản mạng thần tượng còn có cái gì thần thông bày ra, liền phải đi thử khai quật. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình huyễn ma, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Liền dùng huyễn ma tới mài rũa khai quật chính mình bản mạng thần tượng thần thông đi. Giờ phút này bản mạng thần tượng dung hợp ở hắn thần hồn thân thể. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được có vô tận thần hồn lực lượng ở trong cơ thể sôi trào. Trong lòng vừa động thu hồi hoa sen đen, giờ khắc này hắn cảm giác chỉ cần chính mình bản mạng thần tượng là có thể đem huyễn ma cấp xé nát. Ngươi là cổ thần tộc. Liền vào giờ phút này đối diện huyễn ma đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói ra một câu. Làm Dương Nghị Vân ngây người, cái gì cổ thần tộc? Chẳng lẽ huyễn ma có thể nhận ra chính mình bản mạng thần tượng lai lịch? Phải biết rằng ngay cả lão nhân trời cao tà đều không rõ ràng lắm. Cái này làm cho Dương Nghị Vân cảm giác huyễn ma có điểm ý tứ. Ha ha, tiểu gia là ai hiện tại không quan trọng, quan trọng là tiểu gia muốn cho ngươi biết ai mới là phế vật. Dương Nghị Vân ánh mắt nhíu lại, trực tiếp một bước ra đi, vươn tay bảy màu vầng sáng hiện ra. Mà huyễn ma còn lại là như cũ hoảng sợ. Ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, tựa hồ không muốn cùng Dương Nghị Vân đánh bừa. Huyễn ma một chút biến mất, làm Dương Nghị Vân cảm thụ không đến hắn tung tích, mày nhăn lại, cười lạnh, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Dứt lời Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, tinh lọc vạn vật. Ngay sau đó trên người hắn thất thải quang mang vạn trượng dựng lên, thẳng vào hỗn độn sương mù, lập tức thất thải quang mang sở chiếu chỗ, hỗn độn sương mù khuếch tán mở ra, hoặc là nói trực tiếp bị bốc hơi. A, à, nơi xa hét thảm một tiếng vang lên. Dương Nghị Vân cười vèo một chút chạy đến, xuất hiện ở vài trăm thước ở ngoài, thấy được huyễn ma trên người ở bốc khói ngã trên mặt đất. Dương mẫu nhân mang theo diễn ngược chi ý, nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất huyễn ma nói, muốn chạy trốn a. À. Khinh người quá đáng, bổn tọa cùng ngươi liều mạng. Huyễn ma hét lớn một tiếng, bỗng nhiên toàn thân hắc khí đại tác phẩm, ngay lập tức hóa thành một tôn cao ước trăm trượng ma thân. Như là một đầu mãnh hổ giống nhau ma thú, đối với Dương Nghị Vân cắn xé mà đến. Hừ! Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng vừa động, toàn thân đồng dạng vầng sáng đại tác phẩm bản mạng thần tượng hiện lên trăm trượng to lớn. Phất tay một quyền tạp hướng huyễn ma, trong lòng mặc niệm, mệnh tinh vì nói, bổn giống vì thần, chấn. Không thể hiểu được giờ khắc này hắn nội tâm cư nhiên niệm ra hai câu này ngay từ đầu xuất hiện trong óc tin tức, hiện tại hắn có chút minh bạch. Này có thể là bản mạng thần tượng thi triển pháp quyết.
Oanh! Một quyền nện ở huyễn ma hóa thành ma khu trên đầu, huyễn ma ma khu tạc nứt. A! Kêu thảm thiết chung ma khí tiêu tán, trên mặt đất nằm tuyết hương bộ dáng huyễn ma, khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Đương nhiên ma khu tạc nứt cũng không chết, như cũ hóa thành tuyết hương bộ dáng, lại là tại hạ một khắc bắt đầu xin tha. Đừng, đừng đừng, đừng giết ta. Huyễn ma túng bắt đầu xin tha. Đương nhiên lần này, tự nhiên không diệt được hắn, Dương Nghị Vân cũng không nghĩ liền một chút xử lý hắn, có chút vấn đề hắn vẫn là muốn hiểu biết một chút. Tỷ như vừa rồi huyễn ma nói một câu ngươi là cổ thần tộc. Tất nhiên là thấy được chính mình bản mạng thần tượng sau, huyễn ma tựa hồ nhìn ra cái gì. Cho nên thứ này còn phải lưu trữ. Đương nhiên ở trước mặt hắn kiêu ngạo lâu như vậy, Dương Nghị Vân cũng không có tính toán dễ dàng buông tha hắn. Ha ha, ai là phế vật? Dương Mỗ Nhân đứng ở huyễn ma trước người, trên cao nhìn xuống mà hỏi, bảy màu ánh sáng bao phủ ở huyễn ma trên người, tuy rằng đều có thể muốn huyễn ma mệnh. Hiện tại Dương Nghị Vân biết huyễn ma khắc tinh chính là chính mình bảy màu ánh sáng, quang mang chiếu rọi dưới có thể muốn huyễn ma mệnh, tinh lọc vạn vật tên này thực chuẩn xác, nhưng đối huyễn ma càng có hiệu. Ta là... Huyễn ma thật túng. Dương Nghị Vân nghe cười ha ha, nhưng là ngay sau đó đôi mắt nheo lại trực tiếp một quyền oanh sát mà xuống. Làm ngươi mẹ nó hóa thành tuyết hương bộ dáng, lão tử nhẫn ngươi thật lâu. A ngươi! Oanh! Mang theo bảy màu ánh sáng một quyền trực tiếp oanh sát ở huyễn ma trên người. Ở một thân nổ vang chung huyễn ma trực tiếp bị Dương Nghị Vân một quyền đánh bạo. Nhưng lại là tại hạ một khắc một đoàn ma khí bùng nổ. Mang theo chí âm chí hàn hơi thở, tức khắc làm Dương Nghị Vân đều cảm thấy không thoải mái. Cùng thời gian chỉ nghe được có là một cái quen thuộc thanh âm từ ma khí chung truyền đến. Bổn tọa hôm nay cùng ngươi không để yên. Lại thay đổi một loại thanh âm. Nhưng lại tràn ngập xem oán hận. Hơn nữa ma khí ngay lập tức mở rộng, một mảnh hắc ám cuốn tịch. Dương Nghị Vân toàn thân có bản mạng thần tiên phát ra bảy màu ánh sáng, lúc này tự nhiên là không sợ ma khí xâm nhập. Hắn cũng không để ý, liền đứng ở tại chỗ chờ, nhưng thật ra muốn nhìn huyễn ma còn có thể chơi ra cái gì thủ đoạn tới. Vốn đang nghĩ chờ huyễn ma sẽ ở ma khí bùng nổ thời điểm công kích hắn, lại là không nghĩ tới trong nháy mắt khổng lồ ma khí toàn bộ tản mất. Ngay sau đó ở trước mặt hắn xuất hiện một người. Dương Nghị Vân biết giờ phút này mặc kệ sẽ xuất hiện người nào, nào đều hẳn là huyễn ma biến thành. Cứ việc trong lòng có chuẩn bị, chính là đương Dương Nghị Vân thấy rõ ràng ma khí tan đi lúc sau, xuất hiện người này sau, còn lại là trong lòng run lên dựng lên. Đảo không phải người này có bao nhiêu cường đại, hoặc là có bao nhiêu đáng sợ, mà là. Người này như cũ là cái nữ nhân. Với hắn mà nói trong lòng vĩnh viễn thẹn với cùng vướng bận nữ nhân. Liễu Lanh Canh. Hắn trong lòng lớn nhất chấp niệm, gần như trăng hóa ma chấp niệm. Trên thực tế Dương Nghị Vân rõ ràng chính mình trong lòng chấp niệm chính là tâm ma. Liễu Lanh Canh một ngày tìm không thấy, hắn tâm ma liền một ngày không trừ. U minh giới có rất nhiều người ta nói tồn tại, nhưng đến tột cùng ở đâu, ai cũng không thể nói tới. Năm đó nghe con hóa thân kỳ lân thời điểm nói qua, biết U minh giới. Có thể tưởng tượng tiến vào U minh giới, không có thành niên phía trước làm không được. Kỳ lân thành niên, ai biết muốn bao lâu. Dương Nghị Vân đã thực nỗ lực không cho chính mình suy nghĩ Liễu Lanh Canh, đêm này phân chấp niệm thật sâu chôn giấu ở đáy lòng. Nhưng hiện tại huyễn ma cư nhiên hóa thành Liễu Lanh Canh hình thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Bực này với xúc phạm hắn trong lòng cấm kỵ. Huyễn ma, ngươi đáng chết, Dương Nghị Vân lạnh giọng nhìn chằm chằm trước mặt Liễu Lanh Canh nói những lời này. Vô cùng trầm thấp. Hóa thành Liễu Lanh Canh huyễn ma nhìn đến Dương Nghị Vân âm trầm sắc mặt, tức khắc che lại cái miệng nhỏ cười khanh khách lên nói, tới giết ta nha, giết ta, ngươi liền giải thoát rồi, trong lòng trang đối ta áy náy, ngươi không mệt ta còn mệt, giết ta đi, làm ta vĩnh viễn biến mất ở trí nhớ của ngươi chung, ha ha ha. Huyễn ma càn rỡ mà cười. Dương Nghị Vân biết huyễn ma đây là tưởng loạn chính mình đạo tâm. Ở huyễn ma ý thức trong thế giới. Dương Nghị Vân nội tâm một chút sự tình huyễn ma là có thể biết đến, không thể không nói huyễn ma đối hắn trong lòng nắm chắc hoặc là nói thật đúng là tinh chuẩn. Phía trước biến ảo thành tuyết hương bộ dáng, bị hắn cấp chém giết, bản thân khiến cho hắn có một lần trong lòng bực bội. Lúc này biến thành Liễu Lanh Canh bộ dáng, một chút liền nhiên hắn trong lòng tạc mau. Nhìn biến thành Liễu Lanh Canh bộ dáng huyễn ma, Dương Nghị Vân nghe nàng nói chuyện, cái này là thật sự tạc. Trong lòng nhìn không được một cổ hỏa khí một chút liền đi lên. Ong!
cảm giác trong lòng có cái gì dòng khí bị phóng thích ra tới, hoặc là nói hắn nội tâm là cái nhà giam, lại là vào giờ phút này có vây thú chạy ra khỏi nhà giam giống nhau. Giống. Dương Nghị Vân thét dài một tiếng, trong miệng lại là phát ra phi người giống lên một tiếng. Hai mắt vào giờ phút này biến thành đỏ bừng sắc, đầy đầu tóc dài phiêu giật dựng lên. Toàn thân bảy thảo ánh sáng giống như lốc xoáy giống nhau ở bên ngoài thân lưu chuyển. Giờ phút này một thanh âm cũng ở hắn sâu trong nội tâm vang lên, giết nàng, giết nàng. Giết ai? Tự nhiên là trước mắt Liễu Lanh Canh. Dương Nghị Vân đáy lòng rõ ràng cái này Liễu Lanh Canh chính là huyễn ma, nhưng lại nguyên nhân chính là vì như thế hắn vô cùng tức giận lên. Sâu trong nội tâm bị hắn chôn sâu ký ức hoặc là nói chấp niệm bùng nổ. Giờ phút này hắn có loại vui sướng cảm. Càng là tràn ngập lệ khí. Nơi xa quan khán Đinh Hòa Bình đám người, thấy được Dương Nghị Vân bộ dáng, cảm nhận được Dương Nghị Vân lúc này trên người phát ra mà ra lệ khí sắc mặt đại biến. Không tốt, đại tông sư có nhập ma hiện tượng a. Huyễn ma đáng chết, tất nhiên là đổi tỉnh đại tông sư trong lòng ma niệm, cái này không xong, chúng ta cần thiết đi ngăn cản, nếu không đại tông sư một khi nhập ma chúng ta tất cả đều sẽ xong đời. Siêu không nói cũng sốt ruột mở miệng. Ta đi gặp huyễn ma Bảo Thuận Quang cái thứ nhất hướng về huyễn ma phóng đi. Nhưng mà liền ở Bảo Thuận Quang tiến lên thời điểm, Dương Nghị Vân toàn thân bộc phát ra một cổ cường đại khí chàng nhộn nhạo mở ra. Oanh! Một chút đem Bảo Thuận Quang cấp đánh bay trở về. Đã chậm, hiện tại chỉ hy vọng đại tông sư không cần hoàn toàn bị lạc chính hắn, xử lý huyễn ma, mới có khả năng hoàn toàn. Hình Uyên Minh đem bay qua tới Bảo Thuận Quang nâng lên nói. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Nhưng lúc này Dương Nghị Vân này tắc nhào hướng huyễn ma, đè nặng nha lạnh giọng nói, ta muốn cho ngươi xuống địa ngục. Ha ha ha, tới a, tới giết ta a, ta vốn là nhân ngươi mà chết, bị lại sát một lần cũng cam tâm tình nguyện. Huyễn ma hóa thành Liễu Lanh Canh mang theo cười khanh khách ý, một chút đều không để bụng Dương Nghị Vân nhào hướng nàng, ngược lại mang theo khiêu khích làm Dương Nghị Vân đi sát nàng. Chết! Dương Nghị Vân một trưởng đánh ra đi, trước mặt Tuyết Hương ngã xuống vũng máu chung. Chết ở ngươi trên tay, ta không oán không hối hận. Ngã trên mặt đất Liễu Lanh Canh huyết phun máu thể đối Dương Nghị Vân xinh đẹp cười nói ra những lời này. A, Lanh Canh, không, không, ngươi không thể chết được. Dương Nghị Vân cả người run rẩy lại là tới rồi Liễu Lanh Canh bên người đem nàng ôm ở trong lòng ngực, giờ phút này hắn ánh mắt càng ngày càng tan dã càng ngày càng đỏ bừng. Bị hắn ôm vào trong ngực Liễu Lanh Canh lại là đối với hắn cười một chút, ngay sau đó thân thể biến mất. Như là điểm điểm tinh quang giống nhau biến mất không thấy. Lanh Canh, không, đừng rời khỏi ta. Giờ phút này Dương Nghị Vân trên mặt tràn ngập thống khổ, cùng Liễu Lanh Canh ở bên nhau từng màn không ngừng ở hắn nhãn tuyến hiện lên. Đừng rời khỏi ta. Dương Nghị Vân như cũ là ôm Liễu Lanh Canh bộ dáng, nhưng lại trơ mắt nhìn nàng tiêu tán vô hình. Lúc này Đinh Hòa Bình đám người sốt ruột đã chết, bọn họ cũng đều biết Dương Nghị Vân chứ huyễn ma nói, nhưng lại chỉ có thể lo lắng xuông. Mặc kệ chính bọn họ đi kêu gọi Dương Nghị Vân, nhưng Dương Nghị Vân giống như là nghe không được giống nhau. Tưởng tiến lên đi, lại là bị một đạo kết giới cấp chặn, bọn họ mặc kệ như thế nào đi phá đều căn bản mở không ra cái này kết giới. Chỉ có thể từ bên ngoài thấy Dương Nghị Vân một trưởng đánh chết huyễn ma biến hóa một nữ tử sau, như là rối loạn tâm thần giống nhau nửa ngồi xổm tại chỗ ở lầm bầm lầu bầu, thoạt nhìn hảo tưởng phi thường thống khổ bộ dáng. Đại gia lo lắng xuông, lại cũng giúp không được vội. Hơn nữa thẳng đến giờ phút này đại gia mới hiểu được, huyễn ma đáng sợ. Có lẽ chính như Dương Nghị Vân lời nói, huyễn ma thực lực có lẽ cũng không cường đại, nhưng là có thể chu tâm, có thể lợi dụng nhân tâm tới biến ảo thành mỗi người nội tâm chấp niệm, đem này phân chấp niệm dẫn phát ra tới, lại làm chấp niệm gia tăng, như thế đã có thể tả hữu nhân tâm. Nhưng biết về biết, nhưng sở hữu cũng chưa biện pháp giúp Dương Nghị Vân, hiện tại chỉ có thể hy vọng Dương Nghị Vân không cần hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Nếu là chờ đến Dương Nghị Vân hoàn toàn mất đi ý thức, hoặc là bị lạc ở chính mình ý thức thế giới, vậy thật xong đời. Mà lúc này Dương Nghị Vân thật là lâm vào tự mình ý thức thế giới, hoàn toàn bị huyễn ma kêu lên nội tâm chấp niệm. Liền ở hắn thống khổ tự trách chung sau lưng lại nghĩ tới Liễu Lanh Canh thanh âm. Dương Nghị Vân, bỗng nhiên đảo mắt Liễu Lanh Canh xuất hiện ở hắn sau lưng. Lanh Canh, Dương Nghị Vân sắc mặt vui vẻ, vội vàng đứng dậy hướng về Liễu Lanh Canh chạy tới. Chẳng qua Dương Nghị Vân không có nhìn đến giờ phút này lại một lần xuất hiện Liễu Lanh Canh, nhìn đến hắn chạy tới, khóe miệng độ cung hơi hơi dơ lên. Đây là âm chắc chắc ý cười,
càng là một loại hết thảy đều ở khống chế ý cười. Mà lúc này Dương Nghị Vân hai tròng mắt linh khí càng thêm tan rã lên, hắn trong mắt chỉ còn lại có liễu lanh canh. Đã bị lạc chính mình. Đương nhiên này đó Dương Nghị Vân chính mình là không có nhận thấy được, hắn đã đi bước một chứ huyễn ma nói. Chẳng qua chính mình hoàn toàn không có phát hiện mà thôi. Đương nhiên nói lời nói trở về, liễu lanh canh thật là hắn trong lòng sâu nhất chấp niệm, đối mặt huyễn ma lần lượt nhiễu loạn đạo tâm, hắn nói thật sự quá bình thường. Bởi vì này hết thảy đều là huyễn ma từ hắn tiến vào ma huyễn ý thức thế giới liền thiết kế tốt, đầu tiên là nhiễu loạn hắn đạo tâm, lúc sau là dẫn phát chấp niệm, hiện tại là chấp niệm gia tăng. Đã lâm vào huyễn ma ý thức thế giới, nói cách khác Dương Nghị Vân đã bắt đầu bị lạc tự mình. Đây mới là huyễn ma đáng sợ chỗ. Bản thân nơi này cũng là huyễn ma chủ tràng. Dương Nghị Vân không chiếm ưu thế. Nếu không phải hắn có chuông Đông Hoàng cùng U đều chi môn tồn tại, đã sớm ở phía trước bị huyễn ma bắt lấy. Đương nhiên bản mạng thần tượng xuất hiện, cũng là một cái cường đại át chủ bài, nhưng chung quy là nguyên thần tu luyện ra tới thần thông, đều không phải là hắn tâm. Huyễn ma chủ chính là Dương Nghị Vân tâm, ảnh hưởng chính là cảm xúc cùng nội tâm chấp niệm. Này cũng không phải là bản mạng thần tượng cường đại là có thể giải quyết vấn đề. Giờ phút này Dương Nghị Vân tiến lên đem liễu lanh canh ôm trong ngực, lanh canh ngươi không chết, thật tốt quá. Ta đã trở thành u minh giới một phần tử, không chết được. Huyễn ma hóa thân lanh canh lúc này mang theo thâm tình cùng Dương Nghị Vân đối thoại, ở huyễn ma ý thức thế giới, Dương Nghị Vân sâu trong nội tâm hết thảy hắn chính là đều có thể biết đến, tự nhiên biết như thế nào đi chu Dương Nghị Vân đạo tâm mới xem như nhất quan dùng. Dương Nghị Vân đâu? Trong tiềm thức đối liễu lanh canh chấp niệm vô cùng thâm, thẹn với liễu lanh canh, cũng phát quá thể mặc kệ như thế nào muốn đem liễu lanh canh tìm được. Lúc này nghe được liễu lanh canh nói nàng đã trở thành u minh giới một phần tử, liền càng thêm tin nàng nói chuyện. Bởi vì ở hắn tiềm thức lực, đích xác tin tưởng liễu lanh canh là ở u minh giới. Như thế Dương Nghị Vân cùng huyễn ma hóa thân lanh canh nói chuyện bên trong, theo huyễn ma thiết kế tốt lộ tuyến, càng lún càng sâu. Mỗi một khắc huyễn ma hóa thân liễu lanh canh đối Dương Nghị Vân nhẹ giọng mở miệng nói, vân tử ngươi có nghĩ cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Dương Nghị Vân cơ hồ là không hề nghĩ ngợi nói, tự nhiên tưởng. Hảo, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền nguyên thần, như thế chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Đây là huyễn ma hóa thân liễu lanh canh nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân hai mắt nói ra lời nói. Chân chính mấu chốt một bước rốt cuộc ra tới. Huyễn ma chuẩn bị lâu như vậy. Chính là vì Dương Nghị Vân tan đi nguyên thần. Nguyên thần một tán, Dương Nghị Vân tu vi liền phế đi. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ bị huyễn ma khống chế. Nghe được liễu lanh canh nói chuyện, Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt, hắn tuy rằng bị huyễn ma đại nhập ý thức bị lạc trạng thái, nhưng tu luyện người bản năng tự nhiên vẫn là tồn tại. Làm một cái tu luyện giả tan đi nguyên thần, đây là cái gì hậu quả, Dương Nghị Vân tiềm thức rõ ràng. Cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra, không thể. Đương nhiên nói ra không thể hai chữ thời điểm, hắn trong óc ong một chút vang lên. Ngay sau đó liền nghe được một cái tức muốn hộc máu thanh âm nói, tiểu tử cuối cùng là tiến vào ngươi ý thức đại môn, thiếu chút nữa a, thiếu chút nữa tiểu tử ngươi liền xong đời. Lúc này Dương Nghị Vân trong óc một tiếng ong qua đi, giống như là tràn ngập lên đỉnh đầu mây đen tan đi, xuất hiện thái dương giống nhau, đột nhiên biến thanh minh lên. Mà nghe thấy cái này tức muốn hộc máu thanh âm sau, Dương Nghị Vân tức khắc phản ứng lại đây. Đây là càn khôn chi linh thanh âm. Đến nỗi chính hắn. Hắn biết chư huyễn ma chi đạo. Thật đúng là thiếu chút nữa xong đời. Rốt cuộc bị càn khôn chi linh đánh thức. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân có loại trong lòng lạnh cả người cảm giác, đối mặt trước mắt huyễn ma biến thành liễu lanh canh, hắn thế mới biết nàng lực lượng, vô thanh vô tức chi gian, liền mắc mưu. Càn khôn chi linh thanh âm lại lần nữa vang lên nói, tiểu tử còn lạnh làm gì? Xử lý trước mắt huyễn ma. Người mới có thể từ huyễn ma ý thức thế giới đi ra ngoài. Dương Nghị Vân hoàn toàn thanh tỉnh ý thức, nghe được càn khôn chi linh nói chuyện, hắn đem tư duy cũng khôi phục lại đây. Lúc này cũng là trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, thiếu chút nữa điểm liền xong đời. Nếu là dựa theo huyễn ma mê hoặc, tan đi nguyên thần, lần này liền thật xong đời. Ta đều diệt sát huyễn ma rất nhiều lần không xử lý, như thế nào mới có thể xử lý huyễn ma? Dương Nghị Vân dưới đáy lòng cùng càn khôn chi linh đối thoại. Tiểu tử ngươi chính là bao kim sơn ở mặt trên chờ đói chết người, một tòa mỏ vàng cho ngươi, cũng không biết như thế nào đi khai phá a. Bản mạng thần tượng tiêu diệt huyễn ma không khó a. Càn khôn chi linh ồn ào mắng.
Dương Nghị Vân nhịn không được mắng nói, ta mẹ nó cũng không biết chính mình bản mạng thần tượng là cái quỷ gì, cùng người khác hoàn toàn không giống nhau, ngay cả sư phụ ta trời cao ta cũng không biết sao lại thế này, như thế nào đi sử dụng a? Ách, khụ khụ, điều này cũng đúng a, trời cao ta kia tiểu tử cũng đích xác không tiếp xúc quá thần đạo, tự nhiên không biết, đạo cũng không thể trách người tiểu tử, chuyện này lại nói tiếp thật đúng là ta sơ sẩy, quên nói cho tiểu tử ngươi về bản mạng thần tượng sự. Càn Khôn Chi Linh lúc này lầm bầm lầu bầu nói, có loại hậu chi hậu giác. Dương Nghị Vân vừa nghe quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, bản mạng thần tượng xuất hiện, thật sự là cái tu luyện công pháp có quan hệ. Bị nhiều lời, chạy nhanh nói, làm sao bây giờ, trước giáo giáo ta vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Dương Nghị Vân thúc giục Càn Khôn Chi Linh một tiếng. Càn Khôn Chi Linh nói, kỳ thật đi, ta cũng không biết bản mạng thần tượng như thế nào sử dụng, chỉ có thể nói cho ngươi. Bản mạng thần tượng cũng gọi là tạo hóa thần tượng, chính là tu thần đạo giả mới có thể xuất hiện thần tượng, hơn nữa tiểu tử ngươi sở tu thần đạo phương pháp, cũng không phải là bình thường thần đạo. Ngươi tạo hóa thần tượng có huyền bí, nhưng cụ thể là cái gì huyền bí, cái này chỉ có thể tu luyện giả đương sự chính mình đi thể hội, ta chỉ là một cái càn khôn hồ chi linh, biết về biết, nhưng cụ thể dùng như thế nào, thật không biết. Ngươi quá có một chút ngươi nhớ kỹ, tạo hóa thần tượng hai câu pháp quyết, là mấu chốt. Chính ngươi ngẫm lại như thế nào sử dụng, nếu là tìm hiểu đầu, ứng đối một cái nho nhỏ huyễn ma, chỉ là nhất niệm chi gian là có thể giải quyết vấn đề. Ách Dương Nghị Vân nghe Càn Khôn Chi Linh nói chuyện, quả thực muốn mắng nương, nói nửa ngày vẫn là chưa nói ra như thế nào sử dụng. Ngươi này không phải là vô nghĩa sao? Dương Nghị Vân nhìn không được ở trong lòng mắng. Tức khắc Càn Khôn Chi Linh quát, cái gì vô nghĩa, cho ngươi tiểu tử nói rất rõ ràng, trọng điểm ở pháp quyết thượng, mệnh tinh vì nói. Bổn giống vì thần, hai câu này pháp tắc mới là mấu chốt, yêu cầu chính ngươi thể ngộ, lão tử chỉ là một cái càn khôn hồ chi linh, lại không phải ta ở tu luyện càn khôn thần đạo. Mệnh tinh vì nói, bổn giống vì thần. Dương Nghị Vân lần này nghe Càn Khôn Chi Linh lặp lại một bên pháp quyết, trong đầu như là xẹt qua một đạo tia chớp giống nhau, đột nhiên tựa hồ liền có một tia hiểu ra, lâm vào nào đó trạng thái. Có đôi khi thường thường chính là như thế, liền tính là tu luyện chi đạo câu đố pháp quyết từ từ. Chính mình niệm cùng người khác niệm, nghe được trong tai hoàn toàn là bất đồng hai khái niệm. Càn Khôn Chi Linh nhắc mãi một lần, lần này Dương Nghị Vân ở trong óc xem giống như có một tia thông ngộ. Mệnh tinh vì nói, bổn giống vì thần, càn khôn tạo hóa thần tượng, thần đạo càn khôn thần đạo, tạo hóa vạn vật, bản mạng vì nói, cũng là vì thần, nói là vạn vật, tâm sinh nói hóa một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật. Vạn vật tạo hóa vì càn khôn. Mệnh tinh vì nói cũng là vì thần, lòng có sở cảm, ta cũng vì nói vì thần vì pháp tắc biến hóa. Ta hiểu được, ha ha ha. Dương Nghị Vân tâm sinh hiểu được, bất chi bất giác nội tâm liền sinh ra này đó nhắc mãi, hoặc là nói đây mới là càn khôn tạo hóa công, tạo hóa thần tượng chân chính độc đáo chỗ. Mấy thứ này đột nhiên liền ở hắn trong óc xuất hiện. Cuối cùng cất tiếng cười to, Dương Nghị Vân ra tiếng. Cũng không có cười ở trong lòng. Lúc này huyễn ma hóa thành liễu lanh canh tự nhiên là không biết Dương Nghị Vân đã bị Càn Khôn Chi Linh đánh thức ý thức khôi phục tư duy, từ nàng mê hoặc chung đi ra. Như cũ đứng ở Dương Nghị Vân trước mặt tiến hành mê hoặc nói, Vân tử mau tan đi nguyên thần đi, như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau, ngươi còn đang đợi cái gì, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Huyễn ma hóa thân liễu lanh canh mang theo ba phần nhu nhược đáng thương, ba phần kiều nhu, ba phần bi liên nói chuyện. Làm người bình thường đều sẽ bị lạc ý thức. Dương Nghị Vân nhìn trước mắt liễu lanh canh, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, ngay sau đó đem chi hoàn toàn loại bỏ, rồi sau đó nhìn chằm chằm trước mắt huyễn ma chậm rãi mở miệng nói, muốn thật là ngươi, làm ta tan đi nguyên thần lại có gì phương, ta nhưng thật ra hy vọng thật là ngươi a. Lời này lạc bế, đứng ở trước mặt hắn liễu lanh canh sắc mặt đại biến. Lúc này huyễn ma tự nhiên phát hiện Dương Nghị Vân không thích hợp. Bá một chút về phía sau bạo lui mà đi. Bất quá. Đối này, Dương Nghị Vân lại là híp mắt nhìn, tùy ý huyễn ma hậu lui mà đi. Chỉ chớp mắt huyễn ma biến mất ở hỗn động trong sương mù. Dương Nghị Vân sắc mặt không hề có sốt ruột chi sắc, phi thường đạm nhiên, thần sắc toàn là khống chế. Lầm bầm lầu bầu nói, hiện tại chạy vô dụng, người cái này huyễn ma ý thức thế giới đích xác có ý tứ, có thể nhiếp nhân thần hồn ý thức tiến vào. Tùy ý biến ảo thật là khó giải quyết, nhưng giờ phút này cũng nên kết thúc. Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, trong lòng vừa động, đem chính mình tưởng tượng thành một thanh lợi kiếm.
một thanh có thể bổ ra thiên địa lợi kiếm. Hắn vừa mới lĩnh ngộ mệnh tinh thần tượng chung hai câu pháp quyết, trong lòng có hiểu được. Hai câu pháp quyết kỳ thật chính là một cái ý tứ, cùng thần ma điểu phía trước những lời này đó tương tự. Tổng kết chính là một câu, lòng có bao lớn sân khấu liền có bao nhiêu đại. Hắn mệnh tinh thần tượng chính là đại đạo, chính mình chính là thần giống nhau tồn tại. Thi triển mệnh tinh thần tượng uy lực, đơn giản là đem chính mình ngẫm lại rất cường đại, là có thể phát huy ra bao lớn uy lực, không gì làm không được. Cho nên hắn đem chính mình tưởng tượng thành một thanh có thể khai thiên tích địa lợi kiếm, muốn đem huyễn ma một phương ý thức thế giới cấp bổ ra. Đến lúc đó huyễn ma tự nhiên sẽ bắt lấy. Vào lúc này trong lòng một niệm lúc sau, Dương Nghị Vân thúc giục mệnh tinh thần tượng, tức khắc toàn thân bảy màu ánh sáng đại tác phẩm, lần này lại là không có khuếch tán đi ra ngoài, mà là trực tiếp phóng lên cao. Cách thật xa mà xem, chính là một thanh lập với trong thiên địa cự kiếm. Tạo hóa thần tượng, khai thiên tích địa. Dương Nghị Vân thét dài mà ra. Tức khắc hắn hóa thành chuôi này bảy màu cự kiếm, bộc phát ra hàng tỷ nói bảy màu vầng sáng, bỗng nhiên ở thiên địa chung quét ngang một kích. Ầm ầm ầm, tiếng sấm thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn giống nhau thiên địa. Ngay sau đó này một phương huyễn ma ý thức thế giới bắt đầu không ngừng sụp đổ, chính là tưởng một mặt gương bị đánh nát. Ở nổ vang chung này một phương thế giới hoàn toàn sụp đổ tiêu tán. A a a, giống giống giống. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo thiên địa sụp đổ mà vang lên. Dương Nghị Vân biết đây là huyễn ma thanh âm. Kết thúc. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Đối với huyễn ma hắn căn bản không lo lắng, là bởi vì biết đương hắn phá huyễn ma ý thức thế giới hết sức, chính là huyễn ma đền tội là lúc. Theo huyễn ma ý thức thế giới sụp đổ lúc sau, Dương Nghị Vân bọn họ lại là phát hiện, đã đang ở một cái khác hoàn cảnh chung. Không phải chi gian hoàng kim đại điện, mà là một cái thật lớn vô cùng đảo nhỏ, khá vậy không giống như là đảo nhỏ, nhìn lại như là một cái thật lớn hình tròn ngôi cao phía trên. Có một cái sân bóng như vậy đại. Nhưng ở bốn phía cùng trên không chính là một mảnh sao trời cảnh tượng, đầy trời sao trời đổi chiều phía chân trời cảnh tượng. Mà ở bọn họ cách đó không xa, có một tòa huyết sắc cung điện, nhưng thật ra cùng bình thường vương cung đại điện giống nhau lớn nhỏ. Trừ cái này ra, bọn họ nơi ở, đứng thẳng ở khắc văn trận pháp phía trên. Bên tai cũng vang lên Tuyết Hương thanh âm, Vân Tử. Sư Tôn, Mông Điểm cùng Tuyết Hương đồng thời kêu to. Còn hảo ngươi cái nhược kê tồn tại đã trở lại. Thần ma điểu cũng chấp động cánh phi rơi xuống hắn trên vai. Cách đó không xa Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Không Nói, Bảo Thuận Quang, Hình Uyên Minh, Kim Quy Tiên Nhân khoanh chân mà ngồi. Đương nhiên còn có người là nằm trên mặt đất. Tỷ như Hình Uyên Minh bên người tên kia điện lão cùng luyện tạo tiên minh hộ vệ. Chỉ liếc mắt một cái Dương Nghị Vân liền biết là chuyện như thế nào, điện lão cùng hộ vệ tự nhiên là chết ở huyễn ma ý thức trong thế giới. Thần hồn tiêu tán, chỉ còn lại có thân thể. Hắn những người khác xem như đều từ huyễn ma ý thức thế giới đi ra, thức tỉnh lại đây. Đều như là hoàn hồn giống nhau. Hắn là cái thứ nhất tỉnh lại, ngay sau đó những người khác lần lượt tỉnh lại. Ta không có việc gì. Dương Nghị Vân đối Mông Điểm cùng Tuyết Hương ý bảo. Lúc này hắn càng kỳ quái chính là đây là địa phương nào, mà huyễn ma đi nơi nào. Bọn họ không phải hẳn là ở cuối cùng một cái hoàng kim đại điện sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi xa huyết sắc đại điện lại là cái gì? Vài cái vấn đề xuất hiện ở Dương Nghị Vân trong đầu. Quả đen sao lại thế này? Nhưng có nhìn đến huyễn ma, chúng ta lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Nghị Vân liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Thần ma điểu chấp động một chút cánh nói, tiểu tử đánh vỡ nhiếp hồn trận sau bên trong đại điện trận pháp hẳn là tương liên truyền tống trận, không gian vặn vẹo một trận lúc sau chúng ta liền đến nơi này. Lão tử cũng không biết là địa phương nào, đến nỗi huyễn ma, bị liền Tuyết Hương nha đầu cấp thu, người đi tìm nàng. Đương thần ma điểu truyền âm nói xong, Tuyết Hương đối với Dương Nghị Vân vươn tay, ở tay nàng nhéo một quả màu đỏ tiểu hạt châu, mở miệng nói, đây là vừa rồi không gian vặn vẹo thời điểm Hoàng Kim Vương tọa bay ra tới, bị ta thu. Dương Nghị Vân kết quả hạt châu vừa thấy, xúc tu lạnh lẽo mang theo cường đại tinh thần dao động, hắn cảm giác này hẳn là chính là huyễn ma, hoặc là nói huyễn ma châu. Huyễn ma ý thức thế giới bị hắn hủy diệt, xem như đánh trở về nguyên hình. Ngẫm lại bị huyễn ma thiếu chút nữa lồng chết, ngẫm lại huyễn ma hóa thành liễu lanh canh bộ dáng mê hoặc hắn, Dương Nghị Vân trong lòng liền tức giận, trong tay dùng sức liền phải hủy diệt này viên huyễn ma châu. Nhưng giờ phút này thần ma điểu lại ra tiếng nói, nhược kê ngươi đầu óc có bệnh đi,
nếu là hủy diệt này viên huyễn ma châu, tiểu tử ngươi tổn thất có thể to lắm. Nghe được thần ma điểu nói chuyện, Dương Nghị Vân dừng tay hỏi, còn không phải là viên ma châu sao, tiểu gia phía trước thu 5 viên. Hừ, tóc trường kiến thức nhược kê, này mẹ nó là huyễn ma châu, cũng không phải là bình thường ma hồn châu, huyễn ma một mạch chính là ma tộc biến ảo tổ tông, ngươi cũng kiến thức huyễn ma ý thức thế giới, nghĩ đến ký ức khắc sâu đi. Nói thật cho ngươi biết cái nhược kê đi, này huyễn ma bản lĩnh không phải dựa pháp lực, dựa vào chính là cường đại tinh thần lực, nói cách khác liền chính là tinh thần pháp tắc chi lực, cũng xưng là huyễn ma pháp tắc, đây là thế gian cực kỳ khó được huyễn ma pháp tắc, đem này nhưng hạt châu luyện hóa, tiểu tử ngươi là có thể lĩnh ngộ huyễn ma pháp tắc, nếu là thật hủy hoại, tiểu tử ngươi liền khóc đi thôi. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu truyền âm nói chuyện, ánh mắt sáng lên nói, thật sự. Tin hay không tùy thích, thần ma điểu nói xong không phản ứng Dương Nghị Vân. Đây là thật sự, kể từ đó, Dương Nghị Vân biết chính mình lần này liều mạng mạo hiểm liền đáng giá. Lập tức khoanh chân xuống dưới bắt đầu luyện hóa huyễn ma châu. Đích xác huyễn ma ý thức thế giới cùng biến ảo chỗ, làm hắn ăn đủ rồi đau khổ, lần này cần bất tử có chuông đông hoàng, u đều chi môn cùng bản mạng thần tượng ở, chẳng qua ở treo ở huyễn ma ý thức thế giới. Nhưng này cũng từ mặt bên thuyết minh, huyễn ma cường đại. Dựa theo thần ma điểu ý tứ, hắn luyện hóa huyễn ma châu là có thể tương đương đạt được huyễn ma pháp tắc. Đây là tinh thần pháp tắc lực lượng bất đồng với pháp lực pháp tắc, phi thường khó được. Dương Nghị Vân thúc giục thần hồn bắt đầu luyện chế. Cho tới nay hắn đi vào tiên giới lúc sau, luôn là ở hiểu được pháp tắc lực lượng chiến đấu, nhưng đều không có cái gì đại thu hoạch, chính là trên người hắn bí mật quá nhiều, không phải không tin được người là không thể thỉnh giáo tu luyện chi đạo. Lão nhân không ở, đối với pháp tắc tu luyện thật đúng là không ai có thể chỉ đạo hắn. Thần ma điểu tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng ở phương diện này này chỉ tạp mao điểu thực không đáng tin cậy, Dương Nghị Vân đã từng hỏi qua nhưng thần ma điểu không có cấp ra chân chính đáp án. Hiện giờ nếu là luyện hóa huyễn ma châu, là có thể đạt được huyễn ma pháp tắc, với hắn mà nói chính là rất tốt sự. Nửa canh giờ lúc sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc luyện hóa huyễn ma châu. Đích xác giống như thần ma điểu lời nói, quả thật là huyễn ma pháp tắc. Bên trong còn tàn lưu huyễn ma ý thức, tự nhiên là bị hắn cấp luyện hóa rất. Hiện tại hắn nắm giữ huyễn ma pháp tắc. Chuẩn xác mà nói, luyện hóa lúc sau hắn ý thức chung nhiều một loại huyễn ma lực lượng, hóa thành một cái càng tiểu gấp đôi, như đậu nành lớn nhỏ huyễn ma cây, là tinh thần chi lực, tinh thần pháp tắc chi lực, dung nhập vào hắn nguyên thần chung. Mở mắt ra sau, Dương Nghị Vân nhìn trước mắt Tuyết Hương. Hai tròng mắt hiện lên đỏ đậm, nhìn chằm chằm Tuyết Hương trong mắt, đối với Dương Nghị Vân không bố trí phòng vệ, Tuyết Hương tức khắc ở bất chi bất giác chung nói. Một chút bị Dương Nghị Vân nhiếp hồn thành công, xuất hiện Dương mẫu nhân xây dựng ý thức thế giới. Địa cầu quê quán đại đô thị ý thức thế giới. Đây là, nơi nào? Tuyết Hương xuất hiện ở ý thức thế giới địa cầu đại đô thị, hỏi đứng ở trước mặt hắn Dương Nghị Vân. Dương mẫu nhân nhếch miệng một chút nói, ta ý thức thế giới. Cũng là ta quê nhà, ở chỗ này ta tinh thần lực vô cùng cường đại, là thần giống nhau tồn tại, chỉ cần ta tưởng có thể tùy ý thay đổi cái này ý thức thế giới, ở chỗ này cũng có thể vô thanh vô tức giết địch. Đối với Tuyết Hương, Dương Nghị Vân không có giấu giếm. Kỳ thật hắn rõ ràng, Tuyết Hương nếu là địch nhân, hắn ở nhiếp hồn lúc sau trước tiên là có thể giết Tuyết Hương. Luyện hóa nắm giữ huyễn ma pháp tắc lúc sau, hắn mới biết được huyễn ma pháp tắc diệu dụng. Một niệm lúc sau, Dương Nghị Vân đem Tuyết Hương đưa ra hắn huyễn ma pháp tắc thế giới. Hai người cùng nhau mở hai mắt, như cũ còn đang ở tại chỗ. Mà ở những người khác trong mắt, vừa rồi Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương chẳng qua là nhắm mắt lại đứng trong chốc lát, căn bản liền không có phát hiện cái gì. Dương Nghị Vân không có ở đối những người khác giảng thuật luyện hóa huyễn ma châu, có được huyễn ma pháp tắc chuyện này. Kế tiếp đại gia muốn đối mặt chính là trong tầm mắt kia tòa huyết sắc cung điện. Thảo luận lúc sau, đại gia nhất trí cho rằng, huyết sắc cung điện chính là mục đích địa trung ương cung điện, hoặc là cũng có thể gọi là ma điện đi. Từ nhiếp hồn trận ra tới, Dương Nghị Vân phá huyễn ma ý thức thế giới, cũng tương đương là xúc động thứ 9 cung truyền tống trận pháp, hiện tại bọn họ, 89 phần 10 là một bước đúng chỗ trực tiếp tới rồi cuối cùng trung ương cung điện trước. Nơi đây hoàn cảnh liền cùng phía trước 9 đại cung điện có điều bất đồng. Nơi này giống như là một tòa phiêu phù ở biển sao trung cô đảo. Lại như là một tòa thật lớn tế đàn, mà ở trung ương vị trí chính là một tòa huyết sắc cung điện. Hết thảy nhìn qua thực quỷ dị. Đại gia nghĩ đến, nơi đây tất nhiên là trung ương cung điện không thể nghi ngờ. Một đường đi tới,
cũng coi như là sinh tử mạo hiểm, nhưng cũng may đều đã đi tới. Dương Nghị Vân thu hoạch xem như lớn nhất đi. Tu Vi bước vào hỗn nguyên, cũng đạt được huyễn ma pháp tắc. Những người khác tựa hồ trở thành hắn làm nền. Trong lòng nghĩ đến quái có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng không có biện pháp, cơ duyên thứ này, đều không phải là cố tình là có thể cầu tới. Lão Đinh nhìn xem có phải hay không nơi này. Dương Nghị Vân quan sát huyết sắc cung điện, làm Đinh Hòa Bình thử xem Lạc Dương hơi thở Linh Châu. Đinh Hòa Bình gật gật đầu, trong tay hơi thở Linh Châu xuất hiện, trong miệng lẩm bẩm, ngay sau đó hơi thở Linh Châu bay đi ra ngoài, vèo một chút trực tiếp phi vào huyết sắc đại điện biến mất không thấy. Đại Tông Sư liền ở bên trong, Lạc Dương đại nhân liền ở kia tòa huyết sắc đại điện bên trong. Đinh Hòa Bình có chút kích động lên. Thật tốt quá. Rốt cuộc tìm được rồi. Biên Long ba người cũng cao hứng lên. Đoàn người trực tiếp đi tới đại điện phía trước. Nhìn ẩn ẩn lập lòe huyết sát vầng sáng đại điện, lại là ngừng lại. Không ngừng hạ không được, bởi vì mọi người đều cảm thụ nói này tòa huyết sắc đại điện thượng tản ra cường đại ma sát chi khí, hiển nhiên là kết giới lực lượng bảo hộ. Muốn đi vào xem ra là không dễ dàng. Mọi người đều quan sát một chút, nhìn xem có cái gì môn đạo, này tòa huyết sắc đại điện tất nhiên không hảo đi vào. Dương Nghị Vân đối mọi người nói chuyện. Hắn cũng cảm giác được này tòa huyết sắc đại điện bất đồng. Ma sát hơi thở rất mạnh, ai cũng không biết bên trong sẽ tồn tại cái gì. Càng là tới rồi cuối cùng liền càng là phải cẩn thận. Hiện tại nơi ở, chuẩn xác mà nói kỳ thật hẳn là thoát ly bình thường tiên giới trong vòng. Dựa theo phía trước thần ma điều phỏng đoán, cả tòa ma thành đều có khả năng là một tòa hiến tế chi thành. Làm không hảo là có người cố ý vì này bố cục, ra đời này tòa ma thành, hơn nữa mông điềm giảng thuật nơi này 900 năm một lần dị động. Rất nhiều ma hồn đều sẽ hội tụ trung ương mảnh đất, rồi sau đó ma hồn liền sẽ thiếu một bộ phận, này đó đều thực quỷ dị, vẫn là phải cẩn thận điểm. Hiện tại đã có thể cảm giác ra tới, này tòa huyết sắc đại điện mang theo vô cùng ma sát hơi thở, làm người không dám dễ dàng tới gần qua đi, đối này đại gia đến là có chút khó khăn. Đại Tông Sư ta tiến lên đi thử thử, Ninh Hòa Bình mở miệng nói. Dương Nghị Vân lắc đầu, trước đừng có gấp. Này tòa huyết sắc đại điện bất đồng phía trước kia chín đại cung điện, cho người ta cảm giác rất là tà tính, ta trước nhìn kỹ hãng nói. Đúng vậy, Ninh Hòa Bình theo tiếng không nói chuyện nữa. Hiện tại mọi người đối Dương Nghị Vân là vô cùng tôn kính tín nhiệm. Mặc kệ là Dương Nghị Vân thực lực vẫn là hắn có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến vào huyễn ma ý thức thế giới cứu bọn họ nhân phẩm, đều đã thắng được mọi người phát ra từ nội tâm tôn kính. Dương Nghị Vân nói cái gì hiện tại chính là cái gì? Lạc Dương thực rõ ràng liền ở huyết sắc bên trong đại điện, cũng cơ bản xác định, này tòa huyết sắc cung điện chính là cái gọi là trung ương ma điện, cũng là cái này âm dương nghịch chuyển thế giới trung tâm nơi. Đi vào tìm Lạc Dương đây là kiên định bất di. Nhưng hiện tại vấn đề là, Dương Nghị Vân nếu muốn biện pháp hiểu biết một chút mới có thể xông vào. Nhưng không hy vọng ở hướng mọi người đều có tử thương. Một đường đi đến nơi này tam đại thế lực chung, mây lửa các trừ bỏ một cái cảnh sán ở ngoài. Xem như tất cả đều hủy diệt, đương nhiên chuyện này không thể trách hắn Dương Nghị Vân, chỉ có thể quái Phương Tĩnh Thiên chính mình tìm đường chết. Hình Uyên Minh mang đến điện lão cùng hộ vệ tất cả đều đã chết, dư lại hắn một người. Luyện Tạo Tiên Minh hộ vệ cũng tất cả đều xong đời, sở hữu Đại La liền dư lại một cái Kim Quy Tiên Nhân. Đến nỗi Ninh Hòa Bình bốn người có thể hoặc là đoán trước bên trong sự, bởi vì bọn họ bốn cái nhưng đều trung phẩm hỗn nguyên chi cảnh tu vi. Dương Nghị Vân bên người Tuyết Hương cũng bình yên, tính lên kỳ thật Dương mẫu nhân không có bất luận cái gì tổn thất, mà ở nơi này đụng phải mông điềm dẫn dắt quỷ thiên đại quân, ngược lại thực lực cùng thế lực đi tăng trưởng một mảng lớn. Hiện tại vấn đề là, như thế nào tiến vào này tòa huyết sắc ma điện bên trong? Đã xác định Lạc Dương chính là bên trong, nhưng Dương Nghị Vân bọn họ hiện tại không biết này tòa huyết sắc ma trong điện tồn tại cái gì. Trên cửa lớn là có kết giới chi lực bảo hộ. Bên trong nghĩ đến liền càng không cần phải nói. Dương Nghị Vân tiến lên ở huyết sắc đại điện trước cẩn thận đi quan sát cảm thụ, phát hiện thật là trận pháp kết giới lực lượng. Hơn nữa phòng ngự lực lượng ẩn chứa công kích ở bên trong. Nhưng thật ra có chút khó giải quyết. Trừ cái này ra, đảo cũng không có gì mặt khác. Quan sát xuống dưới, hắn cũng đối ma tộc kết giới không có nhiều ít hiểu biết, hơn nữa là thượng cổ di lưu trận pháp kết giới, không có manh mối đi phá vỡ. Cứ như vậy cũng chỉ có mạnh mẽ phá vỡ kết giới này một cái lộ có thể đi. Các ngươi đều lui ra phía sau ta trước tới thử xem lại nói. Dương Nghị Vân dặn dò mọi người về phía sau lui lại.
Đồ Long kiếm nơi tay sau, Dương Nghị Vân nhất kiếm đối với huyết sắc đại điện đại môn bổ tới. Ầm vang. Một thân vang lớn lúc sau, trên cửa lớn kết giới bỗng nhiên huyết quang đại tác phẩm, vô hình chung một cổ thật lớn lực lượng đối với Dương Nghị Vân mà đến. Nháy mắt Dương Nghị Vân mở ra toàn thân phòng ngự. Nhưng liền tính như thế hắn cũng bị cổ lực lượng này công kích trong người, lùi lại mấy chục mét mới dừng lại. Không có việc gì đi Tuyết Hương chợt lóe thân xuất hiện tại bên người. Không có việc gì, Dương Nghị Vân lắc đầu, trên mặt lại là có một tia ý cười. Đại Tông Sư, như thế nào? Ninh Hòa Bình lại đây hỏi. Kết giới phản phệ chi lực ở thừa nhận trong phạm vi, đại gia cùng nhau tập trung công kích hẳn là có thể phá kết giới phòng ngự. Dương Nghị nhìn chung quanh mọi người nói. Kế tiếp ở Dương Nghị Vân chỉ huy hạ, mọi người bao gồm Mông Điểm hơn 1.000 quỷ tiên đại quân cùng nhau công kích trên cửa lớn kết giới. Oanh! Một tiếng vang lớn lúc sau, kết giới ong một chút tan đi. Phá! Khai! Kết giới tan đi! Mọi người đều hưng phấn lên. Dương Nghị Vân vung tay lên nói, đi, tiến vào đại điện. Đã không có kết giới, dày nặng đại môn dễ dàng bị đẩy ra. Sở hữu nhân ngư quán mà nhập tiến vào này tòa huyết sắc trung ương đại điện chung. Đương đại gia tiến vào đại điện lúc sau, lại là nhìn đến toàn bộ đại điện chính là một mảnh biển sao bộ dáng, cùng bên ngoài nhìn qua giống nhau, chẳng qua thiếu một tòa tế đàn cùng đại điện. Thực rõ ràng là nội có càn khôn. Không có bất cứ chuyện gì vật tồn tại. Cùng với nói là bên trong đại điện, còn không bằng nói đi vào sao trời bên trong. Mỗi cái tiến vào nơi này sau đều bị ngũ hành trung huyền phù chi lực nâng lên huyền phù ở giữa không trung, không có người rơi xuống đi xuống. Trong tầm mắt chỗ đã thấy đều là sao trời, vô số sao trời đổi chiều ở phía chân trời. Phi thường yên tĩnh. Ở bọn họ phía sau đại môn chỗ, lần này lại là lập lòe màu bạc vầng sáng, không có đóng cửa môn hộ. Đối mặt loại tình huống này, Dương Nghị Vân nhíu mày. Tầm mắt trong vòng sao trời đầy trời. Nhưng nhìn không ra có chỗ nào bất đồng, nhưng mọi người đều tin tưởng, giờ phút này bọn họ đã tiến vào này tòa trong đại điện bộ. Chẳng qua là lực lượng nào đó cấu thành nội loại càn khôn cảnh tượng. Lạc Dương hơi thở Linh Châu trực tiếp biến mất ở nơi này, thuyết minh nơi này nhất định có khác tình huống. Chẳng qua hiện tại mắt thường là nhìn không ra. Lão Đinh Dương Nghị Vân hô một tiếng Đinh Hòa Bình. Đinh Hòa Bình lập tức minh bạch Dương Nghị Vân là làm hắn lấy ra tiên minh lệnh tới cảm ứng Lạc Dương tồn tại. Chỉ cần Lạc Dương ở chỗ này, có tiên minh lệnh là có thể tìm tới nơi này bất đồng chỗ. Vài phút Đinh Hòa Bình lại là nhíu mày nói, Đại Tông Sư hơi thở hoàn toàn biến mất, cái gì đều cảm ứng không đến. Dương Nghị Vân cũng là mày nhăn lại nói, Lạc Dương hơi thở Linh Châu biến mất ở đại điện, thuyết minh nàng nhất định tồn tại với nơi này, hiện tại chúng ta đều tiến vào nơi đây, chẳng qua là nhìn không ra tới nơi này bất đồng, này một mảnh sao trời hiển nhiên không phải chân thật tồn tại. Làm đại gia tản ra khắp nơi tìm xem nhìn xem có chỗ nào bất đồng. Ra lệnh một tiếng, sở hữu đều tứ tán mở ra. Dương Nghị Vân chính mình còn lại là cau mày, đi bước một về phía trước đi đến, vừa đi một bên quan khán sao trời sắp hàng tình huống, nếu một hai phải nói nơi đây có cái gì không đúng, nhất định là treo đầy sao trời. Này đó sao trời nhìn phi thường cao, tựa hồ khoảng cách bọn họ thực xa xôi. Kỳ thật Dương Nghị Vân cảm giác chung có loại phất tay là có thể trích tinh ảo giác, cảm giác rất gần. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhìn về phía phương đông chỗ, hắn phát hiện có mấy viên sao trời sắp hàng không giống bình thường. Dương Nghị Vân nhìn đến sao trời sắp hàng như là tinh tú sắp hàng bộ dáng. Sở nhìn đến này đó sao trời muốn hơi so mặt khác sao trời tỏa sáng như vậy một chút, nếu không cẩn thận đi xem, căn bản liền không ra. Nhìn kỹ đi thật đúng là tinh tú. Thực toàn diện 28 tinh tú, che kín sao trời chung. Đối với 28 tinh tú, Dương Nghị Vân tự nhiên là biết đến, trước kia đi học thời điểm liền hiểu biết quá, hiện tại xem ra, liền tính là ở tiên giới cũng đồng dạng là có tinh tú tồn tại. Hơn nữa bị lợi dụng ở trận pháp thượng. Đích xác hắn tuy rằng nhìn không ra này đó tinh tú xuất hiện đại biểu cái gì, nhưng lại có thể nhìn ra được tới, chính là trận pháp quỹ đạo. Nếu thật là như vậy, này đó tinh tú sắp hàng chính là trận pháp kết cấu tạo thành, cởi bỏ lúc sau liền có thể mở ra cái này đại điện bí mật. Có lẽ cũng là có thể tìm được Lạc Dương. Dương Nghị Vân đám người hiện tại đối Lạc Dương rơi xuống là tin tưởng tồn tại nơi này, chẳng qua này đó tinh tú hợp thành trận pháp, bao vây thượng một tầng khăn che mặt. Muốn mở ra đại điện chân chính bộ mặt, liền phải từ này đó tinh tú bên trong tìm đáp án.
28 tinh tú ở trên địa cầu ghi lại chính là cổ nhân dùng để quan trắc nhật nguyệt cùng 5 đại hành tinh vận chuyển mà ở hoàng đạo, xích đạo phụ cận tuyển ra 28 tổ hành tinh. Bởi vì chúng nó hoàn liệt ở nhật nguyệt 5 sao tứ phương, rất giống là nhật nguyệt 5 sao tê túc nơi, bởi vậy lại xưng là nhị thập bát tú. Nhị thập bát tú ở riêng đông nam tây bắc tứ phương, mỗi phương 7 túc, vì phương tiện sử dụng, cổ nhân lại đem chi tưởng tượng vì 4 loại bất đồng động vật, phân biệt là phương đông thương long, phương nam chu tước, phương tây bạch hổ, phương bắc huyền vũ cũng xưng quy xà, cũng chính là cái gọi là tứ tượng. Tứ tượng cùng nhị thập bát tú chi gian trình 7 chi số phân biệt, mỗi một tượng có 7 loại biến hóa cùng đối ứng. Phương đông thương long phân đối, giác, kháng, để, phòng, tâm, đuôi, kỳ, phương bắc huyền vũ 7 túc, đấu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, vách tường, phương tây bạch hổ 7 túc, khuê, lâu, dạ dày, tất, tuy, tham. Phương Nam Chu Tước 7 túc, giếng, quỷ, liễu, tinh, trương, cánh, trần. Mỗi một đêm hoặc là một tượng đều phân cắt hung, liệt như phương đông thương long, hình dạng trường điều, bội liệt ở phía chân trời sao trời như là một cái thương long, trong đó giác vì, phương đông 7 túc đứng đầu, có hai viên tinh như thương long hai giác, long giác nãi người bị đánh chết đứng đầu hướng, cố nhiều hung. Thứ hai kháng túc là phương đông đệ nhị túc, long cổ cúng, có long giác chi hộ vệ, biến giả kéo toàn thân. Cố nhiều cát. Thứ ba để túc vì thương long chi ngực, vạn sự vạn vật toàn hiểu rõ với tâm, long ngực nãi long bên trong tâm yếu hại, trọng trung chi trọng, cố nhiều cát. Tóm lại tứ tượng tính lên đều là như thế chia làm cát hung hai người. Phương đông thương long chung có hai cát, dư giả năm túc toàn hung. Phương bắc huyền vũ có tam hung bốn cát, phương tây bạch hổ có sáu cát một hung, phương nam chu tước có bốn hung tam cát. Này đó cát hung đặt ở sao trời sắp hàng thượng. Tạo thành trận pháp chính là sinh tử chi môn, biến hóa muôn vàn. Hiện giờ Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại đỉnh đầu phía trên mơ hồ nhị thập bát tú tất cả đều tồn tại, che kín sao trời phía trên. Hẳn là hợp thành một cái tứ tượng bảo hộ chi cục. Lão bảo nhìn xem biển sao bên trong biến hóa Dương Nghị Vân ngay sau đó làm bảo thuận quang quan khán, hắn cũng tưởng xác minh một chút tiên giới sao trời sắp hàng có phải hay không cùng chính mình biết đến giống nhau. A, à, xem sao trời. Bảo Thuận chỉ là trận pháp sư, nếu cẩn thận đi quan khán hẳn là có thể nhìn ra một ít tung tích. Hắn ngây ra một lúc phản ứng lại đây sau vội vàng đi quan khán sao trời, nếu Dương Nghị Vân làm hắn đi quan khán đó chính là có cái gì manh mối. Nếu không Bảo Thuận quang tin tưởng chủ nhân sẽ không duyên cớ vô tội làm hắn đi xem sao trời. Mười mấy phút sau Bảo Thuận quang có chút không xác định đối Dương Nghị Vân nói, chủ nhân hình như là 28 tinh tú hợp thành một cái đại trận, hoàn hoàn tương khấu. Dương Nghị Vân gật gật đầu ý bảo Bảo Thuận Quang tiếp tục nói tiếp. Sau nửa canh giờ, Dương Nghị Vân nghe xong Bảo Thuận Quang giảng thuật, xác định ở tiên giới nhị thập bát tú, thiên can địa chi từ từ kỳ thật cùng trên địa cầu là giống nhau, chỉ là có chút càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Hai người kế tiếp giao lưu thảo luận, từng người trao đổi chính mình ý kiến cái nhìn. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, đó chính là bọn họ đỉnh đầu phía trên 28 tinh tú thật là cái đại trận. Hơn nữa là một cái bảo hộ đại trận, bảo hộ chính là cái gì đại gia không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là, chỉ có tiến vào đại trận mới có thể cởi bỏ nơi này bí mật. Ở tứ tượng trong vòng mới là trung tâm nơi, nhưng là trước phải đi tiến khi trung tâm nơi, cần thiết muốn động trận pháp, lang bạt 28 tinh tú, cũng là tứ tượng 28 sao trời tạo thành trận pháp. Cái này trận pháp có sinh môn có bốn môn, chỉ có theo sinh môn đi, mới có thể tiến vào trung tâm nơi. Dù sao đi nhầm. Tất nhiên là sẽ có đại nguy hiểm tồn tại. Sinh tử môn, phân cát hung. Tứ tượng bên trong cát hung mỗi một cái cát không giống nhau, có chút nhiều có chút thiếu, nếu là tiến vào trận pháp muốn đi cát vị tránh hung vì, 28 tinh tú đi xong là có thể đến trung tâm nơi. Nhưng nói dễ hơn làm. Một phương một tượng chính là nhị thập bát tú, tứ tượng tứ phương chính là nhị thập bát tú, nơi này có cát 15, hung 13. Âm dương đan sen, ngũ hành tương sinh tương khắc. Cát hung giao nhau, hung chung có cát chung có hung, nhất khó có thể phân biệt. Một bước sai đi nhầm, ai biết sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm, sinh tử chi môn không dễ đi. Hơn nữa cũng muốn đối với trận pháp chỉ do từ từ. Đối mặt bực này tình huống, tất cả mọi người chỉ có thể xem Bảo Thuận Quang cùng Dương Nghị Vân, bởi vì những người này chỉ có Bảo Thuận chỉ là trận pháp sư. Mà Dương Nghị Vân còn lại là nhìn ra 28 tinh tú người, càng là nhìn ra trận pháp người. Giờ phút này mọi người đều nhìn ra được tới,
Dương Nghị Vân không chỉ là luyện đan đại tông sư, đối tinh tú trận pháp chi đạo xem ra cũng là hiểu một ít. Tiến khẳng định là muốn vào đi, nhưng cũng không thể mù quáng, cho nên Dương Nghị Vân cùng Bảo Thuận Quang bắt đầu thảo luận suy đoán. 3 ngày lúc sau hai người rốt cuộc suy đoán kết thúc. Quyết định từ Bảo Thuận Quang chủ đạo trận pháp công việc, Dương Nghị Vân nếu không tìm kiếm nhị thập bát tú trung cắt hung, như thế phối hợp đại gia tiến vào tinh tú đại trận trong vòng, nhập trung tâm nơi. Hai người phân công minh xác, cũng phát huy từng người am hiểu chỗ. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng hiểu trận pháp, nhưng hắn trận pháp chỉ đạo là ở tu chân trong lúc sở học, tuy rằng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nhưng ở tiên giới rất nhiều đồ vật vẫn là có biến hóa, cho nên hắn làm Bảo Thuận Quang cái này trận pháp đại sư tới chủ đạo vào trận, mà hắn còn lại là tương đối Bảo Thuận Quang đối nhị thập bát tú hiểu biết một chút, chỉ phụ trách tìm kiếm phân rõ mỗi một phương tượng chung cắt hung. Đến nỗi những người khác, cũng không có hiểu trận pháp chi đạo, cho nên chính là phụ trợ tồn tại. Phát sinh biến cố những người khác liền phụ trách ứng đối. Thương lượng hảo lúc sau, Dương Nghị Vân chuẩn bị bắt đầu. Nhưng ở phía trước hắn đem mông điềm thủ hạ 1000 quỷ tiên tất cả đều thu vào càn khôn hồ không gian nội. Bởi vì là nhập tinh tú đại trận, đều không phải là người nhiều là có thể có chỗ lợi, tương phản người nhiều ngược lại dễ dàng sai lầm, còn nữa Dương Nghị Vân nhưng không hy vọng này 1000 quỷ tiên có tiêu hao. Chỉ để lại mông điềm đi theo bên người, mông điềm hiện tại là hắn đệ tứ đệ tử, đối với mông điềm cái này dã man trưởng thành tới rồi đại la cấp bậc quỷ tiên đệ tử, Dương Nghị Vân vẫn là thực coi trọng, lần này lang bạt tinh tú đại trận làm mông điềm theo bên người cũng coi như là rèn luyện dạy dỗ. Dư giả chính là Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Không Nói, Bảo Thuận Quang, Hình Nguyên Minh cùng Kim Quy Tiên Nhân. Những người này chung chỉ có Kim Quy Tiên Nhân chính là đại la đại viên mãn tu vi cảnh giới. Tương đối là trong đó yếu nhất một cái, vốn dĩ Dương Nghị Vân cũng muốn đem Kim Quy Tiên Nhân thu vào càn khôn hồ không gian bảo vệ lại tới, nhưng cái này lão ô quy lại là cự tuyệt, dùng Kim Quy Tiên Nhân nói, hắn tu vi bình cảnh yêu cầu đột phá, nếu trốn đi đó chính là chính thật sự rùa đen, mà không phải một người lão rùa thần. Tu hành yêu cầu mạo hiểm liền ý nghĩa cơ duyên cùng cấp với tu luyện tài nguyên cùng đột phá bình cảnh. Tu luyện chi đạo sống ở người khác cánh chim dưới vĩnh viễn đều trưởng thành không được, từ nào đó góc độ tới nói ngược lại là hại tự thân. Dương Nghị Vân cẩn thận ngẫm lại cái này lão ô quy chờ lời nói phi thường có đạo lý, hắn cũng quyết định ngày sau chính mình tu luyện chi lộ, vẫn là dựa vào chính mình mài rũa đi, đối với bên người thân nhân bằng hữu cũng muốn như thế. Nếu không thật đúng là chính là hại bọn họ. Tính tính thời gian kỳ thật tu chân giới vân môn đệ tử cũng nên có phi thăng tới rồi tiên giới người. Trước kia Dương Nghị Vân còn lo lắng, nhưng là hiện tại nghe qua Kim Quy Tiên Nhân lời nói lúc sau, Dương Nghị Vân cho rằng là phúc hay họa là cơ duyên đều hẳn là làm cho bọn họ chính mình đi mài giũa tu luyện, hắn không thể ở đi can thiệp bọn họ tu luyện, nếu không bọn họ vĩnh viễn cường đại không được, không có cường đại vững chắc tu vi, sớm hay muộn cũng sẽ có hại. Nếu hắn mang theo thân nhân bằng hữu đi lên tu luyện chi lộ, cũng là chính bọn họ lựa chọn, có chút phúc họa vẫn là làm cho bọn họ chính mình đi thể ngộ hảo. Tương lai có duyên sẽ tự gặp nhau. Hắn hiện tại chính mình đều vẫn là một cái hỗn nguyên nói tiên mà thôi, so sánh với tiên giới tu luyện 9 đại cảnh giới, hắn cũng là cái nhỏ yếu hạng người. Tưởng bảo hộ thân nhân bằng hữu trước cường đại chính mình đi. Trái lại tưởng, mới vừa vào tiên giới thiên tiên kỳ thật nguy hiểm có, nhưng tuyệt đối không có cao giai tiên nhân nguy hiểm đại. Càng là tu vi cảnh giới cao tiên nhân sở đối mặt nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Mặt khác hắn muốn vì lão nhân làm điểm sự. Tuy rằng không biết lão nhân cụ thể là người nào, nhưng là nghĩ đến tất nhiên cường đại vô biên, ít nhất đối trước mắt hắn tới nói chính là như thế. Thân là đệ tử vì sư phụ làm điểm sự, Dương Nghị Vân làm người đây là thiên kinh địa nghĩa, mà hắn nếu quyết định giúp lão nhân làm điểm sự, kia tương lai sở muốn đối mặt địch nhân chính là cường giả chân chính, hoặc là nói là cường giả trung cường giả. Cho nên đối chính mình những cái đó thân nhân bằng hữu, biện pháp tốt nhất chính là không cần sinh ra giao tế. Nếu không ngược lại sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Ít nhất Dương Nghị Vân cho rằng ở chính mình không có thành tựu cường giả phía trước, hắn là sẽ không đi tìm hoặc là đi có gan vân môn những cái đó thân nhân bằng hữu tu luyện. Nếu bước lên tu luyện chi lộ, như vậy hắn lý giải chính là mỗi người đều có mỗi người phải đi nói. Trước kia ở tu chân giới hắn đi bảo hộ đi can thiệp, có lẽ còn không có cái gì, nhưng là tới rồi tiên giới lúc sau, hắn hiểu được rất sâu, đi có gan người khác tu luyện chi lộ. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Giờ phút này Dương Nghị Vân ánh mắt vô cùng kiên định. Đi. Đối Bảo Thuận Quang đám người nói chuyện lúc sau,
hắn dẫn đầu nghĩ đỉnh đầu phía trên nhìn như xa xôi tinh tú đại trận mà đi. Đích xác nhìn như xa xôi tinh tú, kỳ thật cũng không phải chân chính tinh tú, chỉ là nào đó đại pháp lực hình thành tinh tú đại trận mà thôi, khi bọn hắn hướng về phía trước mà đi thời điểm, phát hiện từng bước ở kéo gần khoảng cách, cũng không cùng trong tưởng tượng như vậy xa xôi. Một canh giờ không đến, hắn cùng Bảo Thuận Quang liền mang theo mọi người đạt tới tinh tú đại trận trước. Tứ tượng đứng đầu phương Đông Thương Long vì tiến vào nơi. Lúc này xem như trực tiếp thấy được sao trời, kỳ thật tới rồi trước mặt lúc sau mới phát hiện chính là pháp lực năng lượng cấu thật lớn hình cầu, chính là bắt trước sao trời. Bất quá như cũ là phi thường chấn động. Bọn họ vị trí nơi phương Đông Thương Long tinh tú chi vị, đỉnh đầu trăm mét liền đệ nhất tinh giác túc, ngân quang nhàn nhạt, cũng không có trong tưởng tượng chói mắt, nhìn qua chính là một viên trăm mét đường kính thật lớn hình cầu, hóa thành phương Đông Thương Long đệ nhất giác túc tinh. Cùng ngẫm lại chung giống nhau mọi người cảm nhận được vô hình trung cường đại kết giới lực lượng tồn tại. Hình Uyên Minh mang theo tò mò hướng về phía trước bay đi, lại là tại hạ một khắc, giác túc tinh ngân quang chợt lóe. Ngay sau đó Hình Uyên Minh đã bị một đạo ngân quang sở đánh trúng, nhanh như tia chớp mọi người đều không phản ứng lại đây. Oanh! A! Phốc! Hình Uyên Minh kêu thảm thiết một tiếng, hộc máu bay ngược ra vài trăm thước. Mới bị Biên Long cấp ngăn cản hạ. Vẻ mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân hơi thở đều tan rã lên, cũng may Hình Uyên Minh trên người vẫn là có thứ tốt, vội vàng nuốt vào một viên đan dược, khôi phục một phen lúc này mới nhìn qua trên mặt hảo một ít. Một kích thiếu chút nữa muốn Hình Uyên Minh mạng già. Cường đại âm hàn chi lực trực tiếp nhập thể phá hư nói nguyên, nếu không phải lão phu có một viên tổ truyền tiên đan, này mạng già liền tàn, nơi này tinh tú công kích tới thật lợi hại. Hình Uyên Minh khôi phục lúc sau lòng còn sợ hãi đối mọi người nói chuyện. Dương Nghị Vân cùng Bảo Thuận Quang nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng có so đo. Vừa mới Hình Uyên Minh hành động bọn họ hai cái tự nhiên thấy được, nhưng lại là không ngăn cản Hình Uyên Minh. Bởi vì bọn họ hai cái muốn nhìn một chút này tinh tú đại trận uy lực như thế nào. Nếu uy lực điểm nhỏ, liền trực tiếp xông vào, nếu uy lực cường đại liền thành thật thật tìm kiếm sinh môn cát vị. Hiện tại xem ra, uy lực cường đại ra ngoài dự kiến. Ngay sau đó Bảo Thuận Quang trong tay một hồi trong lòng bàn tay tiên nguyên đại tác phẩm, hóa ra một cây tiên nguyên tiểu kỳ, vung tay lên ném phía trước. Đương Bảo Thuận Quang tiên nguyên tiểu kỳ tiến vào nói giác túc tinh phía dưới thời điểm. Ong một chút toàn bộ sao trời đều xuất hiện một đạo ngân quang, ngay lập tức dưới lan tràn đi ra ngoài, chiếm cứ hơn phân nửa sao trời nơi, hình thành một cái viên cháo. Đây là tinh tú đại trận tứ tượng chi gian vô hình kết giới, phía trước nhìn không tới, lúc này bị Bảo Thuận Quang cấp hiện hóa ra tới, có thể dùng mắt thường thấy được. Dương Nghị Vân nhìn giống nhau vô cùng thật lớn ngân quang kết giới cháo sau, đối Bảo Thuận Quang nói, phương Đông Thương Long Giác túc tinh vì Long Giác, nãi người bị đánh chết đứng đầu hướng, chủ hung. Không thể nhập, chúng ta đi kháng túc hoặc là để túc tinh, đó là cát vị, nhưng làm nhập khẩu tiến vào đại trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.